chương 41. Thả nàng tự do mặt nàng bay. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 41. Thả nàng tự do mặt nàng bay eo lão sư mang theo một đoàn người đẩy cửa ra thời điểm, khổng thiên vi bên này vừa vặn đã toàn bộ thỏa đàm, về sau chính là nhìn khổng thiên vi bên này các loại thủ tục vấn đề, không có gì bất ngờ xảy ra, đợi đến khai giảng thời điểm, khổng thiên vi liền có thể trực tiếp nhập học. Nếu như thủ tục có thế nhanh một chút làm xong, không chừng còn có thể sớm xuất ngoại, thuận tiện tham gia Lydia học viện tổ chức trại hè hoạt động. Khổng Thiên Vi hiện tại đã bắt đầu đối với cuộc sống mới tràn đầy chờ mong, càng đáng giá vui vẻ vẫn là cha mẹ đều duy trì nàng, lúc đầu đều đã làm tốt chống lại thất bại từ bỏ dương cầm, từ nay về sau tiếp tục trước khi đi thế lão lộ chuẩn bị. Kết quả hiện tại đột nhiên phong hồi lộ chuyển, tình hình hướng tốt hơn phương hướng phát triển, nàng hiện tại đi đường đều giống như đạp ở đám mây. Eo lão sư mang theo nàng đám tiểu đồng bạn trở về, khổng thiên vi đều có chút không để ý hình tượng, bước nhanh đi lên muốn theo mọi người chia sẻ cái tin tức tốt này. Kết quả minh phỉ cùng Đỗng Linh Phong liền đã trước chúc mừng nàng. Có chút, ngươi thật sự quá lợi hại. Chúc mừng ngươi, thật sự quá tốt rồi. Lydia học viện âm nhạc ta nghe nói là một cái siêu cấp lợi hại trường học há lại chỉ có từng đó là siêu cấp lợi hại. Rất thêm ra tên nhà âm nhạc đều là từ cái kia trường học tốt nghiệp. Như vậy nói cách khác về sau có chút cũng sẽ trở thành một cái siêu cấp có danh tiếng nhà âm nhạc sao? Vậy khẳng định được không? Minh Phỉ cùng Đỗng Linh Phong nói khởi kình, đều nghĩ kỹ về sau khổng thiên vi thành danh các nàng liền làm nàng tả hữu hộ pháp, vì nàng hộ giá hộ tống cái gì, về sau khổng thiên vi có đông đảo phan hâm mộ, vậy các nàng chính là phan hâm mộ dê đầu đàn. Các nàng ngược lại là y y rất khởi kình, Khổng Thiên Vi cũng đối với nàng nhóm có chút im lặng. Eo lão sư đi tới vỗ vỗ bờ vai của nàng, có thể đi ra ngoài liền quá tốt rồi. May mắn cha mẹ của ngươi đều duy trì ngươi. Bởi vì cha mẹ không hỗ trợ mà bị bẻ gãy cánh ví dụ, eo lão sư cũng nhìn qua rất nhiều. Tất cả mọi người rất vui vẻ, tất cả mọi người tại vì Khổng Thiên Vi cảm thấy vui vẻ, trừ Cao Ngọc Thụ khổng thiên vi ở bị mọi người chúc mừng về sau ánh mắt tự nhiên mà vậy liền rơi xuống một mực núp ở phía sau mặt cao ngọc thụ trên thân hắn tựa ở trên ván cửa ngửa đầu giống như ở nhìn nóc nhà bên trên đèn treo lại hình như đang suy nghĩ sự tình khác nhưng mặc kệ hắn là đang nhìn cái gì khổng thiên vi đều có thể cảm giác được hắn cũng không vui không chỉ có không vui thậm chí còn rất khó chịu khổng thiên vi tin tưởng cao ngọc thụ không có như thế âm u trong lòng sẽ ghen ghét đỏ mắt nàng có được cơ hội tốt như vậy mà cảm thấy uể oải. Nếu như không phải là bởi vì điểm này, cái kia còn có thế là bởi vì khổ sở. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Mọi người nói vui về sau, cũng phát hiện khổng thiên vi hiện đang an tĩnh nhìn xem dựa vào cánh cửa thiếu niên, trong không khí vui sướng một chút xíu lui tán, bầu không khí ngược lại trở nên hơi ngưng trọng lên. Khổng thiên vi không biết hắn làm sao vậy, nhưng là nàng thật sự không muốn nhìn thấy cao ngọc thụ cái bộ dáng này thật giống như lại thấy được hắn dọn nhà trước đó hình tượng hắn khổ sở thời điểm liền tự mình một người trốn đi ở không ai có thể nhìn thấy địa phương mặt mặt rơi lệ người ở chỗ này bên trong cũng chỉ có khổng thiên vi cùng cao ngọc thụ quan hệ là tốt nhất nếu như khổng thiên vi cũng không biết cao ngọc thụ là thế nào khi những người khác liền càng thêm không nghĩ ra được cao ngọc thụ nhìn nàng một cái giống như đang giận đồng dạng Tiếng Trầm xoay người rời đi, không nói câu nào. Cái này Cao Ngọc Thụ là chuyện gì xảy ra? Kỷ Y Bạch tích lẩm bẩm một câu. Khổng Dương Châu còn không nhận ra được cái này lúc trước cái kia thằng bé trai, cảm thán một tiếng, vừa mới cái kia nam hài là Cao Ngọc Thụ. Thật đúng là không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, hắn cũng đã cao như vậy rồi. Minh Phỉ nói tiếp nói, không biết hắn là chuyện gì xảy ra a, à, giống như vừa rồi trên đường tới vẫn không nói chuyện. Thật sự là kỳ quái a, à, chẳng lẽ hắn không vì hơi cảm thấy vui vẻ sao? Linh Linh, ngươi biết hắn đang suy nghĩ gì sao? Đổng Linh Phong giơ hai tay lên lấy đó trong sạch, mặc dù ta trước kia mê luyến qua hắn, nhưng là ta đối với hắn kỳ thật một chút xíu đều không hiểu rõ. Ta trước kia chỉ là cái gì cũng đều không hiểu theo đuôi mà thôi. Nhìn bộ dạng này thật giống như cùng Cao Ngọc thụ dính líu quan hệ đều rất mất mặt giống như. Khổng Thiên Vi vẫn là rất lo lắng cùng cha mẹ các bằng hữu nói một tiếng liền đi theo ra ngoài khổng thiên vi một đường cùng ra ngoài nhìn xem cao ngọc thụ bóng lưng hô một tiếng tiểu học cao đẳng cây ngươi ở sinh cái gì ngột ngạt có chuyện gì nói ngay mọi người cùng nhau giải quyết có thể chứ lúc đầu cao ngọc thụ còn duy trì bình thường đi đường tốc độ khổng thiên vi một màn này âm thanh cao ngọc thụ ngược lại cũng không quay đầu lại bắt đầu cắm đầu chạy hắn chạy rất gấp trên đường đi rất nhiều lần đều kém chút đụng phải người qua đường khổng thiên vi một bên đuổi theo một bên vì hắn hướng đường người nói xin lỗi tiểu học cao đẳng cây ngươi đừng chạy có chuyện gì không nói rõ cứ như vậy chạy trốn hữu dụng không khổng thiên vi vẫn luôn chú ý đến rèn luyện thân thể cho nên chạy kỳ thật cũng sẽ không thua cho cao ngọc thụ cao ngọc thụ vốn là quá độ tiêu hao thể lực hiện tại chạy một đoạn ngắn đường liền triệt để phế đi cam chịu đặt mông ngồi dưới đất hai chân giống như đã phế đi. Khổng thiên vi đuổi theo, đem người đè xuống. Đến cùng là thế nào? Ngươi cho cái chữ mấu chốt cũng được. Khổng thiên vi một bên thở một bên án lấy hai vai của hắn, hai người mặt đối mặt, khoảng cách có chút gần. Cao Ngọc Thụ kinh ngạc nhìn nhìn nàng chầm chầm, thở mạnh thật giống như chạy 10 cây số, từ cổ đều bên tai đều chạy đỏ lên, trong mắt lóe ra ống ánh nước mắt. Thế mà! Khóc! Khổng thiên vi sững sờ, nhẹ buông tay, cao ngọc thụ liền đem tay của nàng bỏ qua rồi, hắn cặp kia dưới cái nhìn của nàng phi thường thích hợp học dương cầm tay cản ở trên mặt, nhìn cái gì vậy? Không cho phép nhìn. Ta để ngươi xem sao. Giọng điệu này còn rất làm giận. Khổng thiên vi thật sự không biết hắn đang nháo cái gì tính tình, nhưng là nàng không thể nào thấy được hắn khó qua như vậy còn không quản hắn. Chỉ là... Khổng thiên vi nghĩ nghĩ, quyết định nhắm mắt lại cao ngọc thụ nhìn xem gần trong gan tất khổng thiên vi phát hiện nàng dĩ nhiên nhắm mắt lại thật giống như ở tác hôn đồng dạng trong đầu hắn oanh một tiếng khó chịu hỏi ngươi nhắm mắt lại làm gì không phải ngươi nói không cho phép nhìn ngươi sao không nhìn ta ngươi còn nghĩ xem ai ngươi không cho ta nhìn ngươi vậy ta liền ai cũng không nhìn a à, con mắt đều đã nhắm lại còn có thể xem ai khổng thiên vi rất thành thật địa đạo hắn làm sao cho tới bây giờ không có phát hiện nàng còn có như thế nghe lời thời điểm đâu không để cho nàng hứa nhìn nàng thật đúng là không nhìn khi không để cho nàng hứa đi cái kia trường học nàng cũng sẽ không đi sao cao ngọc thụ dài đến lớn như vậy còn là lần đầu tiên cảm thấy buồn bực như vậy hắn không hy vọng nàng đi đến nước ngoài đọc sách nhưng nhìn đến nàng đạt được cơ hội này vui vẻ như vậy hắn cũng không nỡ nói ra những cái kia giữ lại làm cho nàng thất lạc hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại này nghĩ lại không nghĩ tới mâu thuẫn tâm tình người mở to mắt á sau đó thả ta ra ta đều không đứng lên nổi cao ngọc thụ cảm thấy mất mặt thứ hai là loại này tiếp xúc gần gũi để cao ngọc thụ tim đập rộn lên thế nhưng là lại nhìn khổng thiên vi dáng vẻ nơi nào có nửa điểm thẹn thùng nàng giống như mặc kệ lúc nào đều là rất thản nhiên nghĩ thấy được nàng thẹn thùng ngượng ngùng bộ dáng đều là phi thường khó được sự tình chính là loại này bộ dáng để cao ngọc thụ cảm thấy ở khổng thiên vi trong mắt hắn cũng chỉ là một cái rất phổ thông tồn tại căn bản cũng không phải là đặc thù nhất cái kia khổng thiên vi rất nghe lời đứng lên cũng buông lỏng tay ra cùng cao ngọc thụ lập tức liền kéo dài khoảng cách cao ngọc thụ vỗ vỗ cái mông đứng lên hai tay cắm ở trong túi động tác nhìn không phải rất ưu nhã không lưng giống tên thiếu niên bất lương chậm rãi đi trên quảng trường khổng thiên vi muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn nói, ngươi không muốn như vậy công lưng đi đường, về sau ngươi có thể sẽ lưng còng, hẳn là muốn. Thật xin lỗi, ta có phải là quản quá rộng? Ta. Không có. Nói như vậy, Cao Ngọc Thụ liền đứng thẳng lên sống lưng của mình, cả người nhìn đều tinh thần không ít. Hai chúng ta ở bên ngoài dạo chơi. Khổng Thiên Vi đột nhiên đề nghị, hiện tại hội diễn đã kết thúc, nhưng là trên đường vẫn là rất náo nhiệt, bởi vì tan cuộc về sau, rất nhiều khán giả đều ở phụ cận đi dạo chợ đêm. Suy nghĩ kỹ một chút, trùng phùng đến bây giờ nàng cùng Cao Ngọc Thụ một mình thời gian cũng quả thật rất ít, Khổng Thiên Vi đều không có thời gian đi hảo hảo hiểu rõ thời kỳ thiếu niên hắn. Cao Ngọc Thụ không có đáp lời, nhưng là Khổng Thiên Vi đi sau khi thức dậy, cũng yên lặng giống cô vợ nhỏ đồng dạng cùng sau lưng Khổng Thiên Vi. Chợ đêm rất náo nhiệt, tháo trang đổi quần áo Khổng Thiên Vi trong đám người cũng sẽ không bị nhận ra nàng có thể yên tâm lớn mật ở trong chợ đêm đi tới đi lui. Cao Ngọc Thụ không rên một tiếng, yên lặng giúp Khổng Thiên Vi cầm đồ vật. Loại này kỳ quái không khí cứ như vậy kéo dài gần nửa giờ, hai người đi dạo đến phụ cận công viên tìm tới ghế dài sau khi ngồi xuống, Khổng Thiên Vi thật dài thở vào nhẹ nhõm. Đêm nay nguyệt sắc rất đẹp, nhưng đáng tiếc vẫn là không có ngôi sao. Khổng Thiên Vi tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn qua bầu trời đêm một vần minh nguyệt, cảm thán nói, ngày hôm nay mặt trăng thật đẹp a, à, đã rất lâu không nhìn thấy như thế tròn mặt trăng. Đêm đã khuya, trong công viên không có người nào, chung quanh đều là tất tất tắc tắc tiếng côn trùng kêu. Cao Ngọc Thụ cảm thấy mình tâm tính thiện lương giống cũng dần dần theo hoàn cảnh chung quanh bình tĩnh lại. Ngươi 13 tuổi sinh nhật còn có hơn 2 tháng liền sắp đến rồi. Khổng Thiên Vi rồi nói tiếp. Cao Ngọc Thụ rất muốn hờn dỗi về một câu, đến thì thế nào? ngươi đến lúc đó lại không nhất định ở đây. Nhưng là muốn nghĩ, hắn chỉ là trở về một cái tân chữ. Kỳ thật ta đây, lúc ta còn rất nhỏ, vừa học dương cầm thời điểm, ta nghĩ qua, đợi đến ta sau khi lớn lên, ta muốn vì ngươi chuyên môn làm một thủ khúc tặng cho ngươi coi như quà sinh nhật. Khổng thiên vi khá là đáng tiếc nói, nhưng là soạn nhạc so đánh đàn càng khó, ta phát hiện muốn viết ra một bài có thể đem ra được từ khúc thật sự rất khó. Cho nên, ta à đến bây giờ đều còn không có chuẩn bị kỹ càng vì ngươi đàn tấu từ khúc. Khổng thiên vi chính mình cũng không biết nàng đến cùng đang nói gì. Trải qua cao ngọc thụ cái này liên tiếp phản ứng, nàng đại khái cũng đoán được cái gì. Nàng hy vọng cao ngọc thụ đừng nói ra giữ lại nàng, khuyên can nàng. Bởi vì nếu như giữ lại người nhưng là, nàng thật sự sẽ vì hắn lưu lại. Nhưng là nàng nhất định sẽ hối hận, hối hận mình từ bỏ giấc mộng. Không có tốt liền không có tốt ta nơi nào đáng giá lễ vật quý giá như vậy. Cao Ngọc Thụ ngay từ đầu thái độ là khiêm nhường như vậy, thế nhưng là rất nhanh liền trở mặt nói, cho nên ngươi đi đến mới âm nhạc trường học nhất định phải học tập thật giỏi. Ta sẽ chờ lấy lễ vật của ngươi. Là ngươi nói muốn đưa, cũng không phải ta ở ác ý tác thủ lễ vật. Chính như eo lão sư nói tới, nàng tình cảm chân thành lấy dương cầm, đây là mục tiêu của nàng cùng theo đuổi. Cao Ngọc Thụ cảm thấy hắn là điên rồi mới có thể động giữ lại ý nghĩ của nàng. Khổng Thiên Vi có chút ngạc nhiên, bất quá nhìn hắn khôi phục tinh thần, cũng biết hắn nghĩ thông suốt. Hừng, ngươi có thể nghĩ như vậy liền thật sự quá tốt rồi. Khổng Thiên Vi vui mừng nói. Đây mới là nàng nhận biết cái kia Cao Ngọc Thụ A. Hai người cùng một chỗ trở lại phòng nghỉ thời điểm, tất cả mọi người đã thu thập xong chuẩn bị trở về khách sạn. Khiến khổng thiên vi ngoài ý muốn chính là, cao ngọc thụ mụ mụ cũng đến đây, vừa thấy được bọn hắn liền rất nhiệt tình chào hỏi, có chút tiểu thiên sứ ai? Đã lớn như vậy sao? Mau tới để a di nhìn xem, ôi, thật sự là dáng dấp thủy nộn thủy nộn. Ô cẩm thật lâu không có nhìn thấy cái này tiểu thiên sứ, bây giờ thấy nàng so nhìn thấy nhà mình con trai còn nhiệt tình, hung hăng bóp khổng thiên vi mặt. A-di, Khổng Thiên Vi bị Cao A Di nhiệt tình làm cho khóc không ra nước mắt, ở trước mặt mọi người đâu. Cao Ngọc Thụ ồn ào nói, mẹ, ngươi có chừng có mực một chút, đừng làm nàng sợ. Ôi, hiện tại biết che chở tiểu thiên sứ rồi. Chật chật chật, thật sự là trưởng thành đâu, vừa rồi hai ngươi ra đi làm gì rồi. Hả? Hẹn với. Ô cẩm bác quái mà hỏi thăm, không che đậy miệng đều mặc kệ khổng dương châu cùng kỹ y bạch còn ở nơi này đâu. Cao Ngọc Thụ mặt đều nghẹn đỏ lên, mẹ. Ngươi đừng nói lung tung. Ngươi làm sao cùng Đỗng Linh Phong một cái dạng. Bị điểm tên Đỗng Linh Phong lúc này triệt để mộng, nàng nhìn một chút khổng thiên vi lại nhìn xem Cao A Di, không dám tin hỏi ô cẩm, Cao A Di. Ngươi, ngươi, ngươi mới vừa rồi là không phải gọi ta hơi gọi là tiểu thiên sứ. Ô Cẩm nắm cả Khổng Thiên Vi đầu vai, cười hì hì đạo: "Đúng vậy a, à, cái này chính là ta nói cái kia tiểu thiên sứ a, à, tiểu động ngươi còn không biết sao? Ta đã nói với ngươi, may mắn mà có có chút tiểu thiên sứ, tiểu học cao đẳng cây mới có thể có được vui vẻ tuổi thơ." "A a a, ngươi cái này vu bà ngậm miệng a, à, không cho nói." "Không cho nói nữa." Đổng Linh Phong còn không có tỏ thái độ đâu, Cao Ngọc thụ bên này trước hết điên rồi. Tác giả có lời muốn nói. Ta thành công. Năm ngày ngày vàng, ta chặn lại ăn dưa dụ hoặc ta làm được. Nhất định phải cho mình vung hoa 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 hoa. Chương 42 Gặp được nàng liền sợ. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 42 Gặp được nàng liền sợ ô cẩm có thể sẽ bởi vì con trai thẹn quá hóa giận liền ngậm miệng sao. Căn bản không có khả năng A. À làm lão mụ còn sợ con trai hay sao cho nên ô cẩm ở cao ngọc thụ trong mắt quả thực giống như ma quỷ cái miệng kia nuôi kéo không ngừng nói ai nha xem hắn các ngươi xem hắn hắn đây là não xoay thành nổi giận ha 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 đều để ngươi đừng nói nữa mọi người đều ở nơi này đâu cao ngọc thụ vừa nói một bên càng không ngừng nhìn lén khổng thiên vi khổng thiên vi ngay từ đầu có chút mờ mịt còn có chút không rõ bọn hắn cái này là đang nói cái gì đổng linh phong lúc này bừng tỉnh đại ngộ nói cho nên kỳ thật người kia chính là ta hơi sao người kia khổng thiên vi lại sai lệch một chút đầu nội tâm nghi vấn giống như đột nhiên đạt được giải đáp lập tức khiếp sợ nhìn về phía cao ngọc thụ vừa lúc cao ngọc thụ lại nhìn lén qua đến thế là ánh mắt của hai người cứ như vậy đối mặt chính như trùng phùng lúc tràn cảnh chỉ là cái này trong khi liếc mắt ý vị coi như phức tạp nhiều hai người đồng loạt sắc mặt bạo đỏ lòng dạ biết rõ lại không chỉ ra. Ô cẩm xem xét cái này hai đứa trẻ vừa ý, cũng rất cơ trí giữ chặt đoàn người nhóm đều không ra. Kỷ y bạch cùng khổng dương châu liếc mắt, nàng cũng không hy vọng cái này trở thành thổ lộ hiện trường, đứa bé đều nhỏ như vậy đâu, hiện tại nên nghĩ tới là học giỏi sao. Kỷ y bạch tiến lên giật một chút khổng thiên vi, nên trở về khách sạn, sáng mai về nhà, mụ mụ dẫn ngươi đi mua điện thoại di động loại hình đồ vật sau đó ba ba của ngươi khả năng còn cần theo vào bên này thủ tục xuất ngoại ngươi yên tâm cha mẹ sẽ giúp ngươi giải quyết hết thảy chủ đề chuyển hướng khổng thiên vi cũng trở về thần đề tài mới vừa rồi như vậy bị lướt qua không thể nói là thở dài một hơi vẫn là cảm thấy thất vọng cao ngọc thụ cũng lập tức quay đầu có loại thở dài một hơi cảm giác nhưng là lại có hơi thất vọng nàng là biết rồi nàng biết rồi vì cái gì một chút biểu thị đều không có hắn lão mụ cùng đổng linh phong cũng thực sự là đến cùng có thể hay không nhìn tình huống nói chuyện ngay trước khổng a di cùng khổng thúc thúc nói loại chủ đề này làm gì cao ngọc thụ nói không nên lời nguyên nhân chính là cảm thấy khổng a di cùng khổng thúc thúc có thể sẽ không cao hứng đổng linh phong mấy người cũng là xem tình hình liền ngậm miệng chỉ là ánh mắt còn đang truyền lại bát quái tin tức minh phỉ bị làm đến lòng ngứa ngáy có chút mặc dù nói qua với nàng cao ngọc thụ sự tồn tại của người này, nhưng là cũng không có nói tới qua các nàng nhận biết trước đó, có chút cùng cao ngọc thụ đều có cái gì tiếp xúc, chuyện gì xảy ra. Từ quảng trường sau khi ra ngoài, tất cả mọi người là riêng phần mình về riêng phần mình khách sạn, thu dọn đồ đạc, sáng mai ai về nhà nấy. Chương nhạc âm bên này người cùng bọn hắn không cùng đường, ở đây liền tách ra, đã lưu lại phương thức liên lạc, có cần sẽ liên lạc lại. Khổng Dương Châu là sáng mai lại về công ty, cho nên ngày hôm nay có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, bởi vậy dự định cùng Kỷ Y Bạch cùng một chỗ về khách sạn, cứ như vậy, Khổng Thiên Vi liền đơn độc lại mở một cái phòng. Ô Cẩm cũng muốn ở chỗ này ở một đêm bên trên, sáng mai lại mang Cao Ngọc Thụ cùng Đổng Linh Phong về nhà. Bởi vì có gia trưởng ở đây, Khổng Thiên Vi ở trên đường trở về cơ bản đều là cùng Minh Phỉ cùng Đổng Linh Phong ở chung một chỗ, Cao Ngọc Thụ bị tách rời ra. Đương nhiên hai cái hiện tại cũng đều không có có tâm tư chủ động cùng đối phương nói chuyện. Minh Phỉ cùng Đổng Linh Phong ngược lại là đi theo Khổng Thiên Vi bên người một mực bát quái, muốn hỏi ra Khổng Thiên Vi cùng Cao Ngọc Thụ khi còn bé sự tình. Khổng Thiên Vi toàn bộ hành trình hỏi gì cũng không biết, cảm thấy đều là chuyện cũ năm xưa, giống như cũng không cần thiết nói ra, càng quan trọng hơn còn là bởi vì Cao Ngọc Thụ ngay ở chỗ này. Vừa rồi hắn ngăn cản Cao A Di nói ra đã nói lên Cao Ngọc Thụ là không muốn để cho người khác biết. Trở lại khách sạn, các từ trở lại riêng phần mình gian phòng, Khổng Thiên Vi ngã tại mềm nhũng trên giường, cuối cùng kết thúc cả ngày bận rộn. Trời tối người yên thời điểm, cũng là dễ dàng nhất cảm tính thời điểm. Khổng Thiên Vi trong đầu đèn kéo quân như hoa hiện lên ngày hôm nay trải qua đủ loại sự tình, tất cả mọi chuyện đều có một cái kết quả tốt, duy chỉ có Cao Ngọc Thụ. Đối với nàng có thể đi đến nước ngoài chuyện đi học, Cao Ngọc Thụ cũng không muốn mọi người đồng dạng, vì nàng cảm thấy cao hứng, vì nàng reo hò, thậm chí hắn khả năng không hy vọng nàng rời đi. Thế nhưng là nàng thật sự không nghĩ từ bỏ, cha mẹ bỏ ra nhiều như vậy, nàng cũng bỏ ra nhiều như vậy cố gắng, chỉ cần có cơ sẽ trở nên càng tốt hơn, liền không khả năng từ bỏ. Chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Cao Ngọc Thụ về sau sẽ lý giải, tình tình yêu yêu cái gì đều có thể để một bên đang lúc là vì nhân sinh cùng mộng muốn phấn đấu thời điểm thì không nên bởi vì yêu hận tình cừu mà dừng bước lại nếu như bây giờ từ bỏ sẽ hối hận cả đời khổng thiên vi một mực dạng này an ủi mình nhưng vẫn là một đêm ngủ không ngon ngày thứ hai vẫn là sáng sớm liền tỉnh ngồi ở bên giường ngẩn người chỉnh lý ý nghĩ của mình nàng về sau muốn đi đường là chuyên nghiệp dương cầm lộ tuyến cùng người đồng lứa chuyển hướng người đồng lứa vẫn là phải vì nhỏ thăng sơ mà cố gắng soát đề, mà nàng việc cần phải làm càng thêm cố gắng luyện đàn, nên đón Lydia thử. Không biết Cao Ngọc Thụ cụ thể thành tích thế nào, hẳn là thi đậu cấp 2 vẫn là không có vấn đề. Nàng nghiêm túc hồi tưởng đến chuyện của kiếp trước, hiện tại mới phát hiện nàng giống như đối với hắn tuổi thơ cùng thời kỳ thiếu niên sự tình đều biết không nhiều. Một thế này ba của hắn có thế hầu ở bên cạnh hắn, hắn hẳn là sẽ không giống kiếp trước như thế cùng một cái tiểu lưu manh đồng dạng như vậy thành tích hẳn là cũng sẽ không rất kém cỏi khổng thiên vi ngáp một cái rửa mặt hoàn tất về sau thu thập xong mình đồ vật lôi kéo tiểu tiểu trương hành lý từ trong phòng ra vốn cho rằng người khác đều còn chưa thức dậy không nghĩ tới đi vào hành lang thời điểm khổng thiên vi vừa vặn liền gặp được cao a di ở phát biểu đối tượng là cao ngọc thụ cha ngươi tối hôm qua gọi điện thoại cho ta quá muộn không có đi tìm ngươi tính sổ sách, ngươi thành tích này là chuyện gì xảy ra. Trước đó còn có thể đạt tiêu chuẩn đâu, hiện tại liền đạt tiêu chuẩn đều không đến được rồi. Ô cẩm đều sắp tức giận điên rồi. Hài tử của người khác ưu tú như vậy, piano đàn sáu đến bay lên, còn có thể trứ danh nghệ sĩ Dương Cầm nhìn trúng đề cử đi thế giới trứ danh học viện âm nhạc, thành tích nàng tối hôm qua cũng hỏi qua, người ta thiên vi tiểu thiên sứ thành tích diêu diêu dẫn trước nhà nàng con trai ô cẩm thật sự là càng xem càng khí. Khổng thiên vi nghĩ nghĩ, mặt mặt đem từ tai nghe của mình đeo lên, sau đó đi gõ ba mẹ cửa phòng. Cao Ngọc Thụ ồn ào nói, ta đây chỉ là phát huy thất thường mà thôi. Cũng cho ngươi cha còn nói ngươi có thể thi đậu giống như nàng trường học, liền giúp ngươi chuyển trường, vì ngươi, hắn đều chuyên đi chạy quan hệ. Trước kia cha ngươi nhất khinh thường làm loại chuyện này, ngươi liền không thể không chịu thua kém một chút đây không phải còn một tháng nữa mới khảo thí sao cao ngọc thụ hiện tại chỉ là có chút phản nghịch tâm lý không thích nghe cha mẹ lao thao khổng thiên vi rất muốn biết sự tồn tại của nàng cảm giác cứ như vậy yếu sao mà lại cao a di sư tử hà đông rống công lực thật sự là càng ngày càng thâm hậu đương nhiên nhìn cao ngọc thụ cũng sâu cao a di chân truyền hống cũng không thua cho cao a di cái này liền đáng thương lỗ tai của nàng âm lượng đều nhanh mở tối đa còn là có thể nghe được bọn hắn tranh chấp đối thoại của bọn họ bên trong duy nhất để khổng thiên vi khiếp sợ đại khái chính là cao ngọc thụ thành tích cùng hắn lại muốn cùng với nàng tiến vào cùng một trường hắn là lúc nào quyết định muốn cùng với nàng đi cùng một trường đây mới là cao ngọc thụ khổ sở nguyên nhân thực sự sao liên quan tới cao ngọc thụ thành tích khổng thiên vi cảm thấy không nên dạng này cao ngọc thụ thành tích vì sao lại kém như vậy liền đạt tiêu chuẩn đều làm không được đây chẳng phải là khả năng lên không được tốt cấp 2. Mặc dù bây giờ đều là giáo dục bắt buộc, nhưng là rất nhiều trong trường học đều theo chiếu thành tích chia lớp, thành tích tốt phân cùng một chỗ, thành tích không tốt phân cùng một chỗ, thành tích tốt học sinh tiếp nhận đến giáo dục tài nguyên có lẽ cũng là tương đối ưu tú kia một nhóm, chênh lệch ngay ở chỗ này chậm rãi kéo ra. Nếu như Cao Ngọc thụ lên cấp 2 về sau cùng thành tích không tốt nhân phẩm cũng người không tốt phân đến cùng một chỗ, chỉ sợ đến lúc đó sẽ bị ảnh hưởng bị làm hư. Khổng Thiên Vi càng nghĩ càng sâu, vượt phát cảm thấy mình quả thực chính là cao ngọc thụ một cái khác mẹ, chỉ cần gặp được hắn chính là muốn quan tâm một chút chuyện của hắn. Có lẽ trên thực tế cùng với nàng không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là nàng có ý thức làm một chút thay đổi, nàng cảm thấy nàng liền có cần phải gánh chịu một chút trách nhiệm. Bằng không thì sẽ có cảm giác tội lỗi, sẽ cảm thấy kiếp trước hắn đi nguyên bản đường có thể thu được thành công một thế này lại bởi vì nàng thay đổi trở nên chỉ có thể ở trong vũng bùng lăn lộn, đều là lỗi của nàng. Nàng một bên suy tư một bên gõ cửa, cao ngọc thụ bên kia chính là lại động tĩnh lớn, qua lâu như vậy cũng hẳn là chú ý tới nàng. Mẹ! Chúng ta về nhà lại nói cái này không được sao? Ta muốn đi tìm nhạc sĩ chơi. Cao Ngọc Thụ đều nhớ thương cả đêm, nghĩ đến buổi sáng nhất định phải ngay lập tức đi tìm có chút, kết quả vừa ra khỏi cửa liền bị hắn lão mụ nhéo lỗ tai ô cẩm một cái không có chú ý cao ngọc thụ liền chạy tới khổng thiên vi bên cạnh thật giống như coi khổng thiên vi là làm bia đỡ đạn tiến đến khổng thiên vi bên người sau lại còn dám hướng mình lão mụ làm mặt quỷ ô cẩm nắm chặt nắm đấm các cạch vang tiểu tử này chỉ có ngoại nhân ở nàng sẽ không làm loạn vẫn khiêu khích nàng giữ nguyên kế hoạch khổng thiên vi đến gõ cửa tìm cha mẹ về sau bọn hắn đầu tiên muốn đưa ba ba lên xe, sau đó chính các nàng ngồi xe về nhà. Nhưng là hiện tại Khổng Thiên Vi lại cảm thấy nàng không muốn về nhà, nàng muốn đi Cao Ngọc Thụ hiện tại gia trụ một đoạn thời gian ngắn, giúp Cao Ngọc Thụ học bù. Đoán được Cao Thúc Thúc cùng Cao A Di cũng sẽ phụ đạo Cao Ngọc Thụ, thế nhưng là liền nhìn hai người bọn họ tính tình, đoán chừng phụ đạo vài phút liền sẽ táo bạo chửi ầm lên. Khổng Thiên Vi dự định trước tốt tốt thương lượng một chút, vừa vặn ba mẹ nàng khả năng còn không có rời giường cao ngọc thụ ngược lại là trước tới nàng đem tai nghe lấy xuống hướng hắn lên tiếng chào buổi sáng tốt lành ngươi hôm nay thức dậy rất sớm ngươi tìm cha mẹ ngươi là chuẩn bị về nhà sao cao ngọc thụ không có khổng thiên vi như thế thản nhiên lúc nói chuyện cũng không dám nhìn khổng thiên vi khổng thiên vi rất thành thật trả lời vốn là dạng này dự định lúc đầu Ngươi hiện ở thay đổi chủ ý sao? Cao Ngọc Thụ đột nhiên giấy lên hy vọng. Thật xin lỗi, ta nghe được ngươi vừa rồi cùng mụ mụ ngươi đối thoại, cho nên. Thành tích của ngươi thật sự không tốt sao? Muốn giúp hắn học bù nhất định phải biết hắn hiện tại học tập tình huống. Khổng Thiên Vi cũng chỉ có thể thẳng thắn nói cho đối phương biết, nàng nghe được đối thoại của bọn họ. Cao Ngọc Thụ vô ý thức lập tức bụng mặt, giống như cảm thấy rất mất mặt. Ô Cẩm tức giận hai tay ôm ngực, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, hiện tại biết mất thể diện. Khổng Thiên Vi an ủi nói, ta không phải muốn chê cười ngươi, ta là muốn giúp ngươi học bổ túc, bất quá hy vọng ngươi sẽ ghét bỏ ta thành tích không tốt. Làm sao lại ghét bỏ thành tích của ngươi không tốt? Nói tiếp người là Ô Cẩm, Ô Cẩm lại dùng cầm đối đải tiểu thiên sứ đồng dạng ánh mắt nhìn Khổng Thiên Vi, tiến lên gạt mở cao ngọc thụ nắm thật chặt Khổng Thiên Vi tay có chút ngươi quả thực chính là tiểu thiên sứ. Thành tích của ngươi đặc biệt tốt, ngươi dương cầm cũng đạn rất tốt, so với ta cái này nhi tử ngốc thật tốt hơn nhiều. Ô ô ô ta đều nghĩ nhận ngươi làm con gái nuôi. Ngươi nguyện ý giúp tiểu học cao đẳng cây học bù liền thật sự quá tốt rồi. Ô cẩm cũng không phải không có mời hơn người giúp con trai học bổ túc, gia sư đổi một đám lại một gốc trạ, đều là bị con trai khí chạy ban đầu nàng cùng lão công cảm thấy những cái kia gia sư nói không đúng nhà bọn hắn con trai rõ ràng rất hiểu chuyện thế nhưng là thật làm chính bọn hắn đi dậy thời điểm mới phát hiện bọn hắn hoang uổng gia sư nhóm bọn hắn tức giận hận không thể đem hắn cái mông mở ra hoa uống không biết bao nhiêu trà lạnh hỏa khí mới hạ cao ngọc thụ xạm mặt lại nhưng là khóe miệng lại vĩnh lên đi lên thiếu niên tâm tư rất đơn thuần cảm thấy bị nàng ưu đãi Người khác thành tích không tốt nàng sẽ không quản, thế nhưng là hắn có chuyện gì, nàng nhất định sẽ quản. Khổng Thiên Vi có chút chống đỡ không được cao a di nhiệt tình, thế nhưng là chuyện này nàng còn không có cùng cha mẹ nói sao, cho nên cũng không dám cắt nói, chỉ có thể về một câu, "A di, ngày trước không nên kích động, ta còn muốn trước hỏi một chút cha mẹ ta, bọn hắn không đồng ý, ta." Cái này không có quan hệ. Chỉ cần ngươi nguyện ý, vậy ta đi cùng cha mẹ ngươi nói. A nha, cha mẹ ngươi kỳ thật rất khai sáng, có thể lý giải. Ngươi yên tâm đi. Ô cẩm thật sự là vui nở hoa rồi. Kỷ y bạch cùng khổng dương châu rốt cục thu thập xong từ trong phòng sau khi đi ra, ô cẩm thật đúng là đem hai vợ chồng này đơn độc kéo qua đi nói một trận. Khổng thiên vi cũng không biết các đại nhân ở giữa muốn làm sao câu thông, phản đang khi bọn họ nói xong trước đó, bọn hắn những này trẻ vị thành niên cũng chỉ có thể ở eo lão sư chiếu kháng dưới, ở khách sạn tiếp đãi trong đại sảnh chờ lấy minh phỉ cùng đổng linh phong nghe nói nàng dự định đi cho cao ngọc thụ học bổ túc sự tình hai tiểu cô nương đều ồn ào gọi không hiểu cũng rất bất mãn dựa vào cái gì hắn thành tích kém liền muốn để cho ta hơi giúp hắn học bổ túc a à, ta thành tích cũng kém ta không rõ minh trước đó đều một mực tại giúp ta học bổ túc minh phỉ cùng khổng thiên vi trở thành đồng bạn nhiều năm như vậy các nàng vẫn luôn là giúp đỡ cho nhau trạng thái mặc dù tiến đến khổng thiên vi cầm kỹ càng phát ra tinh xảo, đã không cần trợ giúp của nàng. Hiện tại cao ngọc thụ chen vào, thật giống như phá hủy các nàng lúc đầu cân bằng, minh phỉ càng xem cao ngọc thụ vượt không vừa mắt. Cao ngọc thụ cũng không phải ngồi không, bị người ngay trước mặt công kích, cũng nhẫn không hạ một hơi này, lập tức mỉa mai nói, khi nàng cho ngươi học bổ túc lâu như vậy, cũng không gặp thành tích của ngươi tốt bao nhiêu a, à, có ý tốt nói ta thành tích không tốt mau đi xem một chút ngươi bài thi của mình đổng linh phong cũng tham gia náo nhiệt ta thành tích cũng không tốt lắm có chút có thể thuận tiện cũng giúp ta học bổ túc sao eo lão sư cùng khổng thiên vi đều rất đau đầu không hẹn mà cùng hít một tiếng chỉ là thở dài lại không được nếu như không khuyên giải một chút bọn hắn sẽ chỉ vượt ồn ào vượt kịch liệt eo lão sư ánh mắt ra hiệu khổng thiên vi bởi vì tình hình bây giờ đến xem khổng thiên vi chính là mấy hài tử kia bên trong đầu nhi mấy người đều nguyện ý nghe nàng khổng thiên vi hữu khí vô lực nói một câu các ngươi cũng không cần ầm ĩ có thể chứ ta có thể cùng một chỗ giúp mọi người học bổ túc nhưng là các ngươi muốn lấy được trong nhà các ngươi người đồng ý cao ngọc thụ giống đánh thắng trận đồng dạng đắc ý hừ hừ hai tiếng lúc này ô cẩm cùng kỷ y bạch khổng dương châu rốt cục thuyết phục mấy người cùng đi tới cao ngọc thụ không kịp chờ đợi đứng lên thế nào thúc thúc a di các ngươi đồng ý sao kỷ y bạch cùng khổng dương châu kỳ thật không phải rất tình nguyện nhưng là đây là nữ nhi ý nguyện bọn hắn tôn trọng nữ nhi ý nghĩ hừng nhưng là ngươi thành tích nếu như không có tăng lên cũng không nên trái lại trách ta nhà thiên vi dạy không tốt kỷ y bạch hiện tại cũng bắt đầu nhìn cao ngọc thụ không vừa mắt khổng dương châu càng thêm không vừa mắt càng xem cao ngọc thụ càng là cảm thấy sách tiểu tử này Mao cũng còn không có dài đủ vừa muốn đem nhà hắn nữ nhi bảo bối bắt cóc. Cao Ngọc Thụ cảm thấy thúc thúc A Di ánh mắt trở nên càng thêm không hữu hảo, loại này phía sau lạnh sưu sưu cảm giác là chuyện gì xảy ra. Thế là, liền tạo thành như thế một cái quái dị cục diện, ô cẩm nhìn khổng thiên vi giống đang nhìn thân nữ nhi, kỹ y bạch cùng khổng dương châu nhìn Cao Ngọc Thụ giống đang nhìn kẻ thù. Không rõ trong đó quan hệ Minh Phỉ cùng Đổng Linh Phong đều một mặt mộng bức, eo lão sư thì cảm thấy mình lại bị mạnh lấp một chậu thức ăn cho chó minh phỉ thần tốc được mẫu thân đồng ý cũng dự định đi theo khổng thiên vi cùng đi đến cao ngọc thụ trong nhà học bổ túc lãnh mộng an vậy mà lại đồng ý nữ nhi đi hồ nháo kỷ y bạch cũng có chút ngoài ý muốn kết quả cuối cùng chính là khổng thiên vi minh phỉ đều cùng cao ngọc thụ cùng một chỗ trở về eo lão sư cùng kỷ y bạch cùng một chỗ trở về khổng dương châu thì về công ty đi làm ngồi mấy giờ máy bay, lại ngồi gần một canh giờ xe, một đoàn người rốt cục đi tới Cao Ngọc Thụ nhà mới. Khổng Thiên Vi sau khi xuống xe, đối mặt cái này cơ hồ có thể nói là lâu đài biệt thự, cảm thấy cái này đề có chút siêu cương. Nàng nhớ kỹ kiếp trước Cao Ngọc Thụ nhà giống như không có có tiền như vậy. Một thế này thay đổi mang theo hiệu ứng hồ điệp lại ngay tiếp theo cải biến cái gì. Khổng Thiên Vi không cách nào khảo cứu, chỉ có thể may mắn đây là một cái tốt thay đổi như thế một cái biệt thự sang trọng để Minh Phỉ cũng liếu lưỡi, Minh Phỉ cũng coi là một nhà cò tiền đại tiểu thư, nhưng là nhà nàng đều không có ở như thế xa hoa phòng ở. Toàn bộ chính là chiếm cứ một cái đỉnh núi sơn trang biệt thự, phía trước một cái sân rộng, các loại hoa cỏ cây cối, đằng sau một cái cỡ lớn sân đánh gôn, thao trường sân vận động bể bơi, cái gì cần có đều có, hào vô nhân tính. Minh Phỉ như thế một cái thấy qua việc đời nữ sinh nhìn thấy những này bài diện đều có chút khiếp sợ, Khổng Thiên Vi càng thêm kinh ngạc, xem ra cái này hiệu ứng hồ điệp có chút lớn. Liền nói từ nhà bọn hắn ngoại viện đại môn đi đến nhà bọn hắn chân chính đại môn, liền xài gần 20 phút, trên đường đi có thể nhìn thấy một chút nghề làm vườn công nhân ở tu bổ cây cối, nữ nghề làm vườn người ở cho hoa hoa thảo thảo tưới tưới nước rút nhổ cỏ bắt bắt trùng. Mọi người nhìn thấy Ô Cẩm mang theo cao ngọc thụ sau khi trở về đều thân thiết chào hỏi, chiến trận này làm tựa như là hoàng hậu hồi cung giống như mà các nàng chính là hoàng hậu quý khách cũng bị nghề làm vườn công nhân vấn an khổng thiên vi dùng mụ mụ mua cho nàng điện thoại mới chụp một chút ảnh chụp gửi đi đến mụ mụ tài khoản bên trên ngôn ngữ không cách nào hình dung mình khiếp sợ chỉ đánh mấy cái than thở minh phỉ cũng lặng lẽ tiến đến khổng thiên vi bên tai nhẹ giọng nói qua thật là không nhìn ra trong nhà hắn thế mà có tiền như vậy khổng thiên vi buông buông tay ta cũng không biết nhà hắn trước kia không có như thế giàu có không chỉ là trước kia liền ngay cả kiếp trước đều không có như thế giàu có cho nên sáu bảy năm trước dọn nhà về sau đến cùng cải biến cái gì để cao thúc thúc giống như đột nhiên liền phất nhanh rồi thật là một cái mê đến đến đại sảnh tiếp đợi người là của bọn họ hồ quản gia nói là chuẩn bị xong mỹ thực chiêu đợi các nàng mời các nàng đi phòng tiếp khách trước hưởng dụng mỹ thực hưởng dụng mỹ thực cũng tốt tham quan hào trạch cũng được những này đối với Khổng Thiên Vi tới nói đều là thứ yếu, hiện tại nàng nhiệm vụ chủ yếu chính là trước giải cao ngọc thụ trước mắt học tập tình huống, nào tri thức điểm hắn đã thuần thục nắm giữ, nào tri thức điểm là hắn còn không hiểu. Hắn vì cái gì khảo thí sẽ thi không khá? Có hay không nghiêm túc học tập? Những vấn đề này mới là nàng quan tâm, bây giờ cách nhỏ thăng sơ khảo thử thời gian đã rất khẩn cấp, nàng cũng không hy vọng lại tiếp tục lãng tốn thời gian. Cho nên Khổng Thiên Vi uyển cự hồ quản gia thịnh tình mời, trực tiếp để Cao Ngọc Thụ mang nàng đi gian phòng của hắn tiến hành học bổ túc. Khổng Thiên Vi không nghĩ chơi, Minh Phỉ cùng Đổng Linh Phong muốn chơi a, à, mà lại cái này hai tiểu cô nương hiện tại quan hệ cũng rất tốt, Đổng Linh Phong liền tự tiến cử muốn dẫn Minh Phỉ đi dạo chơi, không quấy rầy Khổng Thiên Vi phụ đạo Cao Ngọc Thụ, đợi đến sáng mai các nàng sẽ cùng nhau đến học tập cho giỏi. Sự tình cứ như vậy định ra tới. Hồ quản gia xem bọn hắn đều đem riêng phần mình nhiệm vụ an bài xuống, liền đem tình huống hồi báo cho ô cẩm cùng Cao Ngọc Sơn. Ô cẩm mang theo bọn nhỏ sau khi trở về liền đi cùng lão công báo cáo tình huống, hai vợ chồng trong thư phòng nói chuyện phím. Cao Ngọc Sơn nghe thê tử về sau, ngồi ở máy tính trên ghế hai tay chống lấy cái cầm, luôn cảm thấy không ổn, người cảm thấy khổng thiên vi một cái tiểu cô nương tính nhẫn nại có thế so với chúng ta còn tốt chứ chúng ta cái này làm cha làm mẹ đều bị kia tiểu tử tức chết đi được khổng thiên vi tiểu cô nương kia chống đỡ không được tiểu học cao đẳng cây không có hồ nháo như vậy ai nguy rồi ta kỳ thật nghĩ tới chỗ này nhưng là ta đây không phải trong lòng còn có may mắn sao ô cẩm cũng ám đạo hỏng bét hai người mới nói tới cái đề tài này hồ quản gia liền gõ cửa tiến đến báo cáo tình huống cao ngọc sơn nhíu mày hỏi Hiện tại liền bắt đầu phụ đạo rồi. Khổng Thiên Vi tiểu thư chỉ nói là muốn trước tìm hiểu một chút cao thiếu gia học tập tình huống, về sau mới sẽ bắt đầu tiến hành phụ đạo. Vậy cũng không được a, à, lão bà, ta nhanh lên một chút đi nhìn chằm chằm điểm. Ở bên ngoài trông coi, nếu như nghe được động tĩnh lập tức liền xông đi vào. Cao Ngọc Sơn vỗ bàn một cái, kéo Ô Cẩm tay liền hướng Cao Ngọc thụ Giang phòng chạy tới bọn hắn cũng không phải lo lắng khổng thiên vi thẹn quá hóa giận ra tay với cao ngọc thụ bọn hắn đây là lo lắng cao ngọc thụ bởi vì bị quở trách mà đối với người ta tiểu cô nương ra tay đánh nhau trước đó bọn hắn phụ đạo cũng không có thiếu cùng con trai đánh nhau có câu nói tốt chỉ cần không làm bài tập bọn hắn vẫn là tương thân tương ái người một nhà một khi làm bài tập bọn hắn chính là cừu nhân không đội trời chung cao ngọc thụ cửa phòng chỉ là khép bên trong có động tĩnh gì bên ngoài đều có thể nghe được. Cao Ngọc Sơn cùng ô cẩm rõ ràng trong nhà mình, lúc này lại giống làm tạc đồng dạng hóp lưng lại như mèo ngồi sổn dữ ở ngoài cửa, lỗ tai dựng thẳng lên đến nghe lén động tĩnh bên trong. Chỉ nghe được bên trong truyền đến khổng thiên vi nhu nhu thanh âm, bài thi của ngươi cho ta nhìn một chút, ta muốn nhìn ngươi bài thi thượng đô có nào để làm sai. Ngay sau đó là một trận tất tất tác tác thanh âm, hẳn là Cao Ngọc Thụ ở đem bài thi lật ra đến, a cho ngươi, nhưng là ngươi không thể cười ta thi kém. Ta về sau sẽ cố gắng. Khổng Thiên Vi tiếp nhận bài thi, trước nhìn một chút điểm số, sách 55 phân. Lại xem xét cái này bài thi khoa mục là ngữ văn. Bài thi số học đâu? Khổng Thiên Vi hỏi tiếp, giọng điệu đã bất thiện. Cao Ngọc thụ ở trong túi sách tìm kiếm một chút, Khổng Thiên Vi cứ như vậy nhìn xem hắn từ trong túi sách lật ra ô tô đồ chơi, xếp gỗ đồ chơi thạch hoa quả, túi chứa đồ ăn vặt, súng đồ chơi. Cuối cùng hắn tốn ra một đoàn giấy lộn, nhìn thoáng qua nghĩ ném đi nhưng là giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền đem cái này đoàn giấy đưa tới. Khổng thiên vi nhìn chầm chầm cái này đoàn giấy, đột nhiên hiểu thành cái gì cao a di mời đến gia giáo đều sẽ bị tức khí mà chạy. Đây là cái gì? Khổng thiên vi kìm nén bực bội hỏi. Bài thi số học. Cao Ngọc Thụ Trung thực về vì sao lại biến thành bộ dạng này bởi vì thi quá kém không muốn để cho cha mẹ ta nhìn thấy cao ngọc thụ lý trực khí tráng nói khổng thiên vi đều nhanh bị chọc giận quá mà cười lên vì sao lại thi kém bởi vì rất nhiều đề cũng sẽ không viết khảo thí thời điểm không chuyên tâm một mực đang nghĩ sự tình khác cao ngọc thụ vẫn là rất thành thật trả lời vấn đề tốt ta đã biết ta trước nhìn một chút bài thi của ngươi sau đó chúng ta liền bắt đầu trước tiên đem bài thi bên trên ngươi không có viết đối với đề mục giảng giải một lần. Ô Cẩm cùng Cao Ngọc Thụ ở bên ngoài nghe lén một hồi, phát hiện Khổng Thiên Vi cùng Cao Ngọc Thụ ở chung giống như không có vấn đề gì. Ô Cẩm vui mừng thở vào nhẹ nhõm. Cao Ngọc Sơn lại nhẹ giọng nói, kia chỉ là bởi vì bây giờ còn chưa có đến chân chính làm bài thời điểm. Ngươi lại chờ một lát. Lại qua chừng 5 phút, bên trong truyền đến Khổng Thiên Vi gầm thét, một bước này ta đều giảng giải năm lần ngươi làm sao vẫn là viết sai ngươi lại không có nghiêm túc nghe ta giải thích một lần cuối cùng cho ta nghiêm túc nghe cho kỹ chuyên tâm một chút và nhìn ta làm gì ta có gì đáng xem ô cẩm đều bị cái này gầm lên giận dữ hù dọa thật không biết nên nói cái gì nhà nàng con trai chọc giận người khác bản sự càng ngày càng mạnh liền ngay cả từ trước đến nay tâm bình khí hòa tiểu vi vi đều tức thành dạng này. Nhưng là nhà nàng con trai cũng không phải ngồi không, rất nhanh bên trong liền lại biến thành lẫn nhau phun hiện trường. Nàng đều có thể đoán được con trai sẽ làm sao oán tiểu vi vi, tỉ như ta nơi nào không chuyên tâm. Ta nghe không hiểu ta cũng rất phiền a, à, ngươi gọi ta sọ não đều đau. Ngươi tốt ồn ào ngươi phiền quá à, loại hình, nàng cùng lão công nghe được lỗ tai đều lên kén. Cao Ngọc Sơn đưa tới một cái, quả là thế ánh mắt. Ngay sau đó hẳn là con trai gầm thét. Nhưng điều bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Cao Ngọc Thụ dĩ nhiên không có oán trở về. Nếu như nói trước kia hắn đối mặt đông đảo gia giáo cùng cha mẹ thời điểm là một con phách lối sư tử con, kia hắn hiện tại chính là một con sợ chíp chíp con mèo nhỏ, lẩm bẩm lại ủy khuất lốt bốt nhỏ giọng nói, thật xin lỗi. Ta lần này sẽ càng thêm chuyên tâm. Ta sẽ cố gắng không nhìn chằm chằm ngươi nhìn. Lại cho ta một cơ hội. Ô Cẩm cùng Cao Ngọc Sơn cái cầm đều nhanh tiếp không trở về. Hai người trên mặt đều là đồng dạng khiếp sợ. A a a ngươi tại sao lại viết sai? Trước đó nói qua vấn đề xác thực chú ý tới, thế nhưng là ngươi không có chú ý tới vấn đề khác. Không muốn nhìn ta chằm chằm nhìn, ta không có đề mục thật đẹp. Khổng Thiên Vi gầm thét ở mấy phút đồng hồ sau lần nữa truyền tới. Ngươi lão nhìn ta chầm chầm nhìn, ta chỉ có thể đem đề mục viết lên mặt để ngươi nhìn cái được rồi. Cao Ngọc Thụ vẫn là đáng thương rồi nói, ta nhất định sẽ chú ý, ngươi lặp lại lần nữa ta tuyệt đối toàn bộ đều có thể nhớ kỹ. Không muốn ở ngươi trên mặt viết đề mục, bút mặt rất khó rửa sạch sẽ. Ta ngoan ngoãn nghe lời còn không được sao. Ô Cẩm cùng Cao Ngọc Sơn tâm tình phức tạp mặt mặt rời đi. Bọn hắn thật không nghĩ tới nhiều người như vậy đều trị không được tiểu học cao đẳng cây, dĩ nhiên gặp được khổng thiên vi liền sợ. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm nay tạp văn. Đến bây giờ mới đổi mới, không có canh 2A, ngày vạn rưỡi trời cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, yêu bùng manh. Chương 43 Hắn đang nói láo, canh một. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 43 Hắn đang nói láo, canh một, Cao Ngọc Thụ không chỉ có sợ, còn sợ mười phần triệt để, một chút xíu nam tử khí khái đều không có. Trước đó suy nghĩ, ở ai trước mặt mất mặt đều không được, chính là không thể ở trước mặt nàng mất mặt, vàng câu, bây giờ mặt đều sắp bị chính hắn đánh sưng lên, hắn còn làm không biết mệt. Khổng Thiên Vi nói một, hắn không dám nói hai, Khổng Thiên Vi để hắn hướng đông, hắn không dám đi tây. Khổng Thiên Vi mắng hắn, hắn không dám mạnh miệng, Khổng Thiên Vi đánh hắn. À, Khổng Thiên Vi tạm thời còn không có khí đến muốn đánh hắn tình trạng Dù sao Khổng Thiên Vi nói chuyện so cha mẹ hắn nói chuyện còn có tác dụng Hắn liền cha mẹ hắn đều không nghe, lại nghe Khổng Thiên Vi Một bộ bài thi số học giảng xuống tới Khổng Thiên Vi thở hồng hộc, tức đến nổi mặt đều đỏ lên Cao Ngọc Thụ ngược lại là thần thanh khí sản Phi thường cảm kích đối với Khổng Thiên Vi nói Ngươi nói ta đều hiểu được Ngươi giảng thật tốt Khổng Thiên Vi nghe được câu này cái gì tính tình cũng không có. Sợ nhất chính là nàng bên này khí lâu như vậy, lãng phí nhiều nước bọt như vậy, kết quả hắn vẫn là một chữ cũng không biết. Kỳ thật Cao Ngọc Thụ không phải trời sinh tính ngu dốt, tương phản hắn hẳn là thuộc về người đồng lứa bên trong đầu óc tương đối linh quan một loại kia đứa bé. Thành tích của hắn sở dĩ không tốt, kỳ thật đều là bởi vì hắn mỗi lần nghe giảng bài đều không chuyên tâm. Cao Ngọc Thụ không có nàng dạng này trí thông minh, cho nên không có khả năng giống nàng dạng này, coi như không cần nghe khóa tự học đều có thể hiểu được rất nhiều bình người thường không thể lý giải nan đề. Hắn một khi không chuyên tâm nghe giảng bài, như vậy liền sẽ rơi xuống rất nhiều tri thức điểm, rơi xuống về sau hay là không muốn chủ động đi bù lại, cho nên liền tuần hoàn ác tính, cũng liền càng ngày càng theo không kịp. Nếu như hắn nguyện ý chuyên tâm đi nghe một chút, nghiêm túc đối đãi học tập chuyện này, như vậy tiến bộ của hắn sẽ là phi thường thần tốc. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì kiếp trước hắn đến cao trung cuối cùng một năm mới bắt đầu phát công, cũng bù lại rất nhiều, thi đậu một chỗ coi như không tệ đại học. Đây hết thảy cũng là muốn nhìn hắn phải chăng có tâm theo đuổi. Khổng thiên vi duy nhất không hiểu chính là, Cao Ngọc Thụ không có dọn nhà trước đó ở nhà trẻ rõ ràng nghe giảng bài đều rất chân thành, vì cái gì đến bên này lên tiểu học về sau liền bắt đầu không chuyên tâm rồi. Là bị bạn học chung quanh ảnh hưởng tới, vẫn là có nguyên nhân khác khổng thiên vi cảm thấy nàng muốn hiểu rõ nguyên nhân bằng không thì nàng đến giúp hắn học bổ túc cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc nàng đi trường học về sau bọn hắn lần nữa tách ra cao ngọc thụ vẫn là sẽ trở lại trước kia trạng thái khổng thiên vi thần sắc hiền lành mà nhìn xem cao ngọc thụ thật giống như đang nhìn một cái còn không hiểu chuyện đệ đệ đưa tay sờ lên đầu của hắn không phải ta nói được lắm mà là chính ngươi kỳ thật rất thông minh thế nhưng là ngươi cho tới bây giờ đều không chuyên tâm nghe giảng bài Cao Ngọc Thụ nhìn chằm chằm mặt của nàng nhìn, không biết vì cái gì, càng xem càng cảm thấy có chút giống như so với hắn lớn hơn nhiều rất nhiều dáng vẻ. Từ trong ánh mắt của nàng có thể cảm giác được, hắn trong mắt của nàng giống như chỉ là một cái còn không hiểu chuyện tiểu hài tử, cho nên liền liền giọng nói chuyện đều giống như đang cùng tiểu hài tử nói chuyện đồng dạng. Thế nhưng là, rõ ràng có chút so hắn còn nhỏ một chút, nàng vì sao lại dùng ánh mắt như vậy đối đãi hắn? làm Cao Ngọc Thụ nghiêm túc hồi tưởng lại khi còn bé thời điểm, hắn cũng phát hiện một chút không bình thường địa phương. Khổng Thiên Vi thật sự quá ưu tú, ưu tú đến liền không giống như là một người bình thường. Ta rất muốn biết nguyên nhân, có phải hay không là người bạn học bên cạnh nói cái gì? Vẫn là chính ngươi có ý nghĩ gì? Vì cái gì ngươi rõ ràng thông minh như vậy còn luôn luôn không để ý nghe khóa? Khổng Thiên Vi hỏi tiếp, giọng điệu thật đúng là rất như là ở hống một đứa bé. Cao Ngọc Thụ chán ghét ánh mắt như vậy, hắn không thích bị so hắn còn nhỏ có chút coi như tiểu hài tử đối đãi. Tất cả mọi người là mười mấy tuổi người, vì cái gì nàng xem ra chính là tương đối thành thục. Không có người nào đã nói với ta cái gì a? À. Cao Ngọc Thụ không quan trọng nói, chỉ là những lão sư kia giảng bài cảm giác rất nhàm chán a, à, giống con ruồi đồng dạng ong 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 réo lên không ngừng. Khổng Thiên Vi hít mắt. Khi ta giúp ngươi học bổ túc không phải cũng là ở ông 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 không ngừng sao? Hắn đang nói láo. Ngươi cùng những lão sư kia lại không giống, ngươi nói mỗi một câu ta đều sẽ nghiêm túc nghe. Cao Ngọc Thụ vẽ mặt thành thật nói, chúng ta tiếp tục làm bài. Còn có ngữ văn cùng anh ngữ đâu? Đúng, trước ngươi đã từng nói trường học các ngươi còn không có phổ cập lớp anh ngữ thật sao? Khổng Thiên Vi xuất thần mà nhìn chầm chầm vào Cao Ngọc Thụ bày ở trên bàn sách Anh ngữ tài liệu giảng dạy, thời đại này tiểu học lớp Anh ngữ còn không có hoàn toàn phổ cập, cho nên cái này kỳ thật cũng không phải là nhỏ thăng sơ tất thi khoa mục, nhưng là tự hồ là thêm điểm hạn. Trên sách học đều là rất đơn giản tri thức, nàng kiếp trước dùng ngoại ngữ viết qua luận văn, dạy Cao Ngọc Thụ khẳng định dư xài. Nếu như nàng biểu hiện ra lời nói, như vậy đối với người khác mà nói nàng chính là vô sự tự thông một môn ngoại ngữ. Ngươi lại đang suy nghĩ gì đấy? Cao Ngọc Thụ không thích nàng luôn luôn nói nói liền suy nghĩ suốt thần sự tình khác. Khổng Thiên Vi lấy lại tinh thần, thật có lỗi nói, không có suy nghĩ gì a, à, chính là ngươi nói đến anh ngữ, ta xác thực chưa từng học qua. Cao Ngọc Thụ giống như đột nhiên tìm được một cái có thể vượt trên Khổng Thiên Vi cường hạng, cái kia cũng không có cách nào, ai bảo các ngươi trường học còn không có phổ cập cái từ khóa này đâu? Nếu không ngươi cho ta học bổ túc ngữ văn cùng số học, ta cho ngươi sớm chuẩn bị bài một chút anh ngữ. Ngươi đi đến nước ngoài đọc sách khẳng định là muốn nói anh ngữ. Khổng Thiên Vi liên tục khoát tay, không cần không cần, ta đến nước ngoài sẽ có chuyên môn lớp huấn luyện tiến hành ngoại ngữ học tập. Chẳng qua nếu như ngươi có thể tự mình đề cao ngươi anh ngữ thành tích, cái kia cũng rất tốt, ta đêm nay có thể mượn ngươi anh ngữ sách nhìn một chút sao? Không chừng ta nhìn xem liền hiểu về sau cũng có thể giúp ngươi học bổ túc anh ngữ đâu nàng muốn như vậy nói cao ngọc thụ liền không vui theo cao ngọc thụ anh ngữ học mặc dù chơi rất vui nhưng là vẫn rất khó căn bản cũng không khả năng chỉ dựa vào đọc sách liền xem hiểu hắn đắc ý hừ hừ nói ngươi muốn cầm đi thì lấy đi có chỗ nào không hiểu tùy thời có thế tới hỏi ta ha ha ta cũng sẽ kiên nhẫn giải đáp khổng thiên vi chỉ là mỉm cười cũng không nói cái gì phản bác hắn sau đó giảng chính là ngữ giấy thi cao ngọc thụ làm nam hài tử đối với ngữ văn độ mẫn cảm không đủ số học lúc đầu đều đã an tĩnh lại gian phòng lần nữa truyền đến khổng thiên vi gầm thét cùng cao ngọc thụ sợ chip chip tiếng phụ họa ô cẩm mỗi lần đi ngang qua thời điểm đều cảm động lệ rơi đầy mặt để tiểu tử này phách lối cuối cùng là để bọn hắn tìm tới khắc tinh cao ngọc thụ nhà nhà mới thật sự quá rộng lớn Minh Phỉ ở Đổng Linh Phong dẫn dắt đi đi dạo chỉnh một chút một cái buổi chiều mới rốt cuộc đi dạo xong, lần nữa về đến đại sảnh thời điểm, hai nữ sinh đều thở hồng hộc, chân giống rất chì đồng dạng, co quắp ở trên ghế salon căn bản cũng không muốn động. Mãi cho đến cơm tối thời gian, Khổng Thiên Vi mới kể xong Cao Ngọc Thụ cuộc thi lần này ngữ giấy thi cùng bài thi số học, đồng thời còn dự định lại đi mua một bộ đề một lần nữa kiểm tra một chút Cao Ngọc Thụ. Ô Cẩm vì chiêu đãi mấy cái này khách nhân, để phòng bếp bên kia cơ hồ làm mãn hán toàn tịch nhiệt tình mời khổng thiên vi bọn người sau khi ngồi xuống chào hỏi các nàng nói không nên khách khí không nên khách khí thỏa thích ăn buông ra ăn khổng thiên vi đối với ăn đã không chấp nhất hiện tại nàng nghĩ tới là cao ngọc thụ sáng mai còn muốn tiếp tục lên lớp minh phỉ lúc đầu cũng hẳn là là muốn lên khóa nhưng là minh a di hiện tại đồng ý minh phỉ cùng với nàng cùng một chỗ tới học bù như vậy nàng liền phải nhận lãnh đem Minh Phỉ thành tích đề cao trách nhiệm. Cao Ngọc thụ đối với một bàn này xa hoa thịnh yến đã không cảm thấy kinh ngạc, Minh Phỉ ngược lại là còn hơi kinh ngạc, cái này người nhà cũng quá có tiền rồi. Đổng Linh Phong một mực tại cho Khổng Thiên Vi gấp thức ăn, càng không ngừng hỏi Khổng Thiên Vi, có chút, ngươi thích ăn cái này sao? Cái này đâu? Thích gì liền nói với ta, ta giúp ngươi gấp thức ăn. Khổng Thiên Vi ngượng ngùng nói lời cảm tạ. Không cần không cần, ta mình có thể kẹp đến, ngươi cũng mau ăn. Ngày hôm nay học bù tình huống thế nào nha? Ô Cẩm lo lắng hỏi nói, tiểu học cao đẳng cây không có cho ngươi thêm phiền phức. Hắn nghe lời sao? Có hay không mạnh miệng. Trong bất tri bất giác, giống như đã coi Khổng Thiên Vi là làm một cái chân chính gia sư đi đối đãi. Cao Ngọc thụ đoạt ở Khổng Thiên Vi nói chuyện trước đó rất bất mãn nói. Mẹ Ngươi hỏi những thứ này làm gì? Ta đây chẳng qua là đang quan tâm ngươi học tập tình huống. Ô Cẩm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa đạo. Nhà bọn hắn hiện tại cái gì cũng có, thế nhưng là hết lần này tới lần khác liền là con trai không nên thân. Vốn liếng tốt không có nghĩa là bọn hắn liền sẽ dung túng con trai cái gì đều không học tốt, làm cái trừ dùng tiền liền cái gì cũng không biết phú nhị đại bọn hắn là con trai của hy vọng có thể trở thành loại kia có văn hóa có nội hàm thực lực hình phú nhị đại bằng không thì về sau vốn liếng cho dù tốt cũng sẽ bị hắn bại quan cao ngọc thụ rất nghe lời hắn cũng rất chân thành rất chuyên tâm ngày hôm nay nói cho hắn xong hai bộ bài thi hắn hẳn là đều đã nắm giữ rất nhiều trước kia không có nắm giữ tri thức điểm kỳ thật tiểu học cao đẳng cây rất thông minh hắn chỉ là khả năng ở trường học khi đi học luôn luôn không chuyên tâm đúng rồi lão sư cũng là nói như vậy nói nếu như hắn có thế đem ý nghĩ thả tại học tập bên trên có thế hảo hảo chuyên tâm nghe giảng bài kia tuyệt đối thành tích đột nhiên tăng mạnh ô cẩm hít một tiếng nhưng hắn cũng không biết làm gì luôn luôn không chuyên tâm nghe giảng bài khổng thiên vi trong lòng khẽ nhúc nhích vốn muốn nói chút gì nhưng nhìn một chút cao ngọc thụ về sau quyết định vẫn là trước không nói ra ban đêm khổng thiên vi cùng cao ngọc thụ ôm lớp anh ngữ bổn nhất lên trở về phòng minh phỉ cùng đổng linh phong lại chạy đi chơi bảo là muốn ở nghiêm túc học tập trước đó lại điên cùng một đêm sáng mai tuyệt đối sẽ chuyên tâm học tập khổng thiên vi rất bất đắc dĩ nàng thật sự không biết minh a di đến cùng là từ đâu tới tự tin sẽ cảm thấy nàng dạy có thể so với lão sư dạy còn tốt có thể để cho minh phỉ thành tích có rõ ràng tăng lên vốn nên là để minh phỉ tiếp tục về trường học học tập bây giờ lại mặc cho minh phỉ làm loạn cùng với nàng cùng đi đến cao ngọc thụ nơi này bất quá từ minh a di cái lựa chọn này đến xem minh a di cũng hẳn là nghĩ thông suốt quyết định giống mẹ của nàng như thế tôn trọng minh phỉ hết thảy lựa chọn không còn buộc minh phỉ đi học dương cầm cái này rõ ràng hẳn là chuyện tốt thế nhưng là khổng thiên vi luôn cảm thấy giống như không đúng lắm thật sự muốn nói có thể là bởi vì minh phỉ thành tích học tập thật sự không tốt nàng nhất định phải cố gắng để Minh Phỉ cùng Cao Ngọc Thụ thành tích đều đề lên. Nếu như ngươi có không hiểu vấn đề, có thể tùy thời tới hỏi ta, ta chỉ cần biết, ta đều sẽ vì ngươi giải đáp. Cao Ngọc Thụ đem lớp anh ngữ bản đặt ở Khổng Thiên Vi gian phòng trên bàn sách lúc, rất trắm thối địa đạo. Khổng Thiên Vi gật đầu nói, ân, ta sẽ, ngươi nhanh lên đi ngủ sớm một chút, ngươi sáng mai còn muốn đi đi học đâu. Các loại Cao Ngọc Thụ rời đi về sau, Khổng Thiên Vi mới lật xem những cái kia tiểu học lớp Anh ngữ bản, nàng kỳ thật cũng không phải là nghỉ học bổ túc, những kiến thức này đối với nàng tới nói tựa như là một cộng 1 bằng hai, căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Nàng hiện đang suy nghĩ chính là muốn thông qua cái dạng gì phương thức đi dạy Cao Ngọc Thụ có thể để cho Cao Ngọc Thụ lại càng dễ tiếp nhận cùng lý giải, cùng nói thế nào mới có thể để Cao Ngọc Thụ tin tưởng nàng không cần hệ thống học tập cũng có thể hiểu được những này ngoại ngữ tri thức phải giống như cao ngọc thụ lắc lư người khác như thế, đi lắc lư cao ngọc thụ sao? Thế nhưng là cao ngọc thụ đã không phải là tiểu hài tử, làm sao có thể lắc lư thành công? Một đêm không ngủ, khổng thiên vi không nghĩ ra được một cái lý do hợp lý. Cao ngọc thụ ăn sáng xong về sau rồi cùng Đỗng Linh Phong cùng một chỗ đi trường học, trước khi lên đường. Cao Ngọc Thụ dặn đi dặn lại để Khổng Thiên Vi nhất định phải đi cho hắn đưa cơm trưa. Thế là ở Cao Ngọc Thụ đi học về sau, khổng thiên vi an bài chính là cho minh phỉ học bổ túc minh phỉ học bổ túc thời điểm một mực tại hỏi khổng thiên vi đạo đề này cao ngọc thụ bỏ ra bao nhiêu thời gian lý giải khổng thiên vi không rõ hai người bọn họ học bổ túc tại sao muốn kéo tới cao ngọc thụ trên thân nhưng nàng vẫn là thành thật trả lời ta đại khái nói ba lần về sau hắn mới hiểu minh phỉ đấu chí tràn đầy nắm tay nói ta muốn ở hai lần bên trong liền lý giải tuyệt đối không thể bại bởi cao ngọc thụ nguyên lai like. là coi cao ngọc thụ là làm đối thủ cạnh tranh sao khổng thiên vi có chút im lặng nhưng là loại hiện tượng này tự hồ cũng không tệ có đối thủ cạnh tranh mới có động lực mới có thể tự phát cố gắng học tập giữa trưa cơm trưa đã đến giờ khổng thiên vi cho minh phỉ phát một tờ bài thi về sau liền mang theo cơm trưa đi cho cao ngọc thụ đưa qua nàng đặc biệt đề xuất nửa giờ xuất phát ở hồ quản gia dẫn dắt đi thành công đã tới cao ngọc thụ chỗ tiểu học Nghe nói là một kẻ có tiền còn nhỏ hài đất tập trung, một chỗ quý tộc tiểu học. Lại tại quản gia dưới sự giúp đỡ, nàng tìm được cao ngọc thụ chỗ lớp cùng phòng học, trong phòng học có thể là lớp tự học, bên trong có chút náo, các học sinh chính đang nói chuyện. Nàng nghe được có cái nam sinh ở nói, "Uy, cao gia tiểu thiếu gia, ngươi nghiêm túc như vậy làm bài tập làm gì?" "Đúng rồi, ngày hôm nay ta còn chứng kiến hắn đặc biệt chuyên tâm nghe giảng bài, tiểu tử này đổi tính sao?" trong nhà người có tiền như vậy cha ngươi sau khi về hưu ngươi muốn cái gì không có a à, nghiêm túc như vậy học tập làm gì thuần túy chính là tìm cho mình tội thụ mà học một ít ta ta nên cái gì đều không cần lo lắng khổ cực như vậy học tập cuối cùng ra còn không phải là vì kiếm tiền hưởng thụ sinh hoạt chúng ta lại không thiếu tiền còn nghiêm túc khắc khổ học tập làm gì đương nhiên là làm sao vui vẻ liền sao lại tới đây dù sao lão sư cũng sẽ không nói chúng ta cái gì khổng thiên vi dẫn theo hộp cơm đứng ở phòng học bên ngoài đem những nam sinh này trêu chọc một câu không lọc nghe tiếng vào đột nhiên liền rõ ràng vì cái gì cao ngọc thụ lại biến thành hiện tại cái bộ dáng này nàng không hề động chỉ là muốn nghe một chút cao ngọc thụ đối với những nam sinh này lời nói sẽ có dạng gì đáp lại tác giả có lời muốn nói đây càng số lượng từ tương đối ít muộn một chút sẽ có canh hai chương 44. Các ngươi câm miệng cho ta. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 44. Các ngươi câm miệng cho ta. Khổng Thiên Vi cũng không biết nàng đang mong đợi Cao Ngọc Thụ sẽ cho ra cái gì trả lời, cũng không cầu hắn sẽ phản bác, nhưng là chí ít không muốn hoàn toàn nhận cùng bọn hắn. Hiện tại hẳn là còn không có tan học, Khổng Thiên Vi đứng ở bên ngoài chỉ cần không có người nhắc nhở, người ở bên trong cũng sẽ không chú ý tới, hồ quản gia cũng có chút hiếu kỳ không biết nữ hài đột nhiên đứng ở bên ngoài bất động là chuyện gì xảy ra một đám người vây quanh ở cao ngọc thụ bên người phát biểu cái nhìn về sau cao ngọc thụ lúc này mới ngẩng đầu lên lúc đầu ở nghiêm túc làm bài tập lúc này cũng ngừng bút bắt đầu thuần thục xoay lên bút kỳ thật ta cảm thấy các ngươi nói thật có đạo lý cao ngọc thụ nói chuyện ngữ điệu là đối mặt khổng thiên vi lúc hoàn toàn không giống khéo đưa đẩy lõi đời nhưng là cha mẹ ta không là cho là như vậy à ngẫu nhiên cũng là muốn mê hoặc mê hoặc một chút cha mẹ ta nha bằng không thì bọn hắn luôn luôn ở bên tai của ta lãi nhãi lãi nhãi không ngừng trước yên tĩnh một hồi ngăn chặn miệng của bọn hắn vậy bọn hắn còn có thể giám sát ngươi giám sát tới trường học bên này hay sao không được chúng ta đến giúp ngươi đi xem một chút chính là liền là là huynh đệ liền phải giúp ngươi tay cầm gió vây quanh ở cao ngọc thụ bên người đám kia phú nhị đại bắt đầu kéo dài cổ nhìn về phía phòng học bên ngoài, xử trí không kịp đề phòng liền thấy còn ở bên ngoài ôm liền làm hộp khổng thiên vi. Khổng thiên vi hình dạng đối với những con cái nhà giàu này tới nói, cũng là cực kỳ kinh diễm. Kiếp trước khổng thiên vi theo người khác chính là một cái con mọc sách, không thế nào cách ăn mặc tình huống dưới, đều có thể bị đừng người coi là thiên tài mỹ thiếu nữ, chớ nói chi là một thế này ăn mặc đều để ý rất nhiều, bằng không tại sao có thể có có thể để cho Cao Ngọc thụ nhìn thấy liền tim đập đỏ mặt hiệu quả đâu. Này một đám phú nhị đại lần đầu tiên nhìn thấy Khổng Thiên Vi liền kinh trụ. Ách. Ta, con mẹ nó chứ nhìn thấy cái gì? Là ta xuất hiện ảo giác sao? Một người trong đó không dám tin xoa bóp một cái con mắt. Một cái khác đeo con mắt phú nhị đại càng là đem kính mắt lấy xuống, dùng kính mắt bố chà xác một lần một lần nữa đeo lên nhìn chầm chầm khổng thiên vi không chuyển khai ánh mắt, trường học của chúng ta tại sao có thể có xinh đẹp như vậy nữ sinh. Đây tuyệt đối không phải nữ sinh của trường học chúng ta, bất quá nhìn xem giống như khá quen. Các ngươi không cảm thấy giống như ở đâu gặp qua nàng sao. Út! Ta nhớ ra rồi, chính là cái kia cô nàng. Hai ngày trước cái kia sáu một văn hóa hội diễn phía trên, cái kia đánh đàn tốc độ tay nhanh cùng cái gì đồng dạng cái kia vô ảnh thủ thiếu nữ, nàng làm sao lại ở ta phòng học bên ngoài. Mấy cái này phú nhị đại cứ như vậy trò chuyện. Cao Ngọc Thụ đang nghe bọn hắn thanh âm thời điểm cũng nhìn sang, hắn không nghĩ tới có chút sẽ như vậy sớm liền đến cho hắn đưa cơm trưa, nhưng là lúc này có chút nhìn giống như rất thất vọng. Lại nói, chúng ta nói chuyện nàng có phải là có thế nghe được? Nàng tự như là ở xem chúng ta bên này. Sẽ không phải là coi trọng ta rồi. Ai nha nha dù sao ta đẹp trai như vậy, có tiền như vậy. Đột nhiên một người trong đó Phú Nhị Đại nói như thế, hắn ra dáng cả sửa lại một chút tóc của mình. Mặt khác Phú Nhị Đại cũng đều chỉnh lý mình dung nhan dáng vẻ, hướng Khổng Thiên Vi bên này vẫy tay còn cười cười. Ở bọn này Phú Nhị Đại mở miệng cùng Khổng Thiên Vi chào hỏi trước đó, Cao Ngọc Thụ rốt cục đằng một chút đứng lên, trầm mặt đi ra ngoài. Phía sau hắn đám kia đồng bạn đều lập tức đuổi theo, Vi. Cao Ngọc Thụ, ngươi đi đâu vậy? Ngươi cũng không phải là muốn Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Ta cho ngươi biết a, à, là ta phát hiện trước. Ta là cái thứ hai phát hiện. xếp hàng đều không tới phi ngươi đi lên trước. Cao Ngọc Thụ vốn là tâm phiền ý khô, bởi vì quan sát có chút thần sắc cảm thấy có chút không ổn, những người này còn cầm có chút sự tình nói đùa, hắn tức giận trống lên một tiếng, ngậm miệng. Nàng là tới tìm ta. Nha a. À. Còn cùng chúng ta tức giận. Cho tới bây giờ đều không nghe ngươi đề cập qua có một người như thế, nàng làm sao lại là tới tìm ngươi? Ta nhưng không tin, bằng không chính là các ngươi nhà dùng tiền mời nàng tới đây cho ngươi biểu diễn. Hay là nói, cha mẹ ngươi coi trọng nàng, cho ngươi làm con dâu nuôi từ bé đâu? Ha 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 ha. Những người này càng nói càng quá phận, Cao Ngọc thụ sắc mặt âm trầm có thể chảy nước, quanh thân bao phủ một luồng lệ khí khổng thiên vi nghe được những người này trêu chọc kỳ thật cũng không phải rất quá đáng trêu chọc chỉ cần không coi là thật cũng không có cái gì nàng cái này bị nói đùa người đều không có sinh khí hoàn toàn không biết cao ngọc thụ đang giận cái gì so với những người này nói hô nói vượng nàng càng để ý chính là vừa rồi cao ngọc thụ đưa cho ra đáp lại khi biết cao ngọc thụ những năm gần đây trong lòng người trọng yếu nhất một mực là nàng về sau trong nội tâm nàng là vui vẻ nàng sẽ cảm thấy bọn hắn đối với đối phương tới nói, đều là tồn tại đặc thù. Cho nên khi nàng đưa ra đi giúp hắn học bổ túc, hắn không có giống ô cẩm A-di nói như vậy cùng với nàng đối nghịch, ngược lại nhu thuận nghe lời thời điểm, khổng thiên vi thật sự ở may mắn, nàng đối với hắn mà nói hẳn là tồn tại đặc thù. Hắn mặc đối với người khác đều như thế phản nghịch, thế nhưng lại hết lần này tới lần khác chỉ nghe nàng. Nàng cảm thấy mình rất may mắn thế nhưng là vừa rồi hắn lời nói trực tiếp cho thấy hắn chỉ là vì ứng phó cha mẹ không muốn bị cha mẹ lãi nhãi mới có thể hơi yên tĩnh một hồi nàng những cái kia tự cho là đúng cùng tự mình đa tình cứ như vậy bị toàn bộ phủ định nhưng là những này đều không là trọng yếu nhất nhất làm cho nàng khó chịu chính là người khác đối với nhân sinh của mình không chịu trách nhiệm hắn cũng nước chảy bèo trôi phóng túng nhân sinh của mình khổng thiên vi gục đầu xuống nhìn lấy trong tay bưng lấy liền làm luôn cảm thấy nàng một mảnh hảo tâm hắn thấy, khả năng chỉ là quản nhiều lắm. Nhưng là... Nhưng là nội tâm của nàng tinh thần trách nhiệm lại làm cho nàng muốn kéo hắn một thanh, tổng sẽ cảm thấy đây hết thảy có phải là nàng tạo thành. Khổng thiên vi, ngươi đến cùng đem mình làm làm cái gì rồi? Ngươi cho rằng ngươi là thượng đế sao? Ngươi cho rằng ngươi trí thông minh 170 liền không gì làm không được sao? Sự tình gì ngươi cũng nghĩ nhúng một tay, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được sao? Ngươi cái gì chả là cái cốc khô gì? Có thế tuyệt đối đừng đem chính ngươi quá coi ra gì. Ở sâu trong nội tâm có như thế một thanh âm một mực tại quốc roi lấy nàng. Nàng cúi đầu xuống, có phải là thẹn thùng A, dù sao cũng thế, ta dáng dấp đẹp trai như vậy, nàng bị ta đẹp trai không dám nhìn ta cũng rất bình thường ha 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 ha. Cao Ngọc Thụ, ngươi con dâu nuôi từ bé đều không cùng ngươi chào hỏi đâu, cái này cũng bảo nàng là tới tìm ngươi. Dứt khoát đem nàng nhường cho ta được rồi, nhìn một cái ngươi, cầm trong tay của nàng chính là liền làm. Ngươi sao có thể để một cái nữ hài tử qua đến cấp ngươi đưa cơm trưa đâu? Nếu như là ta, ta đều nguyện ý trèo tường ra ngoài cho nàng làm dừng lại cơm trưa đâu. Những người này mỗi một câu mỗi một lời đang khảo nghiệm lấy cao ngọc thụ sự nhẫn nại. Hắn trước kia cảm thấy những bạn học này còn ok, trò chuyện đến mọi người cộng đồng chủ đề cũng thật nhiều, nhưng là hiện tại hắn cảm thấy mấy người này hãy cùng con rùi đồng dạng ồn ào quá. Ồn ào quá, ồn ào quá, ồn ào quá. Cao Ngọc Thụ bỗng nhiên quay đầu, âm tàn trừng mắt liếc những cái kia còn đang không che đậy miệng bạn học, đột nhiên một đấm vung tới, ồn ào quá. Các ngươi câm miệng cho ta. Ai cũng không nghĩ tới Cao Ngọc Thụ lại đột nhiên động thủ đánh người, bị hắn nắm đấm vung hướng phú nhị đại nhóm cũng đều dọa phát sợ, bỗng nhiên né tránh, Thế nhưng là Cao Ngọc thụ quyền kế tiếp lập tức đuổi theo, bọn hắn né tránh ở giữa đụng đổ những bạn học khác bàn học. Trong phòng học lập tức loạn thành một bầy, những bạn học khác coi như không phải tại học tập cũng bị nghiêm trọng quấy rầy, nhưng là sợ hãi bị tai họa, bởi vậy đều lẫn mất rất xa. Khổng Thiên Vi vội vàng đem liền làm hộp giao cho Hồ quản gia, không lo nổi quá nhiều, lập tức xông vào phòng học. Mục tiêu của nàng rất rõ ràng, trực tiếp thừa dịp cao ngọc thụ không chú ý từ phía sau đem người ôm chặt lấy ngăn lại cao ngọc thụ tất cả động tác thế nhưng là nàng đem cao ngọc thụ ôm lấy cao ngọc thụ là sửng sốt một chút nhìn xem động tác nhưng là vừa rồi những cái kia bị hắn đuổi theo đánh các nam sinh lại nhân cơ hội này đi lên liền ngay trước mặt cao ngọc thụ tới một đấm cao ngọc thụ trên khẽ một tiếng mang theo kính mắt nam sinh đẩy một chút khung kính phi ngươi còn nói nàng là tới tìm ngươi ta thấy thế nào nàng hiện tại là tới giúp chúng ta đây này ngày hôm nay nhất định phải dạy cho ngươi một bài học không thể nhìn tiểu tử ngươi khó chịu rất lâu ta quản ngươi cha có bao nhiêu có tiền có nhiều thế ngày hôm nay tuyệt đối không buông tha ngươi ta còn không có động thủ đánh ngươi đâu ngươi tiểu tử này không hiểu thấu liền đánh người thật làm chúng ta dễ khi dễ khổng thiên vi từ không hối hận mình ngăn cản cao ngọc thụ cũng sẽ không ngay tại lúc này lùi bước tránh sau lưng cao ngọc thụ nàng buông lỏng tay ra mấy bước đi qua triển khai hai tay thật giống như khi còn bé như thế ngăn tại cao ngọc thụ trước mặt các ngươi muốn đánh hắn trước hết qua ta một cửa này có ta ở đây ta sẽ không để cho các ngươi động đến hắn một sợi lông khổng thiên vi âm vang hữu lực địa đạo nàng cũng không biết hiện tại đến cùng xem như cái gì tình huống căn bản cũng không hẳn là dạng này nàng một cái nữ hài tử thì không nên cản ở trước mặt của hắn ngăn trở nhiều như vậy cái cao hơn nàng mạnh hơn nàng tráng nam hài tử thật giống như nàng khi còn bé rõ ràng vóc dáng còn chưa tới cao thúc thúc đùi nhưng lại không biết là dũng khí từ đâu tới ngăn tại cao thúc thúc trước mặt rõ ràng vừa rồi nàng còn đang tức giận cao ngọc thụ đối với nhân sinh của mình không chịu trách nhiệm bây giờ lại vẫn là cản ở trước mặt của hắn nàng nên để hắn ở đây đánh cái đủ để hắn đem sự tình làm lớn chuyện trong non việc nhà dài mời đi theo, để cha mẹ của hắn đối với hắn triệt để thất vọng. Thế nhưng là, khoanh tay đứng nhìn, nàng thật sự làm không được a. À. Người này là Cao Ngọc Thụ, nàng kiếp trước ghen tị sùng bái cả đời người, một thế này cứu rỗi nàng tuổi thơ người. Nha, đây là Mỹ cứu anh Hùng. Tiểu mỹ nữ, ngươi tránh ra, chúng ta không đánh ngươi, cái này gương mặt xinh đẹp đã thương lưu sẹo rất đáng tiếc a. À. Quy, Cao Ngọc Thụ ngươi có ý tốt sao? Tránh ở một cái ngồi tử đằng sau, làm cái gì rùa đen rút đầu? Khôi hài không khôi hài a à ngươi, còn muốn một cái nữ hài tử đến che chở ngươi? Đây là một nam sinh khác phép khích tướng. Cao Ngọc Thụ trước mắt tung xuống một mảnh bóng râm, hắn có thể thấy được nàng bóng lưng gầy yếu, thật giống như lúc còn rất nhỏ, hắn trốn ở trong thụ động, nhìn ra phía ngoài thời điểm, nhìn thấy như thế hắn luôn luôn nói nàng rất nhiều chuyện đều muốn lấy trốn tránh thế nhưng là gặp được cùng hắn chuyện có liên quan đến nàng dù là lại sợ hãi đều sẽ đứng ra dùng cái này thân thể gầy nhỏ vì hắn che gió che mưa chuyện này do hắn mà ra nhưng là làm cho nàng đến đưa cơm trưa khiến cái này người thấy được nàng không chút kiên kỵ trêu chọc nàng kể một ít đối nàng căn bản cũng không tôn nặng cao ngọc thụ có bản lĩnh ngươi đứng ra a à, trốn ở nữ hài sau lưng tính là gì thật sự là ghen ghét chết như thế xinh đẹp nữ hài tử vì sao lại coi trọng loại oắt con vô dụng này tiểu mỹ nữ ngươi tên là gì nha ngươi đến ta bên này ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thụ loại này ủy khuất những người kia vừa hướng cao ngọc thụ sử dụng phép khích tướng một bên ôn tồn cùng khổng thiên vi đáp lời khổng thiên vi mặc kệ những nam sinh kia nói cái gì đều không rảnh để ý có nàng cản trở bọn hắn đều không tiếp tục động thủ Liền ngay cả những bạn học khác cũng đều tỉnh táo lại, bắt đầu một bên xem kịch một bên nghị luận ầm ĩ. Khổng Thiên Vi hiện đang xoắn xuýt chính là vì cái gì lão sư còn không có tới. Hồ quản gia sẽ không liền ở bên ngoài nhìn. Cũng không biết đi gọi một chút lão sư tới sao. Động tĩnh lớn như vậy, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ truyền đến lão sư bên kia, cái này quá khứ một hồi lâu, còn chưa tới sao? Mà lại Cao Ngọc Thụ đứng tại nàng đằng sau đều đang suy nghĩ gì đấy ngay tại khổng thiên vi trong đầu toát ra ý nghĩ này thời điểm sau lưng đột nhiên phụ lên một bộ ấm áp thân thể chấp mũi tràn ngập khí tức quen thuộc nàng lập tức toàn thân cứng ngắc cao ngọc thụ hả hắn không phải loại thời điểm này làm loại chuyện này hắn đến cùng đang suy nghĩ gì không hề nghi ngờ khổng thiên vi bây giờ bị cao ngọc thụ từ phía sau ôm lấy vòng tay của hắn qua nàng eo thon cái cầm đặt tại trên đầu vai của nàng, lúc nói chuyện thở ra đến hơi nóng liền phun ra ở cầm của nàng bên trên. Thật xin lỗi. Thiếu niên rất có thành ý nói, bọn hắn nói đùa mở quá mức, căn bản cũng không tôn trọng ngươi. Khổng thiên vi liền hai mắt không dám nháy một cái, nội tâm cuồng hô không chỉ. Xin lỗi liền xin lỗi, nói rõ nguyên nhân đã nói lên nguyên nhân. Đạo lý nàng đều hiểu, nhưng là tại sao muốn đột nhiên từ phía sau đem nàng ôm lấy hai chuyện này ở giữa có bất cứ liên hệ gì sao cao ngọc thụ kỳ thật muốn làm chuyện này suy nghĩ thật lâu hiện tại rốt cục ôm lấy quả thực vừa lòng thỏa ý có chút thân eo so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn tinh tế trên thân mùi sữa thơm so hắn tưởng tượng bên trong còn nồng đậm cao ngọc thụ cảm thấy hắn tựa như một cái biến thái ta không muốn cùng bọn hắn hảo hảo giảng đạo lý những người này căn bản liền sẽ không giảng đạo lý vẫn là nắm đấm lại càng dễ để bọn hắn ngậm miệng. Nhạc sĩ, ngươi vì cái gì không trở về ta lời nói? Cao Ngọc thụ quả thực không nghĩ buông tay ra. Khổng Thiên Vi còn muốn hỏi hắn tại sao muốn đem nàng ôm lấy đâu? Bí mật vậy thì thôi, hiện tại ngay trước hắn nhiều bạn học như vậy đâu. Vân Vân, nàng đang suy nghĩ gì? Bí mật liền có thể dạng này làm loạn sao? Cái khác cực qua bạn học cũng dồn dập nghị luận nói hiện tại là cái gì phát triển nha? Làm sao đột nhiên liền biến thành tú ân ái hiện trường rồi? Ngốc A, vốn chính là tú ân ái A, Cao Ngọc Thụ là vì cái kia xinh đẹp muội tử mới ra tay được không? Há, thầm mến Cao Ngọc Thụ bạn học có thể sẽ thương tâm. Đừng nói, trừ động linh phong cái này đã thoát phấn mê muội, Cao Ngọc Thụ ở trường học này bên trong còn có không ít thầm mến hắn nữ sinh, liền cái lớp này bên trong liền có mấy cái. Bị cao ngọc thụ đánh tơi bời mấy cái kia phú nhị đại nam sinh càng thêm bất mãn, uy. Đem tay bẩn thiểu của ngươi lấy ra, không có phát hiện tiểu mỹ nữ một mặt không tình nguyện sao? Ngươi đây là tại giống chúng ta thì uy sao? Người như ngươi có cái gì? Thành tích cuộc thi là trong chúng ta hạn chót, mỗi ngày liền chỉ biết viết những cái kia rắm chó không kêu cái gì kịch bản. Chúng ta khen ngươi viết tốt, ngươi liền tưởng thật a à, cái rắm khó coi chết đi được. Ha ha ha, bất quá chỉ là nhìn nhà ngươi có tiền thổi phòng một chút ngươi mà thôi, thật coi mình tài hoa hơn người a, à, ngươi trừ trong nhà có tiền, ngươi còn có cái gì? Mấy cái này phú nhị đại cũng là tâm cơ boy, mấy cái đều thông đồng tốt, mặt ngoài nói với Cao Ngọc thụ học tập không có chút nào trọng yếu, trong nhà có tiền căn bản cũng không cần học tập cho giỏi. Trên thực tế đâu? Mấy người kia sau lưng học được không biết có bao nhiêu thu nhận công nhân cái này cũng thành thành tích cuộc thi sau khi đi ra bọn hắn có thể nói khoác vốn liếng, tỉ như nói ta bình thường cũng liền tùy tiện học một ít, lại còn thi 80 điểm, là đề mục quá đơn giản hay là ta quá thông minh đây. Kết quả chính là, cái này tiểu đoàn thể bên trong, chỉ có Cao Ngọc Thụ là thật sự thành tích học tập kém cỏi nhất cái kia. Nhưng cho dù dạng này, mấy cái này nam sinh còn là rất đỏ mắt Cao Ngọc Thụ. Bởi vì Cao Ngọc Thụ là thật sự không có chút nào chuyên tâm, nhưng là thành tích của hắn lại còn có thế ở hợp cách tuyến chung quanh đảo quanh, nói rõ Cao Ngọc Thụ nghiêm túc tuyệt đối so với bọn hắn tốt. Lúc này, mấy cái phú nhị đại vừa vặn liền công kích được Cao Ngọc Thụ gần đây một mực rất tự ti điểm. Hắn bản lãnh gì đều không có, thành tích học tập kém cũng không có năng khiếu, cùng có chút so ra chính là một bãi bùn nhão. Hắn bực bội rống trở về, nhốt ngươi nhóm thí sự. Các ngươi những này người dối trá nguyên lai like đều là lừa gạt ta buồn nôn chết vẫn là nam tử hán sao chúng ta không phải nam tử hán trốn ở nữ hài tử sau lưng ngươi là nam tử hán ha ha thừa cơ ăn nữ hài tử đậu hủ ngươi là nam tử hán a a khổng thiên vi ngẩng đầu nhìn sang trần nhà nghĩ thầm cao ngọc thụ cùng bọn hắn mắng nhau thời điểm liền không thể trước buông tay ra sao nàng bị dạng này nắm cả hoàn toàn không dám động được không ngay tại mâu thuẫn càng thêm kịch liệt sự tình, lão sư rốt cục khoan thai tới chậm, đi theo lão sư bên người còn có sát vách phòng học tới được Đỗng Linh Phong. Đỗng Linh Phong rẽ ngang tiếng phòng học, thấy rõ Cao Ngọc Thụ cùng Khổng Thiên Vi lúc này tư thế về sau, trừng mắt. Cật qua các học sinh đều biết Đỗng Linh Phong minh luyến Cao Ngọc Thụ, dù sao cô bé này mỗi ngày chạy tới nói cái gì nàng là muốn gả cho Cao Ngọc Thụ người. Cho nên bọn hắn đều đang đợi lấy Đổng Linh Phong phản ứng, nhất định sẽ cùng cái kia xinh đẹp bên ngoài trường nữ sinh xé ngày hôm nay trò hay cũng quá là nhiều cật qua ăn vào no bụng kết quả đổng linh phong quát to một tiếng trong miệng hô hào cao ngọc thụ ngươi cái này đồ háo sắc đối với ta hơi làm cái gì cho ta buông ra ngươi bàn tay heo ăn mặn một cái cuối tiếng lên trực tiếp đem cao ngọc thụ đụng bay cao ngọc thụ cái gì cũng không có chuẩn bị lấy lại tinh thần thời điểm liền đã quẳng trên sàn nhà, eo đều kém chút bị đụng gãy. Lại xem xét, lúc này ông Khổng Thiên Vi người đã đổi thành Đổng Linh Phong. Đổng Linh Phong giống đang tại tranh công, có chút, hắc hắc, không cần cảm ơn ta rồi. Đêm nay để cho ta nghe ngươi luyện đàn liền có thể. Đối đãi cao ngọc thụ loại này vô lại đâu, có chút ngươi nhất định phải mạnh cứng một chút, tách ra không ra tay của hắn, ngươi liền công kích hắn hạ ba đường. Khổng Thiên Vi một giọt mồ hôi đều nhanh rớt xuống, Đổng Linh Phong biết cái gì là hạ ba đường à, mà lại hiện tại đây là cái gì gặp quỷ cục diện a. À? Khổng Thiên Vi đều xem không hiểu cục diện này, cái khác cực qua bạn học thì càng xem không hiểu. Các nàng liền không có rõ ràng khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì, Đổng Linh Phong nhìn thấy Cao Ngọc Thụ ôm những khác muội tử, dĩ nhiên không có ghen, còn một cái thiếp đầu công đem Cao Ngọc Thụ phá tan rồi. Bất quá lão sư đã tới xử lý chuyện này, cho nên trận này trò hay cũng đến đây chấm dứt. Cao Ngọc Thụ Khổng Thiên Vi bên này cùng phú nhị đại mấy người kia đều cùng một chỗ bị gọi vào văn phòng, lão sư hỏi thăm chuyện này nguyên nhân gây ra trải qua vân vân. Cao Ngọc Thụ nói rõ sự thật, nguyên nhân chính cũng là bởi vì mấy cái kia phú nhị đại nam sinh nói chuyện đối với Khổng Thiên Vi không tôn trọng. Chúng ta làm sao lại đối nàng không tôn trọng rồi? Chúng ta đây không phải nói đùa sao? ngươi cũng quá mở không dậy nổi nói giỡn một người trong đó phú nhị đại bất mãn đưa ra dị nghị cao ngọc thụ hung hăng khoét đối phương một chút có chút trò đùa là không có thế mở đây là ta ranh giới cuối cùng ngươi xúc phạm ta ranh giới cuối cùng cũng đừng trách ta xuất thủ đánh người nắm đấm đều không chận nổi miệng của các ngươi ha ha bất quá cũng tốt ta lần này xem như thấy rõ các ngươi sự tình xử lý kết quả là hai bên đều tiếp nhận văn bản kiểm điểm trừng phạt, còn muốn bị phạt trực nhật một tuần. Buổi chiều không cần tới lên lớp, về nhà viết kiểm điểm đi. Trên đường về nhà, trên xe có Khổng Thiên Vi cùng Cao Ngọc Thụ cùng lái xe hồ quản gia. Khổng Thiên Vi không nghĩ sách mới vừa rồi bị hắn ôm lấy sự tình, nàng hiện tại tâm tình cũng rất loạn, nhưng là nàng hẳn là hướng Cao Ngọc Thụ nói lời cảm tạ, vừa rồi thật sự rất cảm tạ ngươi, nếu như không phải vì giúp ta xuất khí, ngươi cũng sẽ không gặp rắc rối. Ngươi yên tâm, Cao A Di cùng Cao Thúc Thúc bên kia ta cũng sẽ giúp ngươi nói chuyện. Cao Ngọc Thụ nhìn rất quệ oải, hắn khàn giọng hỏi nói, ngươi cũng là giống bọn hắn cho là như vậy sao? Khổng Thiên Vi không hiểu, cái gì? Ngươi cũng cảm thấy ta rất kém cỏi, thật sao? Có chút. Hắn ngẩng đầu lên ánh mắt sáng rực nhìn xem nàng, hốc mắt đỏ lên. Tác giả có lời muốn nói. Canh hai hoàn thành. Ngủ ngon, các bảo bối. Chương 45 Ngươi có giấc mộng sao? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 45 Ngươi có giấc mộng sao? Khổng Thiên Vi có chút đau đầu, không phải là bởi vì Cao Ngọc Thụ vấn đề này đối với nàng tới nói rất khó trả lời, mà là bởi vì Cao Ngọc Thụ nhìn giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc lên mà nàng lại không hiểu rõ Cao Ngọc Thụ cảm xúc thất lạc nguyên nhân là cái gì. Ta cho tới bây giờ đều không cho rằng ngươi là một cái rất kém cỏi mà người. Trước mặt kệ hắn đang suy nghĩ gì, Khổng Thiên Vi cho rằng nàng hiện tại trước tiên cần phải đem vấn đề trả lời. Cao Ngọc Thụ vẫn là rất quệ oải. Thành tích cho tới bây giờ đều không phải cân nhắc một học sinh tốt xấu tiêu chuẩn, ngươi là một cái người rất hiền lành, điểm này liền so mấy cái kia nam sinh mạnh rất nhiều bọn hắn mới là kém cỏi nhất mà người, thành tích chẳng ra sao cả, nhân phẩm cũng không có gì đặc biệt. Bọn hắn cũng biết bọn hắn rất kém cỏi, chỉ có thể điên cuồng dèm pha ngươi, mới có thể thu được một chút cảm giác thành tựu. Mặc dù nàng đến một chuyến cao ngọc thụ trường học, phát sinh một chút không chuyện tốt, nhưng là nàng cũng rốt cục hiểu rõ cao ngọc thụ thành tích học tập không tốt nguyên nhân, có được có mất thăng bằng. Nếu biết nguyên nhân, mà lại cao ngọc thụ cũng quả thật có tâm thay đổi, khi nàng liền phải thật tốt dẫn đạo hắn, không thể lại để cho hắn bị kia mấy cái học sinh làm hư. Cao Ngọc Thụ tựa như một mực cừu non đi lạc, mờ mịt hỏi, có thật không? Đương nhiên, ngươi không có làm gì sai. Ngươi duy nhất làm sai chính là tin vào những người đó, phóng túng mình không học tập cho giỏi. Ta không phải nói trong nhà người có tiền như vậy ngươi liền không thể phóng túng mình, không hảo hảo cố gắng nếu như nhân sinh của ngươi mục tiêu chính là dựa vào phụ thân ngươi tài sản qua hết đời này vậy ta sẽ không nói ngươi cái gì bởi vì đây là ngươi theo đuổi mỗi người đều có không giống nhau theo đuổi đừng người không thể cưỡng cầu ngươi ngươi cũng không thể mạnh cầu người khác nhưng là nếu như ngươi chỉ là tạm thời còn không có nghĩ kỹ ngươi về sau muốn đi dạng gì đường lại bởi vì những người này mê hoặc mà lạc mất phương hướng như vậy ta cho rằng là làm bằng hữu của ngươi hẳn là muốn ngăn cản ngươi đi vào lạc lối khổng thiên vi tự nhận là nàng không phải cái gì thánh mẫu cũng không thể cưỡng cầu cao ngọc thụ dựa theo nàng suy nghĩ đi làm nàng duy nhất muốn làm chính là để cao ngọc thụ hiểu rõ nhân sinh của hắn mục tiêu là cái gì nếu như hắn không nghĩ có cái gì hành động cảm thấy trong nhà có tiền như vậy đã đầy đủ hắn an tâm qua hết cả đời này khi nàng cũng sẽ không nói cái gì dù sao cuộc sống như vậy đã rất nhiều người cầu đều không cầu được cho nên ta chỉ là khuyên ngươi nghĩ rõ ràng ngươi muốn chính là cái gì là liền giống như bây giờ tử không có việc gì tầm thường vô vi dựa vào phụ thân ngươi tiền tài vượt qua một thế này vẫn là trong lòng ngươi cũng có một cái thâm tàn giấc mộng nếu có ngươi có thể cố gắng đi thực hiện giấc mộng của ngươi khổng thiên vi nói nói liền cầm cao ngọc thụ tay thành khẩn nhìn xem hắn cuối cùng bổ sung một câu đây đều là mẹ ta nói với ta rồi không thêm bên trên câu này lái xe phía trước hồ quản gia đều muốn hoài nghi lai lịch của nàng khổng thiên vi có đôi khi sẽ cảm thấy táo bạo bởi vì nàng không thể biểu hiện quá thành thục kể một ít không phải là cái tuổi này đứa bé sẽ nói lời về sau cũng nên tăng thêm một câu đây là gia trưởng dạy cho nàng mụ mụ ngươi vì sao lại nói cho ngươi những này cao ngọc thụ tò mò hỏi trong lúc nhất thời cũng không có chú ý tới khổng thiên vi cầm tay của hắn cao ngọc thụ rất chân thành suy nghĩ giấc mộng của mình là cái gì trước kia hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới gần nhất hắn cảm thấy mục tiêu của hắn là đuổi kịp khổng thiên vi bước chân trở thành giống như nàng ưu tú người nhưng là cái mục tiêu này thật sự quá rộng lớn hắn cảm thấy hắn căn bản cũng không có thể trở thành giống như nàng ưu tú người mà lại dạng này mục tiêu cũng vô pháp nói ra làm cho nàng biết cao ngọc thụ cảm thấy dạng này mục tiêu nói ra giống như có chút mất mặt hắn cũng rất tò mò khổng thiên vi đại não đến cùng là cái gì cấu tạo vì cái gì tất cả mọi người là đồng dạng niên kỷ nàng vì cái gì liền có thể học sẽ nhiều đồ như vậy vì cái gì lại luôn là dẫn trước tại người khác bởi vì ta muốn học dương cầm ta nghĩ đi chuyên nghiệp lộ tuyến mẹ ta cùng cha ta cha có không đồng dạng ý nghĩ cha ta hy vọng ta học tập cho giỏi văn hóa tri thức về sau vẫn là hảo hảo thi đại học mẹ ta hãy cùng ta nói chuyện một lần khổng thiên vi cũng không tính nói dối mẹ của nàng cũng xác thực nói với nàng một chút lời tương tự cha mẹ ta xưa nay không nói với ta những này bọn hắn không biết muốn ta làm cái gì ta cũng không biết muốn ta làm cái gì cao ngọc thụ có chút chán nản nói ngươi là thế nào xác định mục tiêu của ngươi nói đến đây cái khổng thiên vi thì có kinh nghiệm nàng rất tình nguyện chia sẻ kinh nghiệm của mình đầu tiên ngươi muốn thích vô cùng chuyện này thích đến mặt kệ gặp được khó khăn gì ngươi đều sẽ không bỏ rơi ngươi muốn xác định ngươi là thật sự thích mà không phải ba phút nhiệt độ thích sự tình cao ngọc thụ nghiêm túc suy nghĩ kỹ một hồi phát hiện trong trí nhớ mình rõ ràng nhất sự tình chính là hắn vùi đầu viết kịch bản đem kịch bản xuất ra đi cho mọi người thưởng thức hình tượng hắn khi còn bé nghe rất nhiều loạn thất bát tao cố sự phương tây truyện cổ tích đông phương truyền thuyết thần thoại đủ loại cố sự liền trở thành hắn sáng tác kịch bản cơ sở mỗi lần viết thời điểm trong đầu đều sẽ tự động hiển hiện một chút hình tượng viết cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh viết xong sau đặc biệt có cảm giác thành công dù là kỳ thật viết rất nát niên kỷ rất nhỏ còn không hiểu chuyện thời điểm cao ngọc thụ còn vụng trộm lấy hắn cùng khổng thiên vi làm nhân vật chính viết qua kịch bản nhưng là viết xong sau cảm thấy quá xấu hổ hắn lại đem cái kia kịch bản xé rách thế nào phán đoán là thật sự thích vẫn là ba phút nhiệt độ đâu gặp được khó khăn cũng có thế kiên trì là trong đó một chút còn có một chút chính là ngươi làm chuyện này thời điểm ngươi sẽ cảm thấy rất vui vẻ dù là ngươi kỳ thật căn bản là làm không tốt chuyện này khổng thiên vi lấy mình làm ví dụ tỷ như nói ta ta ban đầu luyện đàn thời điểm là luyện phi thường buồn tẻ chỉ pháp còn không thể đàn một bản hoàn chỉnh từ khúc vẫn luôn là run đến meo phát xô ra tây địa cậu tập chỉ pháp Minh Phỉ cùng ta cùng một chỗ luyện tập thời điểm nàng đều sẽ phàn nàng không dễ chơi, thế nhưng là ta cảm thấy rất vui vẻ, mặc kệ là cái gì luyện tập, chỉ cần có thể đánh đàn dương cầm, chính là một kiện rất chuyện vui. Khổng Thiên Vi nói tới hoàn toàn ăn khớp cao ngọc thủ viết kịch bản thời điểm trạng thái, hắn rất có tán đồng cảm giác nói, nếu là như vậy, vậy ta cũng có loại thời điểm này. Có thật không? Khổng Thiên Vi chỉ là thử nói một câu, thật đúng là không nghĩ tới cao ngọc thụ sẽ có mục tiêu ta viết kịch bản thời điểm đã cảm thấy rất vui vẻ ta còn vụng trộn mua một chút sách thế nhưng là ta thấy không hiểu nhiều lắm cao ngọc thụ nói lên mình thích sự tình cũng lập tức khôi phục tinh thần ta còn viết cho ta cha nhìn qua cha ta nói nhìn rất đẹp bất quá ta cũng không biết có phải hay không là thật sự thật đẹp mấy cái kia khốn nạn vừa rồi nói cho ta bọn hắn một mực tại lừa gạt ta chỉ cần ngươi làm chuyện này rất vui vẻ như vậy đủ rồi. Khổng Thiên Vi vẫn thật không nghĩ tới này lại là Cao Ngọc Thụ cảm thấy hứng thú nhất sự tình. Khi còn bé đã cảm thấy hắn não động rất nhiều, luôn luôn làm một chút loạn thất bát tao kỳ quái thiết lập, không nghĩ tới hắn sau khi lớn lên não động là bớt phóng túng đi một chút, kết quả nguyên lai là đều dùng ở hắn kịch bản phía trên. Nói đến kịch bản, Khổng Thiên Vi liền nhớ lại trước đó hải tuyển Cao Ngọc Thụ mất cái kia kịch bản, nàng thở dài nói, Thật sự tốt đáng tiếc a, à, lần trước ngươi cầm Hải tuyển kịch bản làm mất rồi, ta không thể nhìn thấy ngươi kịch bản. Bởi vì không có nhìn qua, cho nên ta cũng không thể phán đoán là tốt hay xấu. Cao Ngọc thụ một vòng cái mũi, hừ hừ nói, kia không quan hệ, ngươi đợi ta thi xong, chúng ta nghỉ hè thời điểm lại viết một cái. Ân ân, ngươi muốn cho ngươi viết ra kịch bản bị chụp thành phim, bị rất nhiều người rất nhiều người nhìn thấy sao? Khổng Thiên Vi hỏi tiếp cao ngọc thụ huyễn suy nghĩ một chút cái kia hình tượng mặt lập tức bạo đỏ ngoài miệng lại phủ định nói không có ta nào có lợi hại như vậy ta làm không được khổng thiên vi hiện tại cũng coi là sẽ nhìn cao ngọc thụ sắc mặt hắn đỏ mặt phủ định thời điểm kỳ thật chính là ở khẩu thị tâm phi ngoài miệng nói hắn làm không được nhưng không có nghĩa là trong lòng của hắn không có loại này ảo tưởng hồ quản gia vừa lái xe một bên kỳ thật cũng đang nghe hai cái này đứa trẻ đối thoại một bên là khổng thiên vi tiểu thư khác loại thành thục cảm thấy kinh ngạc một bên khác cũng định đem chuyện này nói cho cao thái thái mấy người một về đến nhà mới tiến vào đại sảnh minh phỉ liền bưng lấy bài thi hào hứng chạy tới tranh công nói có chút ngươi đã về rồi nhanh tới giúp ta đổi một chút bài thi nhìn xem ta lần này có thế thi nhiều ít phân thanh âm khi nhìn đến cao ngọc thụ về sau im bặt mà dừng giọng điệu trở nên rất ghét bỏ uy cao ngọc thụ làm sao cũng quay về rồi ngươi không cần lên khóa buổi chiều sẽ không là cúp cua a à. cao ngọc thụ lập tức bất mãn đỉnh trở về ta về nhà ta nhốt ngươi cái gì thí sự ngươi đây là tại người khác làm khách thái độ sao khổng thiên vi cũng sẽ không đem cao ngọc thụ ở trường học gặp rắc rối sự tình nói ra lấy minh phỉ tính cách tuyệt đối sẽ chế dẻo cao ngọc thụ bài thi ta chờ một lát lại đổi đi phỉ phỉ ngươi ăn cơm trưa hay chưa Khổng Thiên Vi thay đổi vị trí minh vĩ lực chú ý. Còn không có đâu. Một mực chờ đợi ngươi trở về cùng một chỗ ăn. Ăn cơm trưa chúng ta tiếp tục học tập cho giỏi đi. Ta nhất định sẽ không thua cái kia cao ngọc thụ. Minh Phỉ hiện tại đã đơn phương coi Cao Ngọc Thụ là làm đối thủ cạnh tranh. Cao Ngọc Thụ nghe được cái này cũng bất mãn nói, ha ha, ta trước đó chỉ là không có nghiêm túc, chờ ta nghiêm túc, liền ngươi còn nghĩ vượt qua ta nằm mơ đi là ngươi đang nằm mơ chứ ta trước đó mới là không chăm chú nếu như không phải là vì học dương cầm ta cũng sẽ không rơi xuống nhiều như vậy chương trình học mắt thấy hai người liền muốn ầm ĩ lên khổng thiên vi bất đắc dĩ bác cao âm lượng tốt mọi người nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi không muốn lãng tốn thời gian minh phỉ cùng cao ngọc thụ đều tương đối để ý khổng thiên vi cách nhìn khổng thiên vi một phát lời nói hai người đều tạm thời yên tĩnh cao ngọc thụ liền coi như không có ăn lại y nguyên không thay đổi mang về hắn cũng không ăn cơm mà là lấy điện thoại di động ra cho ô cẩm gọi điện thoại ô cẩm cùng cao ngọc sơn trắng trời đều không ở nhà cao ngọc thụ cũng rất thành thật ngày hôm nay xảy ra chuyện gì cũng như thực nói cho lão mụ nhưng là chưa hề nói trở về trên đường cùng khổng thiên vi kia một phen nói chuyện khổng thiên vi cùng minh phỉ ăn cơm trưa minh phỉ liền rùng ben lấy muốn đi tiếp tục học tập xem bộ dáng là thật sự mão đủ sức lực muốn lần này học bổ túc bên trong đem thành tích đề cao đi lên. Khổng Thiên Vi trước tiên đem bài thi sửa lại, kinh hỷ phát hiện Minh Phỉ thành tích lại có tăng lên, từ nguyên bản hơn 50 phân biến thành tiếp cận 70 phân. Cái này có thể vui mừng xấu Minh Phỉ, Minh Phỉ lúc này liền cầm lấy bài thi đi tìm Cao Ngọc Thụ khoe khoang, vừa lúc Cao Ngọc Thụ cùng ô cẩm nói chuyện điện thoại xong, đang tại tìm đến Khổng Thiên Vi trên đường, liền đụng phải chuẩn bị khoe khoang Minh Phỉ chật chật chật, nhìn xem, đây là ai bài thi nha. Thi nhanh 70 phân đâu. Sau cái nào đó hai khoa đều thất bại người tốt giống nhiều mười mấy hai mươi điểm đâu. Ha 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 đến nha. Còn nói vượt qua ta. Ngươi tiên khảo cái đạt tiêu chuẩn điểm số đi. Minh phỉ tiện hề hề cầm bài thi, khổng thiên vi cho nàng đổi ra điểm số sáng loáng ở Cao Ngọc Thụ trước mắt đảo quanh. Cao Ngọc Thụ, sách, một tiếng, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại a à, chẳng qua là bởi vì có chút cho bài thi của ngươi tương đối đơn giản. Hở, ngươi cũng sẽ bảo nàng có chút sao. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chỉ bảo nàng nhạc sĩ, ải nhân, nghệ sĩ dương cầm loại hình đây này. Qua, ngươi còn đỏ mặt. Minh phỉ giống như là phát hiện đại lục mới. Cao Ngọc Thụ đẩy ra Minh phỉ, sải bước đi đến khổng thiên vi trong phòng, ta cũng muốn viết đồng dạng bài thi ta nhất định sẽ thi so với nàng tốt nếu như ta thi so với nàng tốt nhạc sĩ ngươi liền muốn chuyên đàn một bản từ khúc cho ta chuyên môn vì ta đạn chỉ có ta có thế nghe hắn cường điệu chuyên môn sau khi nói xong từ khổng thiên vi trong tay rút đi bài thi ngay tại khổng thiên vi gian phòng trên bàn sách múa bút thành văn minh phỉ thề lưỡi tiến tới ôm khổng thiên vi cánh tay có chút ngươi làm sao luôn theo hắn a à, loại người này cũng quá tùy hứng đi lỗ trời khẽ mỉm cười sờ sờ minh phỉ đầu suyệt. chúng ta không được ầm ĩ đến hắn viết đề một bên khác hồ quản gia ở cao ngọc thụ gọi điện thoại về sau cũng cho cao thái thái gọi điện thoại báo cáo tình huống hồ quản gia là một cái lão quản gia biết cái gì hẳn là trọng điểm báo cáo cái gì hẳn là tỉnh lược hắn trọng điểm cường điệu trên đường trở về Khổng Thiên Vi đối với Cao Ngọc Thụ nói tới kia một phen, tiểu thiếu gia nói hắn thích viết kịch bản, Khổng Thiên Vi tiểu thư hỏi hắn có muốn hay không đem mình viết kịch bản mang lên màn ảnh lúc, tiểu thiếu gia mặc dù ngoài miệng phủ định, nhưng nhìn biểu hiện hẳn là có dạng này một cái mơ ước. Ô Cẩm sau khi làm việc, tiếp vào con trai cùng quản gia điện thoại, từ hai người bên này nghe được trọng điểm hoàn toàn không giống. Bất quá Ô Cẩm vẫn là lấy hồ quản gia bên này làm chuẩn, nói đến kịch bản Cô Cẩm ngẫu nhiên cũng sẽ phát hiện con trai lén lén lúc lúc giống như đang viết gì, trong nhà giấy A4 luôn luôn vô duyên vô cớ đã không thấy tâm hơi. Con trai sẽ đem hắn viết những cái kia kịch bản cầm qua tới cho bọn hắn cùng một chỗ nhìn, bọn hắn kỳ thật đều không chút nghiêm túc nhìn, bởi vì làm việc đã rất mệt nhọc, cho nên mặc kệ con trai viết cái gì, đều nói thẳng tốt, rất tốt, vô cùng tốt, nhờ vào đó đạt tới cổ vũ đứa bé mục đích. Hắn đây là muốn làm biên kịch sao? khi phải đi bên trên học viện kịch nghệ a, sách, kết quả vẫn là phải dựa vào trời hơi tiểu thiên sứ mới có thể để cho hắn tỉnh táo lại. "Tốt a, ta trước cùng hắn cha câu thông một chút, nhìn xem có biện pháp gì hay không có thể để cho hắn thực hiện giấc mộng." Ô Cẩm không giống người khác chỉ muốn thi đại học một con đường. Nàng cùng trưởng phu muốn để con trai học giỏi, chỉ là bởi vì con trai còn không có minh xác nói hắn muốn làm cái gì, vậy trước tiên học tập văn hóa tri thức Đợi đến hắn có chuyện muốn làm về sau, chỉ cần không phải phạm pháp làm trái kỹ sự tình, bọn hắn đều sẽ toàn lực ủng hộ. Ô Cẩm duy nhất ngoài ý muốn chính là Thiên Vi tiểu thiên sứ nói tới một ít lời, y bạch thật sự cùng Thiên Vi tiểu thiên sứ nói qua loại lời này sao? Trước đây thật lâu liền có một loại loáng thoáng cảm giác, Thiên Vi tiểu thiên sứ có phải là quá thành thục một chút. Giống như mặc kệ là đặt ở cái gì trong hoàn cảnh, Thiên vi tiểu thiên sứ ở người đồng lứa bên trong cũng giống như một cái thành thục đại tỷ tỷ. Hồ quảng gia, ngươi lại không có cảm thấy thiên vi tiểu thiên sứ có chút quá thành thục à? Cái tuổi này đứa bé có thể nói ra những lời này à? Ô cẩm đích thì thầm một tiếng, được rồi, coi ta là suy nghĩ nhiều quá đi. Hồ quảng gia tán đồng còn chưa nói đâu, ô cẩm bên kia liền cúp điện thoại. Kỳ thật hồ quảng gia cũng cảm thấy cái này gọi là khổng thiên vi nữ sinh có chút ổn trọng đến không giống như là 12 tuổi đứa trẻ. Cao Ngọc Thụ bỏ ra không đến một canh giờ liền đem Khổng Thiên Vi phát bài thi viết xong, viết xong sau liền không kịp chờ đợi lôi kéo Khổng Thiên Vi cho hắn đổi bài thi. Khổng Thiên Vi đổi bài thi thời điểm, hắn còn vội vã cúng cuồng liền ở bên cạnh chăm chú nhìn. Khổng Thiên Vi giấu chọn, hắn liền âm thầm ra một tiếng, Khổng Thiên Vi đánh xiên, hắn liền nhẹ nhàng thở dài một chút mà Minh Phỉ phản ứng cùng Cao Ngọc Thụ chính là ngược lại. Cuối cùng thống kê điểm số thời điểm, bài thi bên trên xuất hiện một cái đỏ tư số lượng 68, nói cách khác cùng Minh Phỉ điểm số đồng dạng. Cao Ngọc Thụ cùng Minh Phỉ đồng loạt dựa vào một tiếng, lại là ngang tay. Khổng Thiên Vi cũng có chút ngoài ý muốn, kỳ thật Cao Ngọc Thụ thành tích so với nàng trong dự tính cao, nàng còn tưởng rằng Cao Ngọc Thụ chỉ có thể cầm tới đạt tiêu chuẩn điểm số, dù sao mới vừa mới bắt đầu học bổ túc, tiến bộ không có khả năng rõ ràng như vậy. Có thế có thế còn là bởi vì có đối thủ cạnh tranh, cho nên mới sẽ mạo đủ sức lực nghĩ vượt qua minh phỉ đi. Vậy ta đánh đàn, mọi người cùng nhau nghe đi. Khổng thiên vi buông xuống bài thi, cũng kém không nhiều đến ta luyện đàn thời gian, các loại ta luyện đàn, chúng ta liền bắt đầu giảng bài thi. Cao Ngọc Thụ trong nhà có dương cầm, hơn nữa còn là một đài giá trị mấy trăm ngàn thế giới danh bài dương cầm, đã điều tốt âm. Khổng Thiên Vi tuyển một bài tương đối thư giãn từ khúc, Cao Ngọc Thụ cùng Minh Phỉ riêng phần mình ngồi ở phòng đàn bên trong mềm mại trên ghế salon, một người cầm một bộ đề, một bên nhìn đề một bên nghe hát tử. Tịch Dương chiếu vào đánh đang hơi trên thân, nàng chuyên chú đánh đàn, giống như cả người đều đang tản ra ánh sáng dịu dịu. Bầu không khí này vừa vặn, Cao Ngọc Thụ nghĩ thầm, nếu như nơi này chỉ có hắn cùng có chút hai người, hắn thật hy vọng giờ khắc này biến thành vĩnh hằng. Tác giả có lời muốn nói. Có canh hai. Thiên vi sẽ rất ngựa. Bất quá về sau mới có thể rơi, hiện tại là bị hoài nghi trạng thái giảng đạo lý, ta 11-12 tuổi thời điểm khả năng còn đang chơi bùng đi, đầu chó. JPG. Chương 46 Giữa hai người bí mật nhỏ bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 46 Giữa hai người bí mật nhỏ Minh Phỉ cùng Cao Ngọc Thụ ở giữa tạo thành vi diệu khí tràng, mỗi lần Cao Ngọc Thụ muốn chia tâm thời điểm phát hiện Minh Phỉ ở rất nghiêm túc đọc sách, mình cũng không cam chịu yếu thế lập tức bưng lấy sách đem so với ai cũng chuyên tâm. Mà Minh Phỉ cũng là mỗi lần muốn nghỉ ngơi đem sách buông xuống thời điểm, dương mắt xem xét Cao Ngọc Thụ như thế chuyên chú, cũng không chịu thua, tiếp tục vùi đầu khổ đọc duy nhất không bị ảnh hưởng chính là khổng thiên vi khổng thiên vi mỗi lần đều là chỉ cần đụng phải đàn liền sẽ không tự chủ được đắm chìm trong âm nhạc thế giới bên trong một bên say mê với mình đàn tấu từ khúc một bên cẩn thận phân rõ mình còn có nơi nào không đủ nơi nào còn có thể trở nên càng tốt hơn một khi chuyên chú liền sẽ quên ghi thời gian trôi qua thẳng đến có người tới đem bọn hắn tỉnh lại tiếng đập cửa vang lên thời điểm nhất trước lấy lại tinh thần người là cao ngọc thụ hắn dương mắt liền thấy vẫy vào khổng thiên vi trên thân đã không phải là ôn ngoãn tịch dương, mà là ánh trăng lạnh lẽo. Khi hắn nghiêm túc đọc sách thời điểm, hắn dần dần không nhìn chung quanh thanh âm, nhưng là hắn biết nàng một mực không có dừng lại qua. Nàng chuyên chú vào một kiện nào đó sự tình dáng vẻ, vẫn luôn nhìn rất đẹp. Hắn khi còn bé sẽ nghĩ, nếu như hắn cũng giống như nàng nghiêm túc, nàng có phải là liền sẽ đưa ánh mắt chuyển dời đến trên người hắn cái thứ hai lấy lại tinh thần là minh phỉ nàng móc móc lỗ tai nghe ra đến bên ngoài tiếng đập cửa ai nha một mực gõ cửa có phiền hay không a à? chính chuyên chú vào chuyện nào đó bị đột nhiên đánh gãy sẽ cảm thấy bực bội cũng là bình thường minh phỉ ngẩng đầu nhìn lên có chút kinh ngạc ai nha làm sao trời đã tối rồi tại sao ta cảm giác ta mới nhìn một chút vẫn chưa hoàn toàn lý giải đâu còn nghĩ lấy muốn thỉnh giáo một chút có chút có chút nàng nhớ tới khổng thiên vi theo tiếng đàn dương cầm nhìn sang lúc này mới phát hiện có chút còn đang luyện tập mà đối diện cao ngọc thụ nhìn nhập thần không biết là bị tiếng đàn mê hoặc vẫn là bị có chút thánh khiết bộ dáng mê hoặc minh phỉ một bộ cao ngọc thụ không có thấy qua việc đời dáng vẻ giọng điệu có chút kiêu ngạo làm sao lần thứ nhất nhìn thấy nàng cái dạng này mỹ khóc sao cao ngọc thụ nghiêng đầu nhìn nàng một cái ta cùng có chút ở nhà thời điểm chính là cùng một chỗ luyện đàn, chúng ta ở trong một cái chăn ngủ, ngươi cùng với nàng có loại này giao tình sao? Minh Phỉ đặc biệt ý, đương nhiên nàng nói tới ngủ cũng chỉ là mặt chữ ý tứ. Cao Ngọc Thụ vốn đang đang sững sờ, nhưng là nghe Minh Phỉ khiêu khích về sau, mặt lập tức nhẹn đỏ lên, ta. Ta cùng với nàng. Thật sự là hồ nháo. Là đang vì hắn thế mà ở ảo tưởng cùng với nàng cùng một cái ổ chăn đi ngủ mà giận mắng hồ nháo, vẫn là ở giận dữ mắng mỏ minh phỉ cùng khổng thiên vi cùng một chỗ ngủ mà cảm thấy hồ nháo, trừ cao ngọc thụ ai cũng không biết hắn nói chính là cái nào. Bất quá cao ngọc thụ câu này hồ nháo ngược lại để khổng thiên vi cũng dừng tay lại trên đầu sự tình, không hiểu nhìn lại. Cao ngọc thụ lập tức nhanh chóng giải thích nói, có người đến gõ cửa, có thể là đến gọi chúng ta đi ăn cơm chiều. Bất tri bất giác trời liền đã tối. Hắn ngữ tốt nhanh chóng, không cho Minh Phỉ có bất kỳ cơ hội mở miệng, giống như sợ Minh Phỉ đem bọn hắn vừa rồi nói chuyện vũ ra đi. Minh Phỉ giống thắng một ván, che miệng vụng trộn cười. Đến gõ cửa chính là hồ quản gia, thật sự chính là đến để bọn hắn đi ăn cơm chiều, bởi vì không yên lòng mà theo tới còn có ô cẩm. Ô cẩm vừa về đến liền nghe nói mấy đứa bé ở phòng đàn bên trong, chờ đợi một cái buổi chiều, tựa như là đang đọc sách cùng luyện đàn, ẩn ẩn lại có loại mất ăn mất ngủ chăm chỉ học tập tình thế ô cẩm cảm động nghĩ tới xem một chút có phải thật vậy hay không cửa vừa mở ra ô cẩm liền thấy tình cảnh bên trong thiên vi tiểu thiên sứ ngồi ở dương cầm trước mặt tay quy củ đặt ở trên đùi mà hai tấm mềm mại một mình trên ghế salon cao ngọc thụ cùng minh phỉ ngồi đối mặt nhau trong tay hai người đều nắm lấy một bản sách ngữ văn ô cẩm gặp này trong lòng cảm động cực kỳ lần thứ nhất về nhà xem đến con trai không phải ở chơi đùa đùa ác mà là tại đọc sách, khổng thiên vi tiểu bằng hữu quả lại chính là một cái tiểu thiên sứ, cảm hóa nàng nhà nghịch ngợm con trai. Lúc đầu xế chiều hôm nay tiếp vào điện thoại, nâng lên con trai ở trường học xuất thủ chuyện đánh nhau, cô cẩm còn rất lo lắng, bây giờ trở lại nhà xem xét lập tức yên tâm, trường học cái gì còn không bằng khổng thiên vi tiểu bằng hữu một câu có tác dụng đâu. Phòng đàn bên trong mấy đứa bé nhìn thấy hồ quản gia cùng ô cẩm đều lập tức chào hỏi, Cao Ngọc Thụ có chút bất mãn lão mụ tới đánh gãy tốt như vậy bầu không khí, mẹ, ngươi qua đây làm gì? Cái này đều sắp 8 giờ, thấy các ngươi còn đang nghiêm túc đọc sách đều quên ăn cơm, qua tới gọi ngươi nhóm ăn cơm chiều A. Lời kịch này ô cẩm ở trong mơ cũng không biết mơ tới qua bao nhiêu lần, hài tử nhà mình vì học tập liền cơm đều quên ăn cái gì. Không phải liền là trong mộng mới có thể xuất hiện tình hình sao? Minh Phỉ lấy điện thoại di động ra xem xét, "A, à, thật sự đã sắp 8 giờ, không có chú ý tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, ta đều quên tiếp mẹ ta điện thoại." "Các ngươi trước đi ăn cơm, ta phải cho mẹ ta về điện thoại." Minh Phỉ bên này là lãnh Mộng An đi cùng trường học trao đổi, Minh Phỉ tháng này đều ở Cao Ngọc Thụ bên này, đến thời gian lại đi thi. Lãnh Mộng An mặt mũi lớn trường học lão sư cũng không dám nói cái gì, lại thuyết minh phỉ lúc đầu cũng không phải thành tích tốt bao nhiêu học sinh, bọn hắn càng không cần để ý. Nhưng là minh phỉ ở bên này thường ngày hoạt động vẫn là phải hồi báo một chút, để lãnh mộng an biết các nàng ở chỗ này có phải thật vậy hay không ở học tập cho giỏi. Khổng Thiên Vi cũng từ dương cầm bên này đi tới, Cao A Di, chào buổi tối. Lập tức không có chú ý liền 8 giờ, thật sự thật có lỗi. Lần sau ta sẽ chú ý. Khổng thiên vi tổng đem mình làm làm người phụ trách, cho nên hiện tại đoàn người đều quên thời gian, không có có thể kịp thời ăn cơm, nàng cho rằng đây cũng là trách nhiệm của nàng. Ô cẩm làm sao có thể trách nàng, nàng ước gì Cao Ngọc Thụ mỗi ngày đều cố gắng học tập mất ăn mất ngủ, không thể nào, các ngươi học tập như thế đầu nhập là chuyện tốt. Chuyện tốt A, à, A à Di để phòng bếp bên kia làm một bàn lớn ăn ngon. Nhanh đi ăn đi. Cái này một bữa lại cùng mãn hán toàn tịch đồng dạng. Khổng Thiên Vi nhìn xem thật dài hình vuông bàn ăn, nghiêm trọng hoài nghi Cao A Di là coi bọn họ là tiểu trư tử nuôi. Cao Ngọc Thụ bị như thế nuôi nhiều năm như vậy lại còn có thế bảo trì dáng người, thật sự quá hiếm có. Khổng Thiên Vi lúc ăn cơm hướng Cao Ngọc Thụ đưa ra sự nghi ngờ này, Cao Ngọc Thụ cắt một tiếng nói, nàng bình thường mới không có cho ta ăn ăn ngon như vậy. Bảo là muốn để cho ta ức khổ nghỉ ngọt, không thể để cho ta dưỡng thành xa xỉ lãng phí tính cách. Ai? Không nói. Cơm hôm nay đồ ăn thật sự ăn thật ngon. Khổng Thiên vi bó tay rồi, khó trách nàng nhìn Cao Ngọc Thụ hai ngày này bắt đầu ăn thật giống như quỷ chết đói đầu thai đồng dạng, nguyên lai là bình thường ăn không có tốt như vậy. May mắn ngươi qua đây, bằng không thì ta cũng không biết lúc nào mới có thể ăn được ăn ngon như vậy đồ ăn, ngô. Cái này ăn ngon, ngươi nếm thử. Cao Ngọc Thụ một bên cảm động ăn cơm một bên mười phần tự nhiên cho Khổng Thiên Vi gấp thức ăn. Khổng Thiên Vi cũng cảm thấy cái này giống như không có gì, ngược lại là Minh Phỉ gọi điện thoại sau khi trở về, nhìn chầm chầm Cao Ngọc Thụ cùng Khổng Thiên Vi ở giữa hổ động nhìn rất lâu, luôn cảm thấy giống như không đúng lắm, nhưng là giữa bọn hắn nhìn như thế hài hòa cũng không có gì không đúng. Ô Cẩm cùng Cao Ngọc Sơn cũng là không ngừng để bọn nhỏ ăn ăn ăn, đã ăn xong còn có, cố gắng học tập là tại làm trí nhớ hoạt động, nhất định phải dinh dưỡng đuổi theo mới có thể tốt hơn động não. Đêm đã khuya, tất cả mọi người nằm ngủ, ô cẩm cùng Cao Ngọc Sơn mới tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ. Ô cẩm nắm chặt trước khi ngủ thời gian cùng Cao Ngọc Sơn phản ứng ngày hôm nay vấn đề, lão sư hẳn không có gọi điện thoại cho ngươi A, nhưng là lão sư điện thoại đánh đến ta nơi này, hắn ngày hôm nay vì cho thiên vi tiểu thiên sứ xuất khí, cùng trong trường học những đứa trẻ khác đánh nhau. Cao Ngọc Sơn giữ im lặng nói là những cái kia nhỏ phú nhị đại nói một chút nhìn trời hơi tiểu thiên sứ không tôn trọng kỳ thật ta cảm thấy cũng là như thế này cây nhỏ bình thường không có việc gì cũng sẽ không đi trêu chọc người khác bất quá hôm nay trọng điểm cũng không là chuyện này mà là hồ quản gia cùng ta nói một chút ở trên đường trở về thiên vi tiểu thiên sứ cùng cây nhỏ nói một chút lời nói ô cẩm đem tự mình biết từ đầu chí cuối đều nói cho chồng biết hy vọng trượng phu cũng có thể cho ra cái nhìn của mình đại khái chính là như vậy, ngươi cái này làm cha là thế nào nhìn? Ta nhớ được trước ngươi còn giống như muốn để hắn cố gắng học tập chuyển tới thiên vi tiểu thiên sứ cấp 2 đi thôi. Hiện tại chỉ sợ không được, ta không có nói cho ngươi, ngươi nên cũng có thể đoán được a à, thiên vi tiểu thiên sứ đã bị một cái trứ danh nghệ sĩ dương cầm nhìn trúng, muốn trọng điểm bồi dưỡng, được đề cử đến Lydia học viện âm nhạc học tập. Cái kia trường học, chuyện ta sau đi ra một chút, là có tiền cũng vào không được trường học nhà ta con trai tuyệt đối không thể có thể vào ô cẩm càng nói càng ghen tị ai thiên vi tiểu thiên sứ chính là điển hình hài tử của người khác a à? cao ngọc sơn trầm tư một lát kia ý của ngươi chính là nói để hắn làm hắn chuyện muốn làm nếu là hắn yêu viết kịch bản cũng có chút mới có thể ngược lại là cũng không phải là không thể được vậy hắn thành tích văn hóa thật tốt mới có thể thi được trong nước học viện kịch nghệ a phải làm biên kịch, ta luôn cảm thấy ở trong nước không tốt phát triển, nếu như hắn có năng lực, chúng ta đợi hắn chân chính quyết định về sau, vẫn là tận lực cho hắn tranh thủ sinh nước ngoài học viện kịch nghệ A. Ô Cẩm cũng cho ra cái nhìn của mình. Điều này cũng đúng cần muốn cân nhắc một chút, cho nên hiện tại duy nhất có thể xác định được chính là, nếu như hắn nguyện ý đi biên kịch lộ tuyến, như vậy chúng ta liền để hắn đi làm. Cũng rất tốt bằng không thì mỗi ngày cà lơ phất phơ không đi học cho giỏi cũng không biết là muốn làm cái gì cao ngọc sơn cũng đồng ý nói hắn lúc đầu cũng không nghĩ tới con trai cố gắng học tập liền có thể đuổi được khổng thiên vi chẳng qua là cảm thấy nếu như đây là một cái có thể để cho con trai cố gắng mục tiêu cũng không tệ nếu như con trai cuối cùng cố gắng cũng không có thi được khổng thiên vi chỗ trường học vậy hắn liền động dùng một chút quan hệ là được rồi tiền kiếm đủ nhiều bọn hắn liền đặc biệt để ý đời kế tiếp giáo dục vấn đề không cầu đời sau có thể làm ra siêu vượt thành tích của bọn hắn nhưng cũng không thể so với bọn hắn còn kém a có thế cao ngọc sơn vẫn thật không nghĩ tới cái này gọi khổng thiên vi nữ sinh lợi hại như vậy giữ yên lặng liền được đi một chỗ thế giới danh giáo tư cách cái này khiến hắn cũng không biết có thế thông qua biện pháp gì đem cao ngọc thụ nhét vào nhưng là cao ngọc thụ hiện tại có mục tiêu khác thế thì dễ nói chuyện rồi có khổng thiên vi kéo theo, cao ngọc thụ hiện tại cũng đi theo dậy rất sớm, nguyên bản hắn cũng là muốn lại đến một khắc cuối cùng mới bất đắc dĩ từ trên giường đứng lên. Hiện tại cao ngọc thụ vì không cho khổng thiên vi xem thường hắn, lên so gà còn sớm, cô cẩm cùng cao ngọc sơn lên đều không có cao ngọc thụ sớm, sáng sớm hai vợ chồng nhìn thấy hắn đang cày răng còn cho là bọn họ xuất hiện ảo giác. Ngay sau đó nhìn thấy Cao Ngọc Thụ quét răng một mặt dương quan sáng lạng cùng vừa rời giường Khổng Thiên Vi chào hỏi, Cô Cẩm cùng Cao Ngọc Sơn liền rõ ràng nguyên nhân. Khổng Thiên Vi cũng rất vui mừng Cao Ngọc Thụ nay ngày thế mà dậy sớm như thế, ngáp một cái chào hỏi, rất nhanh liền rửa mặt hoàn tất dự định đi chạy bộ. Cao Ngọc Thụ nhà chiếm diện tích rất lớn, vòng quanh chạy một vòng vừa vặn, sao bình thường thao trường tốt quá nhiều, ven đường còn có phong cảnh có thể nhìn. Cao Ngọc Thụ cũng cùng với nàng cùng một chỗ chạy bộ, đồng thời ở trong lòng may mắn minh phỉ là một cái thích ngủ nướng người hiện tại hắn rốt cục có thể cùng có chút đơn độc ở chung được. Nhưng là Cao Ngọc Thụ rất nhanh liền phát hiện có chút chạy bộ thời điểm cũng không phải là ở buông lỏng, mà là giống như trong miệng thì thầm cái gì, giống như là học thuộc lòng. Hắn một bên chạy một bên tò mò hỏi, Huy, nhạc sĩ, ngươi một mực đang lầm bầm lầu bầu cái gì? Ờ, ta không phải đang lầm bầm lầu bầu, ta là ở lưng khúc phổ. Khổng Thiên Vi rất thành thật về nói, ngươi cũng có thể học đang chạy bước thời điểm học thuộc lòng, dạng này học thuộc lòng hiệu quả có thể sẽ tương đối tốt, cũng có thể phân tán chú ý của ngươi lực, bất tri bất giác liền chạy rất xa. Vận động cùng học tập hai không lầm. Cao Ngọc Thụ vẫn thật không nghĩ tới cái này thao tác, thấy được nàng giải thích xong lại lập tức đọc khúc phổ dáng vẻ, đột nhiên cảm thấy mình kém bạo, nhìn xem có chút đang nghĩ tới sự tình, lại nghĩ lại một chút hắn đang nghĩ tới sự tình, hắn quả thực chính là không làm việc đàng hoàng nàng đều đã ưu tú như vậy còn đang cố gắng hắn lại không cố gắng sẽ chỉ bị nàng xa xa bỏ lại đằng sau cao ngọc thụ không muốn chịu thua cũng ở tận chính mình cố gắng lớn nhất đem chiều hôm qua nhìn sách học thuộc một vòng chạy xuống hai người lại trở về đại môn nguyên điểm ô cẩm cùng cao ngọc sơn vừa dự định ra đi làm khổng thiên vi cùng thúc thúc cùng a di tạm biệt a di thúc thúc buổi sáng tốt lành đi làm trên đường cẩn thận một chút nha cao ngọc thụ còn là lần đầu tiên dậy sớm như vậy nhìn thấy cha mẹ đi làm dáng vẻ cảm thấy có chút không quen nhưng là cũng đi theo khổng thiên vi rất khó chịu nói cha mẹ trên đường cẩn thận một chút ô cẩm cùng cao ngọc sơn vui mừng cực kỳ lên sau xe từ xe trong cửa sổ thò đầu ra hừng sẽ cẩn thận các ngươi chạy bộ trở về rồi đúng vậy a à, ta cổng khúc phổ cao ngọc thụ chạy bộ thời điểm cổng sách hắn cũng rất cố gắng Khổng Thiên Vi không quên hồi báo một chút cao ngọc thụ tình huống. Tốt, tốt, quá tốt rồi. Chúng ta đi á, tiểu học cao đẳng cây ngươi phải học tập thật giỏi, lên lớp cũng muốn chuyên tâm. Thiên Vi tiểu thiên sứ, chúng ta ban đêm gặp, đưa mắt nhìn xe dần dần đi xa. Khổng Thiên Vi đột nhiên rất khen tị cao ngọc thụ, thật tốt a, à, ba ba của ngươi cùng mụ mụ đều ở bên người. Có gì tốt? Mỗi ngày đều ở bên tai ta lãi nhãi, hắn nói nói nhìn thấy khổng thiên vi trên mặt thần sắc hâm mộ đột nhiên nghĩ đến nàng đề tập qua ba của nàng vì có thể làm cho nàng hảo hảo học dương cầm đi đến chỗ rất xa công tác hắn âm lượng yếu bớt đổi giọng nói ta trước kia không có giống ngày hôm nay dạng này đưa bọn hắn đi làm vậy ngươi về sau muốn trân quý loại cơ hội này tiểu học cao đẳng cây ba ba của ngươi cùng mụ mụ thật sự rất tốt khổng thiên vi lần nữa cường điệu nói tốt chúng ta trở về đi Ngươi hôm nay đọc chính là sách ngữ văn sao? Thơ cổ từ sao? Ta cảm thấy ngươi sáng mai có thể thử một lần học thuộc từ đơn. Từ đơn. Ngươi cũng biết từ đơn sao? Ta cho ngươi mượn sách, ngươi cũng nhìn qua sao? Có hay không ở đâu là xem không hiểu a? À? A, à, không có a, à, không có chỗ nào không hiểu. Hai người nói nói trở lại trong phòng. Minh Phỉ mới vuốt mắt từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy bọn hắn đã chạy bước trở về có chút ảo não. Ngày thứ hai, Minh Phỉ cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ sáng sớm, cùng Khổng Thiên Vi cùng Cao Ngọc Thụ cùng đi chạy bộ, sau đó cùng đi làm ô cẩm cùng Cao Ngọc Sơn tạm biệt. Lại về sau chính là Cao Ngọc Thụ ăn sáng xong đi học, trong nhà chỉ còn lại Khổng Thiên Vi cùng Minh Phỉ cùng một chỗ học tập. Bởi vì có người cạnh tranh, Cao Ngọc Thụ ở trường học khi đi học cũng không dám lại không chuyên tâm, khi đi học ngay tại chỗ so với ai khác đều đoan chính, Nghe giảng bài thời điểm có vấn đề gì đều sẽ tại chỗ hỏi lão sư, thành một cái vấn đề học sinh, lão sư đối với lần này cũng là vừa khổ buồn bực lại vui mừng. Đương nhiên, đồng thời lại bởi vì cùng trước đó cái kia tiểu đoàn thể bên trong phú nhị đại náo tách ra, cũng sẽ không có người ở Cao Ngọc Thụ nghiêm túc học tập thời điểm kể một ít ngồi châm chọc, Cao Ngọc Thụ đem mình tất cả lực chú ý đều đặt ở học tập bên trên. Minh Phỉ học bổ túc thời điểm cũng sẽ không lại giống trước đó như thế cà lơ phất phơ luôn luôn ỷ vào mình cùng khổng thiên vi quan hệ tốt liền cười đùa tí tửng, không chăm chú đối đãi. Lần này bởi vì có đối thủ cạnh tranh, Minh Phỉ cũng lấy ra 12 phần tinh thần, không chỉ có sẽ không không chuyên tâm, ngược lại sẽ đuổi theo khổng thiên vi hỏi vấn đề. Khổng thiên vi mỗi ngày đều rất phong phú cũng bề bộn nhiều việc, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng người trong nhà liên hệ, tìm hiểu một chút bên kia thủ tục tình huống cùng hồi báo một chút tình huống bên này. Cái này trong lúc đó, Khổng Thiên Vi cùng Cao Ngọc Thụ ở giữa có một cái bí mật nhỏ. Bí mật này chỉ có hai người bọn họ biết. Cao Ngọc Thụ mỗi ngày giữa trưa đều sẽ trở về, mà 12 giờ trưa nhiều đến 2 giờ rưỡi là minh phỉ ngủ trưa thời gian, cho nên khoảng thời gian này Khổng Thiên Vi có thể đơn độc phụ đạo Cao Ngọc Thụ. Khoảng thời gian này phụ đạo không phải toán học cũng không phải anh ngữ, mà là anh ngữ. Khổng Thiên Vi cũng là xoắn suýt thật lâu mới làm ra quyết định này, cái này thì tương đương với bại lộ bí mật của mình, có lẽ Cao Ngọc Thụ hiện tại niên kỹ còn nhỏ còn sẽ không truy đến cùng, nhưng là hắn dài lớn một chút càng hiểu chuyện một chút, khả năng liền sẽ ý thức được không đúng. Cao Ngọc Thụ thật đúng là không nghĩ tới quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy có chút đầu óc cũng quá lợi hại, tự học cũng học so với hắn lợi hại, hắn cảm thấy khổng thiên vi là bởi vì nguyên nhân nào đó muốn ẩn giấu thực lực thần đồng. Chủ yếu nhất là đây là bọn hắn giữa hai cái bí mật nhỏ, mặc kệ là cha mẹ vẫn là minh phỉ cũng không biết, hắn thích loại này bị đặc thù đối đãi cảm giác. Người khác cũng không biết Khổng Thiên Vi còn hỗ trợ học bổ túc Cao Ngọc Thụ Anh Ngữ, chỉ có thể nhìn thấy ở một lần trong cuộc thi, Cao Ngọc Thụ Anh Ngữ thành tích cũng có rất rõ ràng đề cao. Bọn hắn đều coi là đây là bởi vì Cao Ngọc Thụ nghiêm túc nghe giảng bài mang đến kết quả. Khoảng cách nhỏ thăng sơ khảo thử còn có 10 ngày, trường học lại kỳ thi thử một lần, cũng là Cao Ngọc Thụ nghiêm túc học tập, tiếp nhận học bổ túc đến nay lần thứ nhất tiếp nhận chính quy khảo thí. Thành tích sẽ đang thi kết thúc ngày thứ ba ra, thành tích ra trước khi đến, tất cả mọi người rất khẩn trương. Khổng Thiên Vi khẩn trương chính là muốn biết cái này hơn nửa tháng cố gắng đến cùng có hiệu quả hay không, Minh Phỉ lo lắng chính là Cao Ngọc Thụ thi quá tốt vượt qua nàng. Mà Cao Ngọc Thụ khẩn trương chính là thành tích không tốt sẽ để cho có chút thất vọng, sẽ để cho Minh Phỉ đắc ý quên hình, sẽ để cho cha mẹ thất vọng cô phụ cố gắng của mình. Trước cục mô phỏng khảo nghiệm qua về phía sau ngày thứ ba đến, giữa trưa Cao Ngọc Thụ chưa có về nhà, Khổng Thiên Vi khẩn trương trong nhà chờ đến bên cạnh muộn mới chờ đến Cao Ngọc Thụ. Cao Ngọc Thụ đeo bọc sách từ trên xe bước xuống, hoặc nhìn không có rất rõ ràng cảm xúc biến hóa, thậm chí còn giống như có chút tâm tình không tốt. Khổng Thiên Vi trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng cùng Minh Phỉ tiến lên tuân hỏi nói, cuộc thi lần này. Thi thế nào? nhìn chầm chầm cao ngọc thụ biểu lộ nhìn một giây đồng hồ, còn không đợi đối phương trả lời đâu, khổng thiên vi lại lập tức an ủi. Không sao, lần thi này không tốt chúng ta còn có lần sau, dù sao tập kích 20 ngày vẫn là quá khẩn trương một chút, ngươi cũng không cần quá uể oải. Minh phỉ mới mặc kệ cao ngọc thụ thất lạc vẫn là cao hứng, làm cái mặt quỷ, cầm ra bài thi của mình, phách lối chống nạnh cười to, lượt lượt lượt, nhìn ta. Ta một khoa 80 điểm, một khoa 82 phân. Ngươi có thế lợi hại hơn ta sao? Ha 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 ha. Cao Ngọc Thụ không nói lời nào, liếc qua Minh Phỉ, sau đó đem túi sách lấy xuống, kéo ra khóa kéo, động tác thuần thục từ bên trong cầm ra mấy trương chồng lên nhau bài thi, đưa tới cho Khổng Thiên Vi, nhẹ giọng nói, cho ngươi. Khổng Thiên Vi hít thở sâu một hơi, tiếp nhận đi, cúi đầu lật xem một lượt, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Tác giả có lời muốn nói canh hai hoàn thành. Ngủ ngon an. Ngày mai gặp rồi. Chương 47 Dù sao ngươi không thể bất công. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 47 Dù sao ngươi không thể bất công. Khổng thiên vi kinh ngạc nói không ra lời. Minh Phỉ cũng không chịu nổi hiếu kỳ bu lại, nhìn thấy thứ một tờ bài thi phía trên điểm số sau không dám tin vội vàng hướng xuống lật, liên tiếp đem ba tấm bài thi điểm số đều sau khi xem mới ngẩng đầu nhìn chầm chầm Cao Ngọc Thụ. Cao Ngọc Thụ vẫn là bộ kia muốn chết không sống dáng vẻ, nhưng là nhìn kỹ ánh mắt của hắn, đó có thể thấy được hắn đang tại đè nén một loại nào đó cảm xúc. Ngươi nhất định gian lận. Bằng không thì ngươi làm sao lại có cao như vậy phân. Tất cả mọi người là cùng một chỗ học bổ túc, ngươi làm sao lại thi cao hơn ta phân. Minh Phỉ bất mãn phàn nàn chỉ thấy kia mấy trường bài thi bên trên điểm số theo thứ tự là ngữ văn 89 phân, toán học 90 phân, anh ngữ 94 phân. Nhất là anh ngữ tiến bộ lớn nhất, lần trước cao ngọc thụ anh ngữ thành tích cuộc thi còn chỉ có 60 phân, vẫn là lão sư xem ở thầy trò tình trên mặt mũi đánh cái đạt tiêu chuẩn phân. Minh Phỉ không vui, Khổng Thiên Vi lại kinh ngạc về sau cảm thấy hết sức vui mừng, đồng thời nghe được Minh Phỉ về sau, có chút bất đắc dĩ uống nắng nói, Phỉ Phỉ, không nên nói như vậy, đây đều là cao ngọc thụ cố gắng được đến. Mà lại phỉ phỉ ngươi cũng không có kém hắn, ngươi chỉ là có chút ít sơ ý, quên quay đầu kiểm tra ngươi có hay không bỏ sót đề mục. Nàng không muốn nhìn thấy minh phỉ đối với cao ngọc thụ địch ý quá lớn mà cố ý vu cao ngọc thụ, cũng không thể khuynh hướng cao ngọc thụ để minh phỉ trong lòng không cân bằng, thuyết pháp này là thích hợp nhất. Nhưng là khổng thiên vi không hiểu là vì cái gì cao ngọc thụ sau khi xuống xe một mặt quể oải một bộ lần thi này đập biểu lộ đây không phải thi rất tốt sao thành tích đều vượt quá ý của mọi người liệu cao ngọc thụ chẳng lẽ còn chưa đầy đủ khổng thiên vi lo âu nhìn cao ngọc thụ một chút không ngờ lúc này cao ngọc thụ đã quét qua vừa rồi uể oải chính dương dương đắc ý hướng minh phỉ làm mặt quỷ ngươi mới vừa nói cái gì ta thi so ngươi kém ngươi nói ai so với ai khác kém ha 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 ta giả bộ ngươi liền thật sự cho rằng ta thi rất kém cỏi cốt a khổng thiên vi rõ ràng hắn cố ý giả trang ra một bộ khổ sở dáng vẻ chính là vì trêu cực các nàng ngươi cũng quá dối trá thi tốt liền thi tốt còn giả trang ra một bộ không có thi tốt dáng vẻ trêu cực người khác ngươi căn bản cũng không biết có chút có bao nhiêu khẩn trương có lo lắng nhiều ngươi ngươi làm như vậy thời điểm có suy nghĩ hay không qua có chút cảm thụ Minh Phỉ thay Khổng Thiên Vi bên vực kẻ yếu, rõ ràng chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, thế nhưng là Minh Phỉ lại phi thường để ý. Nàng xem ra nhất là kích động, hốc mắt đều có chút đỏ lên, nàng cho tới bây giờ đều không có giống lo lắng ngươi lo lắng như vậy ta, nếu như ta có thế có ngươi đãi ngộ như vậy, ta cũng tuyệt đối sẽ không đối với chuyện như thế này mặt trêu cợt nàng. Nói xong câu đó, Minh Phỉ hung hăng một vòng con mắt, xoay người chạy trở về. Khổng thiên vi an ủi minh phỉ lời nói còn kẹt tại trong cổ, nàng rất muốn an ủi minh phỉ, kỳ thật coi như bị tiêu phí lo lắng, nhưng là nàng kỳ thật cũng không có thật sự để ý như vậy. Nàng rất cảm kích minh phỉ như thế quan tâm nàng, có thế là vì loại chuyện này tức giận liền quá uổng phí. Minh phỉ như thế nháo trò, vốn phải là vui sướng bầu không khí hiện tại huyên náo có chút cứng ngắc. Cao Ngọc Thụ trong mắt hưng phấn chuyển thành mờ mịt, nặc nặc mà hỏi thăm. Ngươi! thật sự rất lo lắng sao lo lắng không lo lắng đều đã qua ngươi lần này có thế thi tốt thật sự rất tuyệt chúc mừng ngươi minh phỉ có thể là bởi vì thua ngươi cho nên không vui ta đi dỗ dành nàng khổng thiên vi nói nói thanh âm cũng giảm bớt một chút không cần để ở trong lòng không phải chuyện rất nghiêm trọng ta chỉ là ta cũng không biết ta đến cùng đang suy nghĩ gì chẳng qua là cảm thấy dạng này sẽ chơi rất vui ta không nghĩ để ngươi lo lắng ý tứ. Cao Ngọc Thụ luống cuốn địa đạo. Ân, ta biết, không nên nghĩ nhiều như vậy, ngươi thi tốt là được rồi. Ta đi tìm Minh Vĩ, ngươi đi về trước đi. Khổng Thiên Vi nhón chân lên duỗi thẳng tay mới có thể sờ đến hắn nhỏ tóc quăng, nàng cũng không thể không cảm thán. đến phát dục kỳ, Cao Ngọc Thụ thân cao nhảy lên cũng quá nhanh. Tất cả mọi người ở cao lớn, nhưng là nàng cũng có thể nhìn ra được, giữa bọn hắn thân cao kém càng lúc càng lớn. Cao Ngọc Thụ hơi cúi đầu, làm cho nàng tốt hơn sờ đến đầu của hắn, có chút xấu hổ nói, thật xin lỗi, ta không nên dạng này trêu cực các ngươi. Ân, ngoan. Khổng Thiên mỉm cười nói, ba ba mụ mụ của ngươi cũng nhất định sẽ vui vẻ, đây là một tin tức tốt, ngươi nên vui vẻ. Cao Ngọc Thụ cầm bài thi, nhìn xem nàng đi xa đuổi theo Minh Phỉ, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hắn không biết, Loại này gọi là ghen, hắn ghen ghét những người kia hấp dẫn ánh mắt của nàng, cướp đi lực chú ý của nàng. Nàng rõ ràng hẳn là chỉ thấy một mình hắn. Khổng Thiên Vi ở cao ngọc thụ nhà hậu viện bể bơi bên cạnh trên ghế nằm thấy được đang tại phơi tịch Dương Minh Phỉ. Minh Phỉ ngược lại là rất có một bộ thiên kim đại tiểu thư diễn xuất, lấy mái tóc cuốn lại, mang theo kính râm, xuyên hơi bảo thủ áo tắm, gối lên tay nằm ở trên ghế nằm, giống như là đang nhìn chân trời hỏa hồng thải hà lại hình như chỉ là đơn thuần nhắm mắt dưỡng thần nàng bước chân rất nhẹ đi qua không nghĩ quấy nhiễu đối phương nhưng là minh phỉ ngược lại là trước lên tiếng có chút khổng thiên vi dừng chân lại có chút ngoài ý muốn minh phỉ thế mà biết người đến là nàng ân ừ, ngươi thế mà biết là ta khổng thiên vi kéo qua một bên ghế đẩu ngồi xuống chỉ có ngươi mới có thể đuổi theo tới tìm ta có chút ta có phải thật vậy hay không so cao ngọc thụ kém cuộc thi lần này so cao ngọc thụ kém, đối với Minh Phỉ tới nói, thật là một lần đã kích rất lớn. Ta không phải an ủi ngươi, ngươi không kém bất kỳ ai, ngươi lần này chỉ là bởi vì quên trở về kiểm tra ngươi lại không có bỏ sót đề mục. Ngươi quá sơ ý, hai đạo đề đều không có viết, nhưng là ta cam đoan, kia hai đạo đề ngươi đều biết viết như thế nào. Nếu như ngươi viết, vậy ngươi nhất định cùng cao ngọc thụ tương xứng. Khổng Thiên Vi nói chuyện kỳ thật vẫn luôn rất thực sự, không nói quá khoa trương cũng sẽ không tùy ý dèm pha bất luận kẻ nào. Khi có chút, vì cái gì ngươi tương đối để ý hắn? Ta cùng ngươi trở thành bạn bè đã nhiều năm như vậy, vì cái gì ta luôn luôn cảm thấy, ngươi bằng hữu tốt nhất không phải ta. Đây là minh phỉ thứ hai xoắn suýt vấn đề. Phỉ phỉ. Vấn đề này, ta không biết trả lời thế nào ngươi. Ngươi không cần thiết cùng cao ngọc thụ tương đối. Đối với ta mà nói, các ngươi là không giống tồn tại không có cách nào tiến hành tương đối ai quan trọng hơn một chút khổng thiên vi không rõ bọn hắn vì cái gì tổng là để ý ai mới là cái này trọng yếu có trọng yếu như vậy sao nhưng là ngươi đúng là ta trọng yếu nhất bạn bè bởi vì ta cũng không biết như thế nào định nghĩa cao ngọc thụ trong lòng ta thân phận là muốn coi cao ngọc thụ là làm bạn bè đồng bạn đồng loại vẫn là càng sâu tầng quan hệ Khổng Thiên Vi không biết. Vậy ngươi vừa rồi không tức giận sao? Hắn thế mà dạng này trêu cực chúng ta. Minh Phỉ dùng càng quể oải giọng điệu hỏi. Ngay từ đầu là có chút tức giận. Nhưng nhìn đến thành tích của hắn xác thực rất tốt, liền không có tức giận như vậy. Phỉ Phỉ, ngươi vì ta xuất khí, ta rất vui vẻ, ngươi không có sai, cao ngọc thụ sai cũng không phải rất nghiêm trọng, cho nên chúng ta có thể được chăng hay chớ khổng thiên vi tâm bình khí hòa khuyên cho nên nếu như ta dùng phương pháp giống nhau trêu cực ngươi ngươi cũng không sẽ đặc biệt sinh khí đúng không khổng thiên vi cũng không có cách nào tại sao có thể có loại vấn đề này đúng bởi vì đây đều là không quan trọng gì vấn đề đối ngươi hôm nay có hay không đem thành tích của ngươi nói cho mụ mụ ngươi khổng thiên vi đổi chủ đề không nghĩ lại tiếp tục cái đề tài này tiếp tục trò chuyện xuống dưới còn không biết minh phỉ sẽ kéo tới cái gì phía trên. Còn không có, mẹ ta sẽ sẽ không cảm thấy ta thi vẫn là rất kém cỏi chút đấy. Minh phỉ phiền muộn nói, kia cái gì nha, có chút, mẹ ta gần nhất luôn luôn nói với ta, nàng cũng không biết ta đang suy nghĩ gì, nàng nói ta rõ ràng có tốt như vậy dương cầm thiên phú, cũng từ nhỏ như vậy liền bắt đầu học dương cầm, vì cái gì đến bây giờ liền muốn từ bỏ. Khổng thiên vi trầm mặt không nói, nàng cũng không biết có thế phát biểu cái gì cái nhìn nếu như nàng khi còn bé bị đo ra chân thực trí thông minh cuối cùng cũng sẽ đi đến minh phỉ một bước này có lẽ sẽ so hiện tại nghiêm trọng hơn dù sao cha mẹ của nàng không phải dễ dàng như vậy thay đổi ý nghĩ tính cách càng hoặc là nàng có lẽ liền học tập dương cầm cơ hội cũng sẽ không có bởi vì từng có thất bại một thế khổng thiên vi cảm thấy nàng có lẽ vẫn có như vậy điểm quyền lên tiếng chí ít không thể để cho minh phỉ tiếc nuối cũng không thể để minh phỉ lựa chọn một con đường về sau cảm thấy hối hận nàng nói ta căn bản cũng không có học tập văn hóa tri thức thiên phú tay của ta đầu óc của ta trời sinh chính là vì dương cầm mà sinh không rõ ta tại sao muốn đi làm nhất không thích hợp ta sự tình minh phỉ nói nói trong thanh âm có chút nghẹn ngào khổng thiên vi buồn vô cớ không biết minh phỉ trong bóng tối lại cùng minh a di trao đổi thứ gì gánh chịu như thế nào áp lực Ta khoảng thời gian này đi theo có chút bên người học bổ túc, rất chân thành muốn làm tốt ta một mực chuyện muốn làm, rốt cục không cần ở làm bài tập thời điểm bị kêu lên luyện đàn, cũng không cần lại cả ngày nghĩ đến luyện thế nào tập dương cầm mà không để ý đến làm việc. Minh Phỉ gỡ xuống kính râm trà sát một chút con mắt. Ta cũng cảm thấy ép buộc mình đi làm căn bản cũng không am hiểu sự tình rất khó, thế nhưng là ta cảm thấy rất vui vẻ. Tiếp xúc đến một đạo mới đề mục giải đáp đề một bên trong cho ra mừng rỡ từng bước một đạt được cuối cùng đáp án loại này cảm giác thông thoáng sáng sủa là đánh đàn dương cầm không có khả năng mang đến cảm thụ ta thật sự rất chán ghét rất chán ghét đánh đàn ta khi còn bé bị buộc lấy đánh đàn đạn đến khóc ta thậm chí muốn đem dương cầm đập bể dạng này nàng có phải là liền không thể lại buộc ta đánh đàn cái này một đoạn lớn lời nói lộ ra minh phỉ giống như có chút nói năng lộn xộn Kỳ thật khổng thiên vi cũng nghe không hiểu minh phỉ trọng điểm là cái gì, nhưng là nàng cảm đồng thân thụ. Kiếp trước, nàng cũng từng nghĩ tới, viết viết tới tay chân lạnh buốt, viết đến đầu nở, nàng sẽ sinh sôi một chút âm u ý nghĩ, đem những này bài tập đều một mồi lửa đốt, đem những này bài tập ném đi ra bên ngoài trong thùng rác đi, ném cho những cái kia nghịch ngợm thích cắn nát đồ vật chó lang thang. Nàng có phải là liền có thể không cần làm tiếp đề? Nhưng là không thể nào, nàng hủy đi một bộ đề, bọn hắn liền có thể cho nàng đền bù 10 bộ, nàng hủy đi 10 bộ, bọn hắn có thể bổ sung 100 bộ. Nhưng là không thể nào, ta coi như đem dương cầm đập bể, đem khúc phổ xé nát, mẹ ta sẽ tiêu nhiều tiền hơn mua một đài quý hơn dương cầm, sẽ để cho lão sư cho ta ấn chế càng nhiều khúc phổ. Sau đó nàng sẽ đem những này tiền đều ghi tạc trương mục, nói cho ta, ta về sau phải bồi thường bao nhiêu tiền. Ta chỉ có hảo hảo học dương cầm mới có thể đem như thế một số tiền lớn trả lại. Khổng thiên vi đưa tay vỗ vỗ minh phỉ bả vai. Nàng không cách nào đem chuyện của kiếp trước nói cho minh phỉ, nhưng là nàng có thể lý giải minh phỉ cảm thụ, biết nói sao dạng mới là tốt nhất an ủi biện pháp. Thẳng đến ta gặp ngươi, có chút, ngươi cùng khổng A Di thật là ta cứu tinh, mụ mụ ngươi cùng mẹ ta tán gẫu qua về sau, mẹ ta có rất lớn thay đổi, cũng làm ra rất lớn nhượng bộ, mẹ ta nói qua nếu như ta nhỏ thăng sơ trong cuộc thi có thế cầm tới song khoa mát điểm như vậy nàng liền rốt cuộc không bức ta tiếp tục học dương cầm minh phỉ cùng minh a di -Gi ở giữa những này ước định khổng thiên vi cho tới bây giờ không có nghe minh phỉ nói qua minh phỉ vẫn luôn rất lạc quan dáng vẻ đã thật lâu không có ở trước mặt nàng biểu hiện ra uể oải cũng thật lâu không có sụp đổ qua Khổng Thiên Vi ban đầu còn có chút kinh ngạc Minh Phỉ sẽ ở Cao Ngọc Thụ một cái vấn đề nhỏ bên trên chuyện bé xé ra to, bây giờ suy nghĩ một chút, giống như trong đó có một chút vi diệu liên hệ, dẫn đến Minh Phỉ tâm tính sập. Không sai, chính là tâm tính sụp đổ. Tựa như nàng kiếp trước cũng tâm tính sập. Khi là cơ hội giống nhau như đúc ước định, nếu như nàng có thể bảo trì một đoạn thời gian rất dài toàn khoa mát điểm, khi cha mẹ nên làm cho nàng đi học tập một cái nhạc khí đây là giữa các nàng ước định, nhưng là nhất sau mụ mụ bội ước. Nàng mặc kệ cố gắng nữa, coi như thật sự đạt đến yêu cầu, cha mẹ đều không có tính toán thực hiện lời hứa. Bây giờ còn có 10 ngày, ta song khoa còn chưa tới 90 điểm, ta không biết. Ta cảm thấy ta khả năng không làm được. Binh phỉ ô ô khóc lên, ta thật sự thật đáng ghét thật đáng ghét dương cầm, vì cái gì những người kia luôn luôn muốn nói ta có phương diện này thiên phú ta liền nhất định phải làm cái này, vì cái gì bọn hắn luôn luôn nói ta không học Dương Cầm chính là cái gì, vì cái gì ta muốn làm mình thích sự tình chính là đầu óc hỏng rồi, ta căn bản cũng không nghĩ đánh đàn Dương Cầm. Vì cái gì Cao Ngọc thụ đều có thể cầm tới hơn 90 phân, vì cái gì ta chính là kém hắn sức lực, vì cái gì ta sẽ kém hắn, ta nỗ lực cố gắng cũng không cần hắn ít, thật sự thật không cam lòng, không cam tâm, dựa vào cái gì có thể như vậy. Ta thật chẳng lẽ tuyển sai lầm rồi sao? minh phỉ cũng không còn kiềm chế mình khổng thiên vi ôm một chút đầu vai của nàng nàng liền rất thành thật nhích lại gần khổng thiên vi cảm giác được đầu vai của mình đã bị nước mắt thấm ướt nàng lần nữa ở trong lòng hỏi mình đến cùng là coi minh phỉ là làm dạng gì tồn tại nếu quả như thật muốn nói nàng nhưng thật ra là coi minh phỉ là làm tới mình mỗi lần nhìn thấy minh phỉ sụp đổ thúc thích thật giống như nhìn thấy kiếp trước mình ở trước mắt sụp đổ giúp minh phỉ đi ra khốn cảnh giống như là ở cứu rỗi mình kiếp trước. Nói cho cùng, nàng không hy vọng Minh Phỉ đi đến cùng với nàng kiếp trước đồng dạng con đường, một thế đều bị buộc lấy làm mình không thích sự tình, cả một đời đều sống ở u ám bên trong. Muốn nói người sống một thế thật sự hoàn toàn không đi làm mình chán ghét sự tình là không thể nào, nhưng kia cũng là sinh hoạt bức bách, không thể không làm. Thế nhưng là Minh Phỉ điều kiện gia đình tốt như vậy, không tồn tại sinh hoạt bức bách, kia nên lớn mật theo đuổi thích sự tình. Minh phỉ, ngươi nhớ kỹ lúc mới bắt đầu nhất, lương lão sư là nói như thế nào ta sao? Khổng thiên vi nhẹ nhàng giúp Minh phỉ vuốt tốt tóc, nàng nói ngón tay của ta khoảng cách không đủ, sao bình thường đứa bé ngắn, ở dương cầm trên con đường này đi không xa. Khi đó ta cũng rất khó chịu, giấc mộng của ta vừa mới bắt đầu liền muốn kết thúc rồi à. Gặp được khó khăn tiến tới hoài nghi lựa chọn của mình, đây đều là rất bình thường trong lòng. Khổng Thiên Vi cũng không phải lần một lần hai dạng này hoài nghi mình, nhưng là mỗi lần đều kiên trì nổi. Hiện tại có thể là Minh Phỉ lần thứ nhất gặp được vấn đề như vậy a. À. Minh Phỉ không biết những chuyện này, mờ mịt lắc đầu, ta không biết lương lão sư từng nói như vậy ngươi. Nhưng là lương lão sư thật là cái xấu lão sư. Ta nghe được nàng cùng mụ mụ ngươi nói như vậy, bởi vì Phỉ Phỉ học Dương Cầm Thiên Phú thật sự rất tốt, nếu như ngươi chuyên tâm học xuống dưới nhất định sẽ trở thành dương cầm đại sư. Khổng thiên vi thở dài nói, kỳ thật ta trước kia sẽ ghen ghét ngươi, vì cái gì tạo hóa trêu ngươi, ta thích dương cầm, ta lại không có quá nhiều phương diện này thiên phú, mà ngươi không thích dương cầm, ngươi lại vô cùng có thiên phú. Minh phỉ trừng to mắt, đều không lo nổi thúc thiết kia. Vậy ta trước kia cũng ghen ghét qua có chút, bởi vì có chút rõ ràng liền không tốn bao nhiêu thời gian tại học tập phía trên, mỗi lần khảo thí còn như thế tốt, ta vụng trộn đem luyện đàn thời gian tiêu vào làm bài tập phía trên vẫn là thi không có có chút tốt mà lại có chút một mực diêu diêu dẫn trước cho tới bây giờ ta còn cần có chút giúp ta học bổ túc trọng yếu nhất chính là có chút dương cầm cũng một mực tại tiến bộ ta còn cần có chút học bổ túc văn hóa khóa nhưng hơi hơi lại không cần ta lại chỉ đạo ngươi đánh đàn liền ngay cả chương lão sư cũng là nhìn chúng có chút mà không có nhìn chúng ta bất quá cũng còn tốt không có chọn chúng ta, bằng không thì mẹ ta nhất định sẽ bội ước. Minh Phỉ giọng điều này cũng không biết là may mắn vẫn là ở đỏ mắt. Khổng Thiên Vi coi như làm nàng là ở may mắn đi. Có đôi khi ta sẽ nghĩ, có chút, ngươi sẽ không phải là trong truyền thuyết thần đồng A. Khổng Thiên Vi nụ cười cứng lại rồi, thần đồng. Bại lộ quá nhiều, liền ngay cả Minh Phỉ cũng chú ý tới sao. Mở. Đùa giỡn rồi chân chính thần đồng lợi hại hơn nhiều so với ta ta tính là gì a à? khổng thiên vi cười xấu hổ cười lập tức đem thoại đề tách ra trở về phỉ phỉ ngươi là hoài nghi mình sao ngươi có phải hay không là cảm thấy nếu như là học dương cầm ngươi liền không cần khổ cực như vậy nỗ lực nhiều như vậy kết quả khả năng còn không tốt minh phỉ một bộ bị nói trúng rồi tâm sự dáng vẻ gục đầu xuống nhẹ nhàng tân một tiếng vậy ta cùng ngươi là giống nhau ta rất nhiều lần đều sẽ nghĩ nếu như ta đem ý nghĩ thả tại học tập văn hóa tri thức phía trên ta có phải là cũng không cần nỗ lực nhiều như vậy cố gắng kết quả có thế có thể vẫn là đạn không tốt một thủ khúc ta sẽ nghĩ vì cái gì thiên phú của ta không ở ta thích sự tình phía trên nếu như ta đối với ta thích sự tình cũng rất có thiên phú vậy nên nhiều ít khổng thiên vi những lời này quả thực nói đến minh vĩ tâm khảm bên trên minh phỉ không ngừng gật đầu nói đúng 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 chính là cảm giác này quả thực rất giống khi có chút ngươi mỗi lần đều là kiên trì như vậy xuống tới ta thật có thể kiên trì sao mỗi lần hoài nghi mình thời điểm ta liền sẽ ngẫm lại ta một đường đi đến bây giờ hy sinh cha ta vì để cho ta an tâm học dương cầm đi nơi khác làm việc cùng ta cùng mụ mụ ngăn cách lưỡng địa mẹ ta vì ủng hộ ta cùng cha ta cãi nhau nhiều lắm khi sinh quá nhiều mới đi đến một bước này, ta sao có thể dừng lại? Ta chỉ có thể đi lên phía trước, đi đến cuối cùng. Quang Minh đang ở trước mắt. Thế nhưng là ta giống như không có trải qua những thứ này. Minh Phỉ ngượng ngùng nói, ta chỉ là thật sự rất chán ghét Dương Cầm, ta chỉ muốn thanh thản ổn định học tập, làm bài tập, luyện tập viết chữ, những này đều so Dương Cầm thú vị nhiều. Cho nên a, à, Minh Phỉ ngươi một định có thể làm được. Ta cũng sẽ cố gắng gấp bội giúp ngươi học bổ túc, xong khoa mát điểm đúng không? Minh Phỉ, ngươi yên tâm, ta sẽ để ngươi đạt tới cái mục tiêu này. Khổng Thiên Vi đấu trí cũng bốc cháy lên. Minh Phỉ cảm động trong hốc mắt xuất hiện lần nữa nước mắt, bỗng nhiên ôm lấy Khổng Thiên Vi eo, mặt liền chôn ở Khổng Thiên Vi bằng phẳng trước ngực, ủi một chút. Quá tốt rồi. Có chút ta không mê mang, lựa chọn của ta khẳng định không sai ta còn muốn để mẹ ta lau mắt mà nhìn ai nói ta không đi dương cầm con đường này liền sẽ ngõm củ tỏi ta sớm muộn sẽ trở thành một thế giới nghe tiếng nhà khoa học minh phỉ cũng lần nữa khôi phục đấu chí hướng một phương hướng nào đó thè lưỡi bưng lấy khay dự định tới xin lỗi cao ngọc thụ nhìn thấy trước mắt một màn này rất không ngã trực tiếp đem đồ uống tạc đến minh phỉ trên mặt dựa vào cái gì a à, hắn đều không có dạng này ôm qua có chút đâu buồn bực về buồn bực, ấp ấp ôm một cái tính bộ dáng gì. Minh phỉ tuyệt đối là cố ý, thật sự là gian trá. Hèn hạ. Vô sĩ. Không muốn mặt. Không được, hắn không thể thua cho Minh phỉ. Cao Ngọc thụ sụ mặt, tiến lên, phanh, một chút trùng điệp đem khay đặt lên bàn, tiếp lấy tiếng lên giật ra Minh phỉ, đem người trực tiếp, bịch, một tiếng ném trong hồ bơi. Minh phỉ một cái không có chú ý liền bị ném trong bể bơi, sang một cái nước nổi lên thật vất vả bơi tới bên bờ thấy rõ trên bờ tràn cảnh khí càng thêm khí trực tiếp tức thành cá nóc hắn hắn bọn hắn vậy mà tại hôn tức thành cá nóc minh phỉ lập tức một cái chó bò thức thế bơi bơi lên bờ khí thế hung hăng đi tới mới đi vài bước mới phát hiện cao ngọc thụ chỉ là giống nàng vừa rồi như thế ôm có chút bởi vì cao ngọc thụ lớn lên tương đối cao cho nên góc độ sai chỗ nhìn tựa như là đang hôn nhưng là liền xem như dạng này cũng không thể tha thứ Minh phỉ cũng không có như vậy nguôi giận Mới đi vài bước Lại đột nhiên bị chạm mặt tới một khối khăn tắm trực tiếp bao lại Trước mắt đột nhiên một vùng tăm tối Cao Ngọc Thụ Ngươi đừng với có chút làm loạn Ngươi nếu là dám đối nàng làm loạn Ta liều mạng với ngươi a à a à a à. Minh phỉ một bên kéo khăn tắm một bên ồn ào Tức giận há lại chỉ có từng đó là Minh phỉ một người khổng thiên vi hiện tại cũng hoàn toàn không biết rõ tình trạng cứng ngắc thân thể bị hắn ôm lấy lần nữa khắc sâu nhận thức đến cao ngọc thụ đã không phải là một đứa bé nhưng là lời hắn nói còn giống một đứa bé nàng có thế ôm ta cũng muốn ôm dù sao ngươi không thể bất công khổng thiên vi khóc không ra nước mắt cái này đây không phải ở chơi xấu sao tác giả có lời muốn nói cho nên Tiểu học cao đẳng cây so minh phỉ còn gian trá còn hèn hạ còn vô sĩ còn không biết xấu hổ, đầu chó, có canh hai chương sau bọn hắn liền muốn tách ra gây, vui vẻ thời gian trôi qua thật nhanh ca. Chương 48 Không bỏ xuống được, canh hai. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 48 Không bỏ xuống được, canh hai. Cao Ngọc Thụ chỉ ôm một hồi liền buông lỏng ra, đến cùng là không có dũng khí còn đang khổng thiên vi trước ngực từ từ, hắn cũng là muốn mặc, mà lại minh phỉ liền ở bên cạnh giống một đầu thủ hộ thú, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên cắn hắn một cái, hắn còn không nghĩ bốc lên loại này hiểm. Bất quá khổng thiên vi ngược lại là rất vui vẻ, nàng không cảm thấy đây là bị ăn đậu hũ, dù sao dưới cái nhìn của nàng, tất cả mọi người còn nhỏ, ấp ấp ôm một cái cái gì chỉ cần không quá phận cũng coi như bình thường. Minh Phỉ cùng Cao Ngọc Thụ đều khôi phục bình thường, đã nói lên hai cái đứa trẻ khúc mắt đều buông xuống, lại có thể khôi phục tinh thần học tập cho giỏi. Trong đêm ăn cơm chiều trước đó, Minh Phỉ cùng Cao Ngọc Thụ đều phân biệt cùng cha mẹ của bọn hắn báo cáo học tập tình huống. Vô Cẩm cùng Cao Ngọc Sơn đã đối với Cao Ngọc Thụ thành tích đặc biệt hài lòng, không ngừng khen con trai thật tuyệt con trai thật lợi hại. Mà Minh Phỉ bên này, lãnh mộng an biết nữ nhi thành tích về sau, cũng có chút kinh ngạc nữ nhi thành tích tiến bộ, mặc dù khoảng cách song khoa mát điểm còn có chút xa, nàng cũng không có quá nhiều đã kích nữ nhi trong lời nói như cũ có thuyết phục nữ nhi chuyên tâm học dương cầm ý tứ minh phỉ trải qua cùng khổng thiên vi nói chuyện đã kiên định nội tâm lựa chọn lớn mật nói cho lãnh mộng an nàng giấc mộng chân chính nghĩ là lúc sau muốn trở thành một nữ nhà khoa học ở giới khoa học làm ra cống hiến tạo phúc nhân loại khổng thiên vi thì thừa dịp lúc này luyện đàn cha mẹ bên kia thủ tục phiền toái nhất chính là hộ chiếu học sinh hộ chiếu cũng là không tính khó nhưng là xử lý thời gian tương đối chậm, còn cần đi thêm mấy chuyến. Nàng khả năng cần muốn về nhà một chuyến, phải đợi đến cao ngọc thụ bên này nhỏ thăng sơ khảo thử kết thúc về sau. Còn có 10 ngày thời gian học tập, khổng thiên vi ở này 10 ngày bên trong liền đàn đều không luyện, mỗi ngày mở mắt chính là đốc xúc cao ngọc thụ cùng minh phỉ sáng sớm đọc chạy bộ sáng sớm. Ô cẩm cùng cao ngọc sơn chưa từng thấy qua tràn diện này, mỗi ngày tỉnh lại đều là mới cảm động, giống như có thế nhìn thấy con trai tiền đồ một lần nữa dấy lên từng chiếc từng chiếc đèn sáng con trai sẽ không trưởng thành trở thành một xã hội bại hoại ngược lại sẽ biến thành một cái xã hội trụ cột hai vợ chồng đều phi thường vui mừng đồng thời cũng phi thường cảm kích khổng thiên vi rầu rĩ đợi đến học bổ túc kết thúc về sau muốn cho khổng thiên vi đưa điểm lễ vật gì đương nhiên bọn hắn cũng chú ý tới một cái rất rõ ràng vấn đề đó chính là vì cái gì khổng thiên vi như thế tài giỏi đồng thời chiếu cố học tập cùng đánh đàn, lại còn có thế ở bảo trì trình độ cơ sở bên trên cho người đồng lứa học bổ túc. Kỳ quái chỗ ngay ở chỗ này, Khổng Thiên Vi hiện tại là ở cho người đồng lứa học bổ túc, mà không phải làm là một người đại tỷ tỷ cho niên kỹ so với mình tiểu nhân người học bổ túc, nàng là làm sao làm được. Ô Cẩm trong lòng vẫn cảm thấy hiếu kỳ, bất quá ngược lại là không có lấy vấn đề này đi cùng kỹ y bạch thảo luận. Bận rộn thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua, cuối cùng đã tới nhỏ hơn thăng sơ khảo thử đêm trước. Minh Phỉ cùng Khổng Thiên Vi vẫn là phải về đi thi, cho nên Kỷ Y Bạch ở tối hôm đó tới đón hai cái đứa trẻ về nhà, lãnh mộng an có chuyện đi không được, nắm Kỷ Y Bạch hỗ trợ tiếp người. Ô cẩm lại làm một bàn mãn hán toàn tịch, cái gì heo sữa quay tôm hùng cua nước sơn trân hải vị cái gì cần có đều có, đủ để nhìn ra ô cẩm đối với Khổng Thiên Vi coi trọng cùng cảm kích. Ô cẩm hận không thể để khổng thiên vi ở đây một mực ở lại đi. Khổng thiên vi ở đây giúp con trai học bổ túc trong khoảng thời gian này. Cao Ngọc Thụ ngoan quả thực tựa như biến thành một người khác. Sẽ không lại cố ý đem phòng ở làm loạn thất bát tao. Cũng sẽ không cầm thuốc màu khắp nơi phun đem trong nhà làm đến khắp nơi đều là đủ mọi màu sắc. Ở khổng thiên vi trước mặt, Cao Ngọc Thụ cũng sẽ không lại kén ăn. Chỉ cần khổng thiên vi ở đây, hắn có thế một mặt kháng cự mà đem hắn ghét nhất cà rốt nuốt vào hắn thậm chí còn từ bỏ ban đêm không ngủ được, sớm không tham nổi giường, đi nhà xí không thích xả nước vân vân thói quen xấu. Ô Cẩm chú ý tới, kỳ thật khổng thiên vi tiểu thiên sứ căn bản cũng không có đặc biệt đi quy phạm hành vi của hắn, khổng thiên vi chỉ là rất chân thành qua tốt mỗi một ngày, mỗi ngày sáng sớm mỗi ngày đều đi vận động, không ngủ trễ không tệ giường, nghiêm túc đánh răng rửa mặt, một cách tự nhiên liền kéo theo cao ngọc thụ đi làm chuẩn tắc. Thông qua đủ loại quan sát, ô cẩm liền ra kết luận nguyên lai chỉ cần là khổng thiên vi ở kéo theo vậy hắn nhà nhi tử ngốc liền sẽ một cách tự nhiên đi học tập trọng điểm là người này nhất định phải là khổng thiên vi vừa nghĩ tới khổng thiên vi tiểu bằng hữu đêm nay liền trở về ô cẩm đã cảm thấy phiền muộn con trai ban đêm có thể hay không làm ầm ĩ vô cùng khuyên như thế nào cũng không nguyện ý đi ngủ mà lại khổng thiên vi tiểu bằng hữu về sau đều không ở nơi này bên cạnh giám sát hắn vậy hắn lên cấp 2 về sau có thể hay không thành tích lại đến rơi xuống. Nghe Khổng Thiên Vi Tiểu Bằng Hữu nói cao ngọc thụ thành tích học tập không tốt đều là bị bạn học chung quanh ảnh hưởng, khi lên cấp 2 về sau có thể hay không cũng bị ảnh hưởng. Đây đều là vấn đề. Một bữa ăn tối thịnh soạn sau khi kết thúc, Khổng Thiên Vi cùng Minh Phỉ đều đi thu thập hành lý của mình, lại lần nữa trong đại sảnh tập hợp. Cao ngọc thụ tắm rửa xuống tới, lọn tóc còn đang tích thủy, xuất thần mà nhìn chầm chầm vào khổng thiên vi rương hành lý. Kỷ y bạch một bên tay nắm cả một người nữ sinh, hướng ô cẩm bọn người tạm biệt, một tháng này đến nay, có chút cùng phỉ phỉ ở đây làm phiền các ngươi, phi thường cảm giác cảm ơn chiếu cố của các ngươi. Ô cẩm vội vàng nói, không không không, y bạch ngươi quá khách khí. Là nhà ngươi có chút chiếu cố nhà ta nhi tử ngốc mới là. Ai, nhà ngươi có chút thật là một cái hảo hài tử, cùng ngươi nhà có chút so ra, con trai nhà ta chính là một mực bác hầu mà. Có chút gọi điện thoại cho ta thời điểm nâng lên, nhà ngươi cây nhỏ kỳ thật đầu óc rất linh quang, chính là không có đem ý nghĩ thả tại học tập bên trên, nếu như nghiêm túc học, thành tích nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Kỷ y bạch sớm liền để xuống đối với cao ngọc thụ thành kiến, bây giờ nói chuyện cũng rất khách quan. Ai, ngươi cũng đừng khen hắn, lại khen hắn, hắn cái đuôi đều nhanh vĩnh lên trời. Cái này đâu, là ta cho có chút chuẩn bị tiền thù lao ô cẩm từ hồ quản gia trong tay tiếp nhận một cái rất dày hồng bao không khó coi ra bên trong trang là vật gì khổng thiên vi có chút im lặng nếu quả như thật muốn cho tiền thù lao liền không thể cho một tờ chi phiếu cái gì sao trực tiếp làm một cái lớn như vậy hồng bao đem tiền cứng rắn nhét vào là tính toán gì a à? ô cẩm liên tục từ chối nói không cần không cần chúng ta thiên vi cùng cây nhỏ học bổ túc lại không phải là vì những này liền coi như các ngươi không muốn chúng ta nên có cấp bậc lễ nghĩa cũng là muốn có cầm đi một cái đại hồng bao mà thôi đáng là gì đâu ô cẩm không nói hai lời đem thật đại hồng bao đưa qua tới kỷ y bạch bị miễn cưỡng nhét vào như thế một cái đại hồng bao thật sự là ném ra không phải ôm lấy cũng không phải lúng túng sững sờ tại nguyên chỗ ta về sau còn dự định a à, đem trong nhà bộ kia dương cầm đưa cho thiên vi tiểu thiên sứ dù sao con trai nhà ta chính là nháo muốn học kết quả cũng không có gì nghị lực kiên trì nổi thật sự là lãng phí ô cẩm thỏa mãn nhìn xem kỹ y bạch rồi nói tiếp mẹ ngươi lại loạn nói cái gì cao ngọc thụ không nín được lên tiếng nói ta không có nói linh tinh gì vậy a à, ngươi đi tham gia cái kia hải tuyển về sau trở về không phải liền nháo muốn học dương cầm sao nhao nhao muốn dương cầm, ta cùng ngươi cha là náo bất quá ngươi, liền mua cho ngươi, mấy trăm ngàn dương cầm, ngươi liền cũng không đụng tới qua. Ô cẩm so cao ngọc thụ càng thêm bất mãn. Vốn là nghĩ đến con trai cũng muốn học dương cầm, mặc dù niên kỷ đã lớn, nhưng là chỉ cần có tâm học, khi niên kỷ không là vấn đề. Kết quả con trai căn bản chính là một phần chuông nhiệt độ, dương cầm đều lấy lòng, cuối cùng cũng không có tâm tư gì học, dương cầm liền gác lại lấy thua thiệt nàng còn đang ảo tưởng nhà nàng con trai cũng muốn biến thân dương cầm tiểu vương tử. Hai mẹ con cứ như vậy đối với phung đi lên, tràn cảnh vẫn là cùng khi còn bé không sai biệt lắm, khổng thiên vi kịp phản ứng, nếu như nói là hải tuyển về sau, hắn nháo muốn học dương cầm, có thể là bởi vì nhận lấy ảnh hưởng của nàng. Nhưng nàng hẳn không có đề cập qua tay của hắn rất thích hợp học dương cầm A, thật nghĩ mãi mà không rõ hắn đang suy nghĩ gì. Tốt. Chớ ồn ào ở trước mặt người khác mất thể diện. Có chút thiên sứ đều muốn về nhà, ngươi còn ở nơi này náo, mau lại đây mỉm cười nói đừng. Ô Cẩm không nói hai lời đem cao ngọc thụ đẩy lên khổng thiên vi trước mặt, lực đạo không có khống chế tốt, đẩy quá gần rồi, hai người kém chút va vào nhau. Mỉm cười nói đừng cái gì. Cao ngọc thụ căn bản là làm không được. Hắn trầm mặt nhìn chầm chầm khổng thiên vi nhìn một hồi, sau đó khàn giọng nói, ngươi bây giờ cũng có điện thoại di động, ta thêm bạn quy quy, ngươi về sau đừng lại bởi vì luyện đàn luyện đến quên ghi thời gian, lại quên về tin tức của ta, quên tiếp điện thoại của ta. Ân. Ừ. Khổng Thiên Vi quyết định lần này sẽ không lại để hắn thất vọng, mà lại nàng cũng không yên lòng Cao Ngọc Thụ lên cấp 2 về sau tình huống. Từ tiểu học đến cấp 2, lại từ cấp 2 đến cao trung, cao trung lại đến đại học, mỗi nhảy cấp 1 chính là bước vào phức tạp hơn một chút vòng tròn, Hắn chỗ tiểu học đều có thể có tâm cơ rất sâu bạn học, lên cấp 2 chỉ sợ có thể sẽ có càng nhiều. Nàng cũng không hy vọng Cao Ngọc Thụ sẽ cùng những tên lưu manh kia lưu manh nhập bọn với nhau, bị triệt để làm hư. Một thế này cùng tiền thế không giống, phản ứng dây chuyền đã cải biến quá nhiều, ở Cao Ngọc Thụ chân chính độc lập trước đó, nàng đều không bỏ xuống được hắn. Ngươi chờ xem, ta coi như không có ngươi ở bên người, ta cũng sẽ cố gắng học tập đừng tưởng rằng thành tích của ngươi có thế một mực so với ta tốt, ta một ngày nào đó sẽ đuổi kịp ngươi. Cao Ngọc Thụ trong thanh âm tự hồ mang tới nhẹ ngào, lại ngoan cường mà làm lấy cam đoan. Khổng Thiên Vi cảm thấy hắn cái này không phải là đang nói cho nàng nghe, mà là tại nói cho chính hắn nghe, mà lại nàng cũng không hiểu hắn tại sao muốn đuổi kịp nàng. Nàng vui mừng ngắt một chút tay của hắn, vậy ta liền rửa mắt mà đợi rồi còn có ngươi, cái kia họ minh tên phỉ, Ta ở vượt qua Hy Lạp nữ thần trước đó, ta trước vượt qua ngươi." Cao Ngọc thụ lại chỉ vào Minh Phỉ, bọn hắn hiện tại hẳn là không sai biệt lắm là bất phân thắng bại, phân không ra thắng bại. Khổng Thiên Vi ở trong lòng nghĩ, hắn lúc nào lại cho nàng tăng thêm mới thiết lập. Bất quá Hy Lạp nữ thần cái gì, giống như so nhạc sĩ ải nhân kỵ sĩ loại hình tốt hơn nhiều lắm. Minh Phỉ làm cái mặt quỷ, chờ coi. Nhìn xem ai lợi hại hơn ngươi đi đi ngươi trở về thời điểm nhất định muốn nói cho ta biết ta sẽ đi đón ngươi cao ngọc thụ nhẹ nhàng buông ra khổng thiên vi tay hù người xoay người sang chỗ khác ý tứ tựa như là không muốn xem lấy nàng đi xa khổng thiên vi cũng không trả lời lôi kéo trương hành lý nhìn thấy mụ mụ từ ô cẩm a di nơi nào nhận được một đại túi đồ vật mụ mụ ôm những vật này biểu lộ nhìn có chút sinh không thể luyến một mực ra căn biệt thự này khổng thiên vi còn đang từ cửa sổ xe hộ trở về nhìn nhìn xem cao ngọc thụ nhà càng ngày càng xa cuối cùng biến thành một cái điểm sáng cuối cùng cái điểm sáng này biến mất ở trong màn đêm khổng thiên vi đối với mỗi lần phân biệt đều không có cảm thấy đặc biệt khổ sở sinh ly tử biệt là nhân chi thường tình mà lại về sau chính là nghỉ hè bọn hắn lần sau gặp mặt cũng không cần chờ thật lâu nhưng sau khi về đến nhà chương nhạc âm lão sư bên kia một cái thông báo đánh tan tất cả kế hoạch thủ tục xuất ngoại có thể ở trong một tuần làm xong, về sau khổng thiên vi muốn đệ trình nhập học sinh thư đề cử vân vân, về sau tham gia phỏng vấn, cầm tới trúng tuyển tư cách về sau, khổng thiên vi muốn ngay sau đó đi tham gia Lydia học viện âm nhạc tổ chức âm nhạc trại hè. Nói cách khác làm xong cao ngọc thủ bên kia học bổ túc về sau, khổng thiên vi mình việc học cũng bắt đầu công việc lưu bù lên. Có chút thủ tục cần bản nhân ra mặt, Khổng Thiên Vi khoảng thời gian này cũng một mực đi theo mụ mụ chạy tới chạy lui, đợi đến rốt cục an định lại về sau, đã có thể xác định ngày thứ hai liền muốn thừa đi máy bay xuất ngoại. Mà Minh Phỉ cùng Cao Ngọc Thụ thành tích cuộc thi cũng rốt cục xuống tới, về sau chính là xem bọn hắn lên cái gì trường học. Đầu tiên cho Khổng Thiên Vi gọi điện thoại chính là Minh Phỉ, tiếp vào điện thoại thời điểm, Khổng Thiên Vi trong nhà thu thập hành lý. Có chút, ngươi nhất định đoán không được ta cầm nhiều ít phân minh phỉ âm thanh kích động đều nhanh xuyên phá khổng thiên vi mà nghĩ. khổng thiên vi không thể không đưa di động cầm xa một chút thì thế nào kết quả đã ra tới sao đương nhiên ngươi đoán một chút mà ta cảm thấy hẳn là đạt tới mục tiêu của ngươi a à, khổng thiên vi cũng không dám xác định trả lời chính xác ta đạt tới mục tiêu ta thật sự làm được có chút đều là ngươi công lao quá tuyệt mẹ ta đều kinh hãi ta đường huynh cũng chấn kinh rồi ha 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 nhìn thấy bọn hắn biết ta thành tích thời điểm biểu lộ thật sự quá sướng rồi khổng thiên vi chỉ là nghe minh phỉ giọng điệu đều có thể đoán ra nàng ở điện thoại một chỗ khác là một bộ cái gì phách lối bộ dáng ân vậy liền quá tốt rồi có chút chúc mừng ngươi khổng thiên vi từ đáy lòng địa đạo minh phỉ rất nhanh liền nghĩ đến cao ngọc thụ liền vội hỏi cái kia cao ngọc thụ đâu hắn có hay không gọi điện thoại cho ngươi thành tích của hắn thế nào ha 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 tuyệt đối không thể có thế có ta tốt minh phỉ đã bắt đầu bành trướng hắn còn không có gọi điện thoại cho ta ta cũng không rõ ràng đâu ta bây giờ tại thu thập hành lý ngày mai sẽ phải đi máy bay xuất ngoại Khổng Thiên Vi thở dài nói, đêm nay trong nhà còn sẽ tới mấy cái thân thích thăm người thân, đoán chừng suốt ngoại đêm trước không thể sống yên ổn. Khổng Thiên Vi ghét nhất một chút ý đồ đến bất thiện thân thích. A, à, ta đều đã quên cái này ra nhi. Trời ạ, à, làm sao bây giờ? Mẹ ta sáng mai muốn mang ta đi du lịch, ta không thể đi đưa ngươi. Minh Phỉ hét thảm lên. Không sao, cũng không phải về sau cũng không thể gặp mặt mụ mụ ngươi lần này hẳn là cũng rất vui vẻ a à. đúng a à, mẹ ta nhìn thấy người liền nói ta thi mát điểm ha ha nàng nói nàng sẽ không lại ngăn cản ta làm chuyện ta muốn làm biết được minh a di cũng mãn ý khổng thiên vi an tâm lại cùng minh phỉ đông kéo tay giật một hồi mới cúp điện thoại khổng thiên vi tiếp tục thu dọn đồ đạc có nhiều thứ không biết muốn hay không dẫn đi tay của nàng bỗng nhiên ở trước kệ sách cao ngọc thụ khi còn bé đưa đồ đạc của nàng cũng còn tốt tốt bày trong nhà. Dẫn đi đi. Nếu như lần nữa gặp được khó khăn, cảm thấy uể oải thời điểm, liền lấy ra đến xem thử. Chính thời điểm do dự, điện thoại vang lên lần nữa. Khổng Thiên Vi đem xếp vào hạt giấy cái bình bỏ vào trong trương hành lý, cầm điện thoại di động lên nghe điện thoại, quy. Ha 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 ta nhạc sĩ nha. Biết ta là người phương nào sao? Khổng Thiên Vi. Nói tiếng người ngươi làm sao làm sao không phối hợp ta. Ngươi khi còn bé rõ ràng rất phối hợp ta. Cao Ngọc Thụ ồn ào gọi, được rồi, ta điện thoại cho ngươi đâu, nhưng thật ra là bởi vì ta có một cái tin tức vô cùng tốt. Ngươi thi xong khoa mát điểm. Khổng thiên vi ngữ điệu đều đều, đều giúp hắn công bố đáp án. Qua. Wow. Làm sao ngươi biết? Ngươi có phải hay không là cũng đối với ta tràn ngập tự tin. Bởi vì ngươi cái này phách lối thái độ, trừ chuyện này ta không biết còn có chuyện gì có thể để ngươi dạng này khổng thiên vi thở dài nói ngươi có phải hay không là còn muốn hỏi một chút minh phỉ thành tích đúng ngươi thật sự là quá hiểu ta nhạc sĩ ngươi quả thực chính là tri kỷ của ta minh phỉ cũng thi xong khoa mát điểm nha khổng thiên vi có chút ác thú vị nói nàng vừa rồi mới gọi điện thoại cho ta không phải đâu nàng làm sao có thể nàng có phải là báo cáo sai quân tình rồi Hừ, ta thế nhưng là hàng thật giá thật để cho ta hiện tại cho ngươi chụp ảnh cũng có thể là thật sự chúc mừng ngươi tiểu học cao đẳng cây ngươi cũng làm được cha mẹ ngươi hẳn là rất vui vẻ a à. khổng thiên vi nhớ kỹ cao a di cùng cao thúc thúc tựa như là cao ngọc thụ có thế thi đạt tiêu chuẩn liền đủ hài lòng vui vẻ đặc biệt vui vẻ mẹ ta cũng vui vẻ điên rồi ha ha bất quá cũng có thể hiểu được nha cũng không nhìn một chút con trai của nàng là ai ha 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 ta nếu là có giống ta ưu tú như vậy con trai ta cũng vui vẻ điên cái này tự luyến quỷ có điểm thành tích nhỏ liền bành trướng khổng thiên vi ở trong lòng phỉ bán có thế lại cảm thấy đây là hắn cố gắng được đến bành trướng từng cái cũng tình có thể hiểu nàng còn dự định nói chút gì liền nghe đến mụ mụ tới gõ một cái cửa thiên vi cô cô của ngươi nhóm thay mặt ca cùng biểu đệ biểu muội đến đây, ngươi thu thập xong sao? Thu thập xong liền ra đi. Trở về thăm người thân cô cô, có ba cái, một cái là khổng dương châu thân muội muội, hai cái là khổng dương châu đường tỷ. Mà cùng đi đến một cái biểu ca so khổng thiên vi lớn mấy tháng, biểu đệ biểu muội so khổng thiên vi bàn nhỏ cái, tổng thể tới nói là người đồng lứa. Người đồng lứa ở giữa liền khó tránh khỏi có một phen so sánh, khổng thiên vi vội vàng cùng cao ngọc thụ kết thúc trò chuyện từ trong phòng lúc đi ra vừa vặn liền nghe đến mấy cái cô cô chính tại nói chuyện hỏi đến các đứa bé thành tích năm cô nhìn về phía kỷ y bạch chị dâu còn không có hỏi qua nhà ngươi thiên vi thành tích cuộc thi không có đâu nghe nói nàng học được dương tầm chúng ta cũng thấy được nàng biểu diễn cũng không biết nàng cái này học tập thành tích như thế nào đây khổng thiên vi chú ý tới mụ mụ biểu lộ lập tức kéo căng ở nàng cũng ở trong lòng thầm than, cảnh tượng như thế này quả nhiên mặc kệ lúc nào đều không cách nào tránh khỏi. Đây là nàng kiếp trước chán ghét nhất ghét nhất tràn cảnh, các đại nhân ngoài miệng nói lời khách sáo, thế nhưng là trên thực tế lại trong bóng tối so chiêu. Các đại nhân vì thỏa mãn mình lòng hư vinh, đem con thành tích lấy ra tiến hành so sánh, hài tử nhà mình thành tích tốt trên mặt thật giống như dáng vàng đồng dạng, mình đứa bé thành tích không tốt liền không ngừng quái đứa bé bất tranh khí một thế này nàng đã không phải thần đồng, mụ mụ đối diện với mấy cái này, sẽ đáp lại ra sao đâu. Tác giả có lời muốn nói. Canh hai hoàn thành. Ngủ ngon. Chương 49 Hệ thế giới danh giáo Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 49 Hệ thế giới danh giáo không cần hỏi đều biết, năm cô lần này hỏi chính là nàng nhỏ thăng sơ thành tích cuộc thi, nhưng là thực sự thật đáng tiếc, Nàng căn bản không có tham gia nhỏ thăng sơ khảo thí chỉ là tham gia tốt nghiệp tiểu học khảo thí khổng thiên vi ở mụ mụ đáp lời trước đó từ chỗ ngoặt ra đi tới cùng mỗi cái cô cô đều chào hỏi biểu ca biểu đệ biểu muội cũng nhất nhất cùng với nàng chào hỏi mặc dù khổng thiên vi cũng không quá nhận được ai là ai dù sau một năm nửa năm cũng sẽ không gặp được một hai lần năm cô nhìn thoáng qua khổng thiên vi trên mặt là hư giả nụ cười thiên vi ngươi đến vừa vặn chúng ta vừa vặn cùng mụ mụ ngươi nói về ngươi đâu. Khổng thiên vi ngoài cười nhưng trong không cười trả lời. Năm cô tốt, nói đến cái gì nha? Nàng có thể cảm giác được biểu ca biểu đệ cùng biểu muội nhìn ánh mắt của nàng cùng tiền thế có chỗ khác biệt. Kiếp trước bọn hắn ánh mắt nhìn nàng rất phức tạp, xen lẫn ghen ghét ghen tị đủ loại cảm xúc. Bọn hắn khi nhìn đến thành tích của nàng lúc, có thể sẽ nghĩ dựa vào cái gì nàng có thế có thành tích khá như vậy, nhưng khi bọn hắn thấy được nàng cần làm bài tập về sau, có lẽ còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng là hiện tại, bọn hắn nhìn trong ánh mắt của nàng cũng chỉ có rất thuần túy ghen tị. Khổng Thiên Vi suy đoán có thể là bởi vì một thế này nàng đi không phải kiếp trước con đường, cho nên cùng giữa bọn hắn không tồn tại cạnh tranh cùng so sánh, cũng sẽ không tồn tại sẽ bị bọn hắn ghen ghét đỏ mắt. Mấy ngày nay không phải thành tích ra tới rồi sao? Thiên Vi, ngươi thi thế nào nha? năm cô hỏi tiếp. Kỷ y bạch ẩn nhẫn lấy lửa giận, lên tiếng nói, ngủ muội ngươi cũng đừng hỏi, nàng không có tham gia nhỏ thăng sơ khảo thí. Cái gì? Thế mà không có tham gia. Vì sao lại không tham gia? Không tham gia há không phải là không thể thăng cấp 2 rồi. Lần này nói chuyện chính là nhị cô, cũng chính là khổng dương châu đường tỷ ngữ khí của nàng thế nào nghe xong nhìn tựa như là đang lo lắng khổng thiên vi tiền đồ, thế nhưng là tinh tế nhìn nét mặt của nàng sẽ phát hiện trong mắt của nàng một chút lo lắng đều không có ngược lại giống như là đang cố ý chọn người khác đau đớn đâm đến đâm tới sợ người khác còn chưa đủ đau tam cô cũng phụ họa nói đệ muội ngươi xác định ngươi không có nói sai sao ngươi đây là hồ đồ rồi sao tam đệ tại sao có thể như vậy mặc cho ngươi làm loạn thiên vi tiền đồ nhưng làm sao bây giờ a à, không có đi thi còn có thể đi học cái gì trường học không được nếu không ta để lão công ta bên này tìm xem quan hệ, tốt xấu thất trung còn là có thể bên trên." Khổng Thiên Vi nghe được cái này liền biết các nàng căn bản cũng không phải là thật sự vì nàng lo lắng. Tam cô trong miệng nói tới thất trung căn bản chính là một cái nộp tiền liền có thể bên trên trường học, bên trong học sinh đều là một chút du côn lưu manh, bình thường học sinh tiến vào cái này trường học không phải bị lột ba tầng da không thể. Không thể bên trên cấp 2 học sinh chính là tình nguyện lưu bang cũng không có khả năng đi cái này trường học. Trong lúc nhất thời, mấy cái cô cô đều rất giống rất lo âu nhìn về phía mụ mụ, chờ lấy mụ mụ lại cho ra càng nhiều tin tức, lấy cung cấp các nàng tiếp tục dễ cực. Khổng thiên vi kỳ thật không rõ, vì sao lại có dạng này thân thích, thân thích ở giữa chẳng lẽ không phải hy vọng đối phương càng ngày càng tốt sao? Vì cái gì liền ngay cả thân thích ở giữa cũng sẽ tức ở đây chút minh tranh ám đấu thật so đo quan hệ còn không bằng quê nhà khổng thiên vi cũng biết tốt thân thích cũng là có chỉ là cách khá xa cũng không thường thường thăm nhà thường xuyên tới cửa thăm người thân ngược lại đều là một chút không tốt thân thích kỹ y bạch một bên dọn xong hoa quả một bên đạo không sao nàng đã có trường học khác tuyển chọn không thi cũng không lo không có đọc sách cái gì trường học mấy cái cô cô trăm miệng một lời mấy cái đại nhân chính đang tán gẫu thời điểm Khổng Thiên Vi mấy cái họ hàng cũng lại gần, Hiếu Kỳ đánh giá Khổng Thiên Vi. Khổng Thiên Vi bị chầm chầm không được tự nhiên, rất cục nhỏ tuổi nhất biểu muội mở miệng, "Cùng chúng ta ở trên tivi nhìn thấy cơ hồ giống nhau như đúc, ngươi thật là cái kia lên tivi Khổng Thiên Vi." "Biểu tỷ, ngươi thật sự thật là lợi hại a." À. Biểu ca cũng thổn thức nói, "Ta trước đó muốn đi hiện trường nhìn ngươi biểu diễn, nhưng là bị mẹ ta ngăn trở, nàng không để chúng ta đi xem ngươi biểu diễn." Biểu đệ cũng ngay sau đó nói, chúng ta ngày hôm nay có thể nghe được ngươi đánh đàn sao? Ngươi đánh đàn lợi hại như vậy, có thể dạy dạy cho chúng ta sao? Khổng thiên vi tê cả da đầu, mặc dù một thế này mấy cái này họ hàng giống như cũng không tiếp tục giống kiếp trước như thế đối nàng mỉa mai nói móc, nhưng là lời nói ra vẫn là như cũ. Kiếp trước là nhìn thành tích của nàng tốt, liền hỏi nàng. Thành tích của ngươi tốt như vậy, ngươi có thể dạy dạy cho chúng ta phương pháp học tập sao? một thế này là, người piano đàn tốt như vậy, có thể dạy dạy cho chúng ta sao? Thật giống như nàng chỉ cần hơi chỉ điểm một chút, bọn hắn liền có thể giống như nàng lợi hại, đem học tập một cái nhạc khí nói nhẹ nhàng như vậy, hoàn toàn không để mắt đến nàng ở sau lưng nỗ lực cố gắng. Nói thật, Khổng Thiên Vi không thích dạng này ngôn luận. Nàng khoát khoát tay, rất khiêm tốn nói, ta sẽ không dạy người khác, ta đạn không tốt đẹp gì, ta rất kém cỏi mà. Thành tích của ta kém như vậy, còn nghĩ thỉnh giáo một chút các ngươi thế nào mới có thể đề cao thành tích văn hóa đâu? Biểu tỷ, ngươi học Dương Cầm học bao lâu nha? Ngươi vì cái gì không đi tham gia nhỏ thăng sơ khảo thí a, dạng này ngươi có phải hay không là liền không thể bên trên cấp 2 rồi? Không thể lên sơ bên trong, về sau phải làm sao nha? Biểu muội giống như cũng không thèm để ý Khổng Thiên Vi trả lời, lại hỏi một cái cùng năm cô không sai biệt lắm vấn đề. Khổng Thiên Vi đột nhiên rất hối hận từ trong phòng ra, nàng thật sự không thích ứng phó những đứa bé này. Bọn hắn bởi vì nhận riêng phần mình cha mẹ ảnh hưởng, dù là không có ác ý, có thế lời nói ra cũng làm cho người rất không thoải mái. Nàng cũng không có bản lãnh gì, chính là bị một cái tên là Lydia học viện âm nhạc trường học tuyển chọn, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm cái này trường học tốt hay là không tốt á. Kỷ y bạch pha trò cười nói, thanh âm đánh gãy những đứa trẻ bên này thảo luận. Khổng Thiên Vi thật bất ngờ Mụ Mụ cho ra đáp lại, nàng còn tưởng rằng Mụ Mụ sẽ xuất ra nàng tham gia hội diễn biểu hiện khoe khoang, mới vừa rồi bị cô cô nhóm ngầm phúng, hiện tại liền muốn tách ra trở về. Nhưng là Mụ Mụ không có khoe khoang, ngược lại giống như đang cố ý điệu thấp, nhưng lại ném ra ngoài Lydia học viện âm nhạc tên tuổi, thấy thế nào đều giống như là ở điệu thấp trang bức. Khổng Thiên Vi nhẹ giọng cười cười, trong lòng rốt cục một khối đá rơi xuống đất. Một thế này mụ mụ cùng tiền thế mụ mụ là không giống. Khổng Thiên Vi ba cái cô cô nghe xong cái này cái gì Lydia học viện âm nhạc ở trong đầu một phen, phát giác là một cái chưa nghe nói qua trường học, lập tức an tâm. Từ trường học danh tự có thể đạt được tin tức chính là, đây là một cái âm nhạc trường học mà Khổng Thiên Vi học được thật lâu dương cầm. Nghĩ như vậy, Khổng Thiên Vi mấy cái cô cô tìm đến có thể trọng điểm, chiếu cố, điểm mấu chốt thủ nói chuyện trước vẫn là năm cô, cái này trường học, là cái gì trường học a, à, chị dâu, ngươi không có điều tra liền để Thiên Vi đi bên trên cái này trường học. Đúng vậy a, à, liền nghe đều chưa nghe nói qua trường học, đến lúc đó nếu như bị lừa nhưng làm sao bây giờ a? À. Tam cô phụ họa nói, muốn ta nói, thật là nhất thời xúc động không có đi tham gia khảo thí, vậy liền lưu bang, dù sao cũng so cái này học viện âm nhạc đáng tin cậy nhiều. Còn nữa ngươi thật đúng là dự định làm cho nàng học âm nhạc sao một mực học dương cầm học vật này có thế làm chút gì a à? sau khi đi ra có thế tuyệt đối đừng luân lạc tới trên đường mãi nghệ tình trạng a à? nhị cô giọng điệu khoa trương đạo nháy mắt ra hiệu bộ dáng giống như đã thấy khổng thiên vi tương lai từ trường học tốt nghiệp ra trên đường mãi nghệ ăn xin hình tượng khổng thiên vi nắm chặt vạt áo những người này lại nói lời như vậy vì cái gì kiếp trước mụ mụ luôn luôn đổi ý luôn luôn bội ước. Cũng là bởi vì những người này ở đây mụ mụ bên tai nói này nói kia. Lúc đầu nàng cùng mụ mụ ước định cẩn thận, chỉ cần nàng có thể làm được mụ mụ yêu cầu sự tình, như vậy mụ mụ liền sẽ để nàng đi tham gia cái khác hứng thú khóa, tỉ như nói hội họa lớp huấn luyện, tỉ như nói cờ vây ban. Thế nhưng là mỗi lần đều là ở nàng đã hoàn thành mụ mụ yêu cầu về sau, những người này liền đối với mụ mụ nói, thời điểm này làm cho nàng đi tham gia những này về sau không có tác dụng gì hứng thú ban, còn không bằng làm cho nàng đem thời gian toàn bộ đều đặt ở học tập bên trên. Nếu như nàng đi tham gia những này hứng thú ban, đối với đường đường chính chính học tập không có hứng thú làm sao bây giờ? Nàng nhỏ như vậy nàng biết cái gì, mà lại ngươi là mẹ của nàng, ngươi không muốn để cho nàng việc làm, ngươi muốn không tuân thủ ước định còn phải đi qua đồng ý của nàng sao? Nàng rất bất đắc dĩ, cũng hận, vì cái gì những người này luôn luôn muốn nói này nói kia, vì cái gì mụ mụ luôn luôn dao động, vì cái gì những người này nói cái gì, mụ mụ liền tin cái gì. Một thế này không phải kiếp trước, kỹ y bạch nghe đến mấy cái này người nói lời này trong lòng cũng cách ứng, nàng kiếp trước thật sự là mắt bị mù mới không nhìn ra mấy người này căn bản không có cái gì hảo tâm. Nghe một chút những người này nói lời, mặt ngoài tựa như là đang lo lắng có chút, thế nhưng là thần thái kia thật sự là ước gì có chút rơi xuống bọn hắn nói tới kết cục kia. Không có các ngươi nói khoa trương như vậy. Kỷ y bạch mặt ngoài đang cười, trong lòng đang mắng, đã tất cả mọi người chưa nghe nói qua cái này trường học, chúng ta bây giờ liền nhìn xem trường học này đến cùng thế nào. Kỷ y bạch ngược lại là muốn nhìn một chút mấy cái này cô cô nhìn thấy học viện âm nhạc tin tức về sau sẽ có phản ứng như thế nào. Mà khổng thiên vi mấy cái cô cô vẫn đang suy nghĩ, tra liền tra, ngược lại là muốn nhìn trường học này có manh mối gì, cũng đừng đến lúc đó trên mạng đều không lục ra được tin tức liền buồn cười. Các đại nhân lúc đang bận biệu, bọn trẻ liền không ai quản. Khổng Thiên Vi không muốn nghe các đại nhân nói chuyện, nhất là mấy cái này cô cô nói chuyện luôn luôn mang theo đâm, nàng nghĩ mặt mặt về phòng đàn. Nhưng là sau lưng mấy cái họ hàng không nghĩ thả người, nàng đi, bọn hắn cũng cùng đi theo, nàng ngừng, bọn hắn cũng dừng lại khổng thiên vi nhíu mày các ngươi làm sao đi theo ta ngươi là muốn đi luyện đàn sao chúng ta muốn đi xem ngươi là thế nào đánh đàn có thể chứ lớn tuổi nhất biểu ca rất thành khẩn nói khổng thiên vi hít sâu một hơi nghĩ tới điều gì rất kiên định nói không có ý tứ ta luyện đàn thời điểm cần so ra hơn nhiều an tĩnh hoàn cảnh vậy chúng ta có thể ngoan ngoãn không phát ra bất kỳ thanh âm biểu đệ lập tức bảo đảm nói không phải, ý tứ của ta đó là, ta cần một thân một mình luyện đàn. Khổng Thiên Vi tiếp tục lễ phép trả lời. Qua, thế nhưng là chúng ta thật sự rất hiếu kỳ, ngươi liền để chúng ta nhìn một hồi mà. Một lát liền tốt. Biểu ngụy oa một tiếng, thanh âm bỗng nhiên bác cao. Vốn đang ở phòng khách bên này nói chuyện phím mấy cái đại nhân nghe được thanh âm về sau, cũng theo thanh âm nhìn lại, mấy người các ngươi, đang làm gì đâu? tra hỏi chính là khổng thiên vi năm cô cũng chính là biểu muội mẫu thân biểu tỷ muốn đi luyện đàn chúng ta thật sự rất hiếu kỳ biểu tỷ là thế nào luyện đàn nghĩ cùng tiếng đi xem một cái chúng ta cam đoan chỉ là nhìn một chút mà thôi tuyệt đối sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm biểu muội lập tức ngữ tốc nhanh chóng nói rõ tình huống nàng lúc nói chuyện nhìn về phía kỷ y bạch biết có thế hạ quyết định không phải mình lão mụ mà là cửu mụ chỉ là một cái nhỏ thỉnh cầu nếu như cự tuyệt giống như liền sẽ có vẻ rất keo kiệt khổng thiên vi có chút bất lực nàng có đôi khi sẽ nghĩ kiếp trước là không phải cùng một thế này trùng điệp cảnh tượng giống nhau cùng loại sự kiện kiếp trước đã từng trình diễn qua đồng dạng là mấy cái thân thích tới đây làm khách con của bọn hắn nhao nhao muốn nhìn nàng làm bài tập ở đại nhân trước mặt lời thề song sắt mà bảo chứng lấy bọn hắn tuyệt đối sẽ không động nàng bất kỳ vật gì chỉ là lặng yên ở một bên nhìn xem Thế nhưng là thật sự tiến vào gian phòng của nàng về sau, thừa dịp nàng chuyên tâm viết đề thời điểm, bọn hắn đem nàng trước đó viết xong bài thi đều dùng mặt thủy dán mất đáp án, còn xé toan nàng muốn giao cho cha mẹ kiểm tra sách bài tập. Làm những chuyện này, bọn hắn còn thông đồng đối với cốt lời kịch, đem nồi vứt cho nàng, nói những cái kia bị xé toan sách bài tập cùng những cái kia bị mặt thủy dán rơi đều không liên quan chuyện của bọn hắn, là chính nàng làm hư. Khổng thiên vi có đôi khi không rõ, vì cái gì có đôi khi tiểu hài tử tâm cơ so lớn tâm cơ của người ta còn sâu bọn hắn vì sao lại so đại nhân còn ác độc từng có kiếp trước trải qua nàng lần này tuyệt đối sẽ không lại để bọn hắn bước vào nàng tư nhân lĩnh vực một bước mặc kệ là mụ mụ thuyết phục vẫn là mấy cái kia cô cô cùng một chỗ thuyết phục nàng đều sẽ không nhượng bộ bọn hắn kiếp trước hủy hoại chính là nàng vốn là căm hận bài tập nàng không đau lòng chỉ là chán ghét những đứa bé này ác độc cùng đối với mụ mụ cảm giác không tín nhiệm đến thất vọng. Thế nhưng là nếu như một thế này bọn hắn hủy hoại nàng âu yếm dương cầm, nàng nhất định sẽ cùng bọn hắn liều mạng. Không, nàng không cho phép có loại khả năng này. Giờ khắc này, khổng thiên vi tựa như một con thủ hộ lấy lãnh địa giả thú, còn kém thử lấy răng đối với mấy cái kia họ hàng biểu thị đe dọa. Cái này đối với đại nhân tới nói cũng là việc rất nhỏ, năm cô là lệch hướng nữ nhi của mình, liền đối với kỹ y bạch thuyết phục nói, xem ở đứa bé nghĩ như vậy nhìn phần bên trên, liền để bọn hắn vào xem. Kỳ thật ta cũng thật tò mò, còn chưa từng gặp qua nhà ngươi thiên vi luyện đàn dáng vẽ đâu. Nàng đều sẽ đạn cái gì từ khúc A, chúng ta tùy tiện điểm một thủ khúc, nàng đều có thế bày đi ra không? Nhị cô cũng tham gia náo nhiệt hỏi. Dù sao nhìn một chút, không cho phép chúng ta nhà đứa bé cũng cảm thấy rất hứng thú đâu đến lúc đó bọn hắn cũng muốn học được, thì có thể làm cho thiên vi dạy một chút, ha 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 học phí đều bớt đi. Kỷ y bạch mười phần chán ghét những này thuyết phục, nàng có thế tiếp thu được nữ nhi cầu cứu tin tức, nữ nhi hiện ra lệ quan con mắt nhìn về phía nàng, để nàng nghĩ tới rồi một chút chuyện của kiếp trước. Nàng chính là cái tội nhân, tội không thể tha thứ. Đây là chuyện của kiếp trước, thiên vi ở kiếp trước bị buộc lấy làm rất nhiều bài tập thời điểm, nhiều lần biểu hiện ra đối với học tập chán ghét, nàng lấy không nguyện ý nhiều viết một chữ phương thức đến phản kháng, nhưng cuối cùng đều sẽ thỏa hiệp. Có một ngày, liền như hôm nay dạng này, thiên vi mấy cái cô cô mang theo các nàng riêng phần mình đứa bé tới chơi, kia mấy đứa bé nhao nhao nháo mau mau đến xem thần đồng là thế nào làm bài tập. Nàng bản cảm thấy đây chỉ là việc nhỏ, mà lại kia mấy đứa bé cũng cam đoan qua sẽ không nhao nhao thiên vi, lại thêm mấy cái cô cô cũng đều ở một bên thuyết phục, kết hợp với nàng khi đó lòng hư vinh nàng liền không để ý thiên vi ý kiến gật đầu đồng ý cùng ngày bọn hắn muốn kiểm tra thiên vi làm việc hoàn thành tình huống lúc này mới phát hiện thiên vi làm việc bị xé rách vốn nên viết xong bài thi phía trên bị dội cho mặt thủy thiên vi mấy cái biểu huynh để biểu tỉ muội đều biểu thị không biết đây là có chuyện gì không phải bọn hắn làm bọn hắn không dám động khổng thiên vi đồ vật trong phòng cho nên bọn hắn tự nhiên mà vậy liền liên tưởng đến đây cũng là thiên vi một lần phản kháng cử động cho nên bọn họ không nghe thiên vi giải thích cũng không có chất vấn qua mấy cái kia đứa trẻ dùng phương thức của bọn hắn trừng phạt thiên vi qua cực kỳ lâu thiên vi sau khi qua đời rất nhiều nhỏ chân tướng sự tình bắt đầu nổi lên mặt nước kỹ y bạch chỉ cảm thấy mỗi một chuyện nhỏ đều là ở hướng trên vết thương của nàng vung bột tiêu cây dần dần thành tâm bệnh nàng kiếp trước ở thiên vi sau khi qua đời Mỗi ngày ăn chay niệm kinh cầu thần bái Phật, không biết là ở khẩn cầu cái gì. Nàng trước kia không biết nàng một cái nhỏ quyết định sẽ phát sinh cái gì, nhưng bây giờ nàng biết rồi. Cái này cần nhìn ta nhà Thiên Vi ý kiến. Thiên Vi không thích luyện đàn thời điểm có người khác ở bên người, chính là ta cái này làm mụ mụ muốn đi vào nghe lén một chút cũng không được. Kỷ Y Bạch ngữ trọng tâm trường nói, các ngươi không nghĩ ủy khuất con của các ngươi, vậy ta cũng không nghĩ ủy khuất nhà ta Thiên Vi a. À không phải liền là nhìn một chút. Cũng sẽ không thiếu khối thịt, chị dâu ngươi đây cũng quá chăm chỉ mà rồi. Năm cô bất mãn nói. kỹ y bạch lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đây cũng không phải là chăm chỉ không tích cực vấn đề, ta có thể nói thẳng, đàn này trong phòng dương cầm giá trị 200 ngàn, con của các ngươi đi vào nếu là đập lấy đụng, ta nhưng là muốn các ngươi bồi thường tiền. Thốt ra lời này, liền một chút xíu thân thích thể diện cũng không lưu lại. Khổng thiên vi mấy cái cô cô lập tức sắc mặt mười phần đặc sắc, trái lại bắt đầu quát lớn nhà mình đứa bé, đừng làm rộn, nhìn cái gì vậy? Đánh cái đàn mà thôi, có gì đáng xem? Đúng đấy, nhìn các ngươi cũng sẽ không, biết đánh đàn lại chẳng có gì ghê gớm, chớ cùng chưa thấy qua người khác đánh đàn đồng dạng. Mấy người kia ngấm ngầm hại người, cũng không biết những lời này nói là cho hài tử nhà mình nghe vẫn là nói cho kỹ y bạch nghe. Mấy người nói nói xong liền đem chủ đề xóa về tới trường học bên trên, chúng ta lại tiếp tục nhìn cái kia trường học, việc quan hệ đứa bé tiền đồ, trường học này có thế không thể qua loa A. Kỷ y bạch đã ra khỏi trường học tư liệu giao diện, đưa di động đặt ở trên bàn trà, tư liệu hẳn là đều ở nơi này, là ta niệm cho các ngươi nghe, vẫn là chính các ngươi nhìn đâu. Chính chúng ta nhìn. Năm cô không kịp chờ đợi cầm điện thoại di động lên, cùng mặt khác hai cái cô cô cùng một chỗ nhìn lại. Mấy người từ đầu nhìn xem đến, càng xem con mắt trợn lên càng lớn, cuối cùng loãng xoạng một chút điện thoại rơi trở lại trên mặt bàn, lời nói đều nói không lưu loát, cái này Thế giới danh, danh, danh giáo. Không phải nói đùa. Danh tự không có đánh sai sao? Có phải là đánh nhầm, đây là gọi Lydia. Lydia Học viện âm nhạc, ở vào Mờ Nước, Phất Lãng Châu. Hệ thế giới âm nhạc trường học xếp hạng thứ 10 trường học một trong tác giả có lời muốn nói. Vẫn như cũ có canh hai. Chương 50 Không thể tha thứ. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 50 Không thể tha thứ. Kỷ y bạch kỳ thật già đã sớm biết trường học này có bao nhiêu lợi hại, trước đó đều là giả vờ, chính là nghĩ ở mấy người này trước mặt ra một hơi, cũng để các nàng không dám nhìn nữa không dậy nổi nhà nàng thiên vi cho dù là dặm tốt nhất cấp 2 thì thế nào cùng lydia học viện âm nhạc tương đối căn bản chính là trần ai bên trong một hạt bụi nhỏ hoàn toàn không thể so sánh dù là cho tới bây giờ kỷ y bạch cũng còn đang diễn kịch nghe xong năm cô cùng nhị cô còn nhất kinh nhất xạ mà nói nguyên lai dĩ nhiên lợi hại như vậy sao khi chương nhạc âm lão sư xác thực không có lừa gạt chúng ta a à? năm cô vẫn còn có chút không thể tin được có chút hùng hổ dọa người hỏi: "Chị dâu, ngươi thật nhớ không lầm. Thật là làm cho cái tên này. Quốc gia chúng ta sơn trại văn hóa như thế phát đạt, không chừng kỳ thật gọi là Lydia hoặc là Lydia đâu. Phát âm gần, cho nên nhớ lầm đi. Kỹ y Bạch cái này không vui, là cha nó cho tên của ta, ta nhớ không lầm a, à, việc quan hệ đứa bé tương lai, ta làm sao lại qua loa. Chính là để cho cái tên này a, à, nghe nói chính là ở nước ngoài một trường học" Ngày mai sẽ phải mang đứa bé đi, các ngươi cũng chớ nói lung tung. Sáng mai. Năm cô kinh ngạc hơn, đây chính là muốn xuất ngoại a, à, thật là ngày mai sẽ phải đi rồi. Cũng không trách mấy cái này cô cô kinh ngạc như vậy, Kỷ Y Bạch cùng Khổng Dương Châu ở sự tình có kết luận trước đó đều không có nói cho chung quanh thân thích, chỉ vội vàng giúp làm thủ tục. Đều chuẩn bị thật lâu á, không phải đột nhiên làm quyết định. Kỷ y bạch nhìn thấy mấy cái này liên tiếp lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng liền mừng thầm, xem xét phòng đàn bên ngoài thiên vi cũng kinh ngạc nhìn qua, nàng cười tủm tỉm chào hỏi nói, thiên vi, đi luyện đàn đi, lúc ăn cơm mụ mụ lại gọi ngươi. Khổng thiên vi lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu, đẩy ra cửa phòng đàn đi vào. Mấy cái kia họ hàng bởi vì không có đạt được đồng ý, cũng không dám chen vào, chỉ là kéo dài cổ muốn nhìn rõ ràng đàn trong phòng đều là cái gì bày đưa. Khổng thiên vi cửa kéo ra một đường nhỏ, đủ nàng đi vào liền lập tức lại hợp lên cửa phòng, ngăn cách những này tầm mắt của người. Không quan hệ, không có giống kiếp trước chuyện như vậy phát sinh. Mụ mụ thay đổi to lớn, nàng sẽ không cho phép những hài tử kia làm loạn, liền coi như bọn họ làm loạn, mụ mụ cũng sẽ không hộ lấy bọn hắn. Trong phòng khách, khổng thiên vi mấy cái cô cô còn tại thuyết phục kỹ y bạch ở các nàng còn không biết khổng thiên vi sẽ phải bên trên trường học là một cái thế giới danh giáo trước đó các nàng nói cái này trường học nghe đều chưa nghe nói qua tám thành không phải cái gì tốt trường học trong lúc các nàng phát hiện cái này không chỉ có không phải cái gì gà rừng trường học vẫn là một cái thế giới danh giáo về sau các nàng hiện tại thuyết phục lý do biến thành dạng này muốn đi đến nước ngoài xa như vậy sao khi chị dâu ngươi cùng ta ca có thể hay không bồi tiếp thiên vi cùng đi không thể bồi tiếp nàng cùng đi sao. Khi nhưng làm sao bây giờ a? À, nàng đến nước ngoài cái này chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng sẽ không nói ngoại ngữ, bị người khi dễ cũng không biết. Chúng ta cũng đều có thể lý giải ngươi hy vọng thiên vi có tiền đồ tâm tình, ai không hy vọng nàng có cái tiền đồ quang minh đâu. Thế nhưng là cái này. Làm cho nàng lẻ loi một mình ở nước ngoài đọc sách, niên kỹ còn như thế tiểu, có thế tuyệt đối đừng cuối cùng không có học thành, phản mà bị hủy đây không phải là ta nghe nói đi nước ngoài những người kia đều rất khai phóng mà lại phi thường trưởng thành sớm thiên vi tâm tư đơn thuần cũng không có nước ngoài những đứa bé kia phức tạp như vậy nếu như bị lừa gạt tình cảm bị ân chị dâu ngươi cũng không nghĩ sớm như vậy coi như bà ngoại a à. cho nên ta cảm giác đi dù những cái này cơ hội cũng rất khó khăn đến nhưng là hài tử hay là phải đặt ở bên cạnh mình nhìn cho thật kỹ mới an tâm Mấy cái cô cô mồm năm miệng Mười lốt bốt nói không ngừng, kỹ y bạch căn bản là không chen lời vào. Bất quá ông những người này nói những này nhìn như quan tâm thiên vi trên thực tế không có hảo ý tâm lý đối đãi những người này, kỹ y bạch tâm tình liền không có bết bác như vậy. Nói thật giống như những tình huống này nàng cùng lão công không có suy nghĩ qua đồng dạng, bọn hắn cân nhắc so với các nàng còn nhiều được không? Đến phiên các nàng bây giờ tại nơi này nói này nói kia. Rốt cục, một phen thần thương khẩu chiến về sau, năm cô tổng kết một chút, chúng ta cảm thấy không được, dạng này là không được. Chị dâu, ngươi cùng ta ca có thế nghìn vạn lần không thể vì trên mặt mũi có ánh sáng, liền đem thiên vi thật sự đưa đến nước ngoài đi học, tiềm ẩn nguy hiểm nhiều lắm. Trừ phi như vậy đi, ngươi có thể tranh thủ thêm mấy cái danh ngạch, để mấy đứa cùng tuổi người theo nàng cùng đi, ta cảm thấy đi. Nhà ta nhân nhân liền thật không tệ kỷ y bạch ở trong lòng hừ một tiếng thật sự là dối trá làm ra vẻ ngoài miệng nói không có thèm cơ hội này hiện tại đuôi cáo liền lộ ra rồi còn tranh thủ thêm mấy cái danh ngạch nàng khi thế giới danh giáo là tùy tiện liền có thể vào sao coi như thật sự muốn tranh thủ thêm mấy cái danh ngạch kia cũng không phải cho con của các nàng có cơ hội này làm gì không cho minh phỉ cùng tiểu học cao đẳng cây khẳng định không có khả năng có cái khác danh ngạch nhà ta thiên vi cũng là vận khí tốt sẽ bị chương nhạc âm lão sư nhìn trúng. Những người khác không được. Các ngươi nói những vấn đề này đâu, chúng ta cũng đều cân nhắc qua, chúng ta tin tưởng thiên vi có thể đối diện với mấy cái này vấn đề. Kỷ y bạch mấy câu liền trắng trở về mấy cái này cô cô không có hảo ý thuyết phục. Các ngươi tin tưởng là một chuyện, thiên vi có thể hay không thật sự làm được đó chính là một chuyện khác, đúng không? Năm cô còn không có từ bỏ kỷ y bạch đã không nghĩ lại tiếp tục xoắn suýt cái vấn đề này nàng mắt sắc lạnh lẽo giọng điệu cũng có chút giận dữ làm sao ngủ Muội, ngươi đây ý là không muốn để cho nhà ta thiên vi đi bên trên tốt như vậy trường học kia nào có sự tình a à? năm cô xoa xoa trên trán mồ hôi rịn các ngươi yên tâm nên cân nhắc vấn đề đâu ta cùng cha nó đều đã cân nhắc qua các ngươi không cần lo lắng chúng ta cũng cùng thiên vi đều đã nói thiên vi là nguyện ý đi không tồn tại chúng ta ép buộc nàng khả năng nàng cũng có lòng tin sáng chế thành tựu kỷ y bạch nói nhìn một chút thời gian ai nha không sai biệt lắm đến cơm chiều thời gian nên đi làm cơm tối các ngươi ăn cơm rồi đi a à? đi được chúng ta ăn cơm tối lại đi đêm nay làm chút gì chúng ta cũng tới giúp ngươi a à? vậy làm sao có thể để các ngươi động thủ các ngươi là khách nhân trong phòng khách xem tivi là được rồi. Mấy người phụ nữ chối từ lấy liền cùng một chỗ tiến vào phòng bếp, trong phòng bếp truyền đến nói chuyện thanh âm, bầu không khí tự hồ coi như hòa hợp. Các đại nhân đều bận biểu đi, tiểu hài tử sẽ không có người quản, khổng thiên vi mấy cái họ hàng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn thấy khổng thiên vi cửa phòng mở ra, hì hì cười vài tiếng, lén lút âm thầm vào khổng thiên vi gian phòng. Muộn bên trên 7 giờ 40 phút, phòng đàn bên trong tiếng đàn ngừng lại, dư âm ở gian phòng trống rỗng bên trong tiếng vọng vài giây đồng hồ khổng thiên vi hít một tiếng tinh tế lau lau rồi một chút dương cầm lại tri kỹ đắp lên đàn che đậy cây đàn che đậy nếp uống một chút xíu vuốt lên ngày mai sẽ phải đi rồi về sau về nhà ở trong nhà thời gian thì càng ít nàng một bên lau mồ hôi khép lại cửa phòng đàn lỗ tai giật giật nghe được trong phòng của nàng truyền đến tiếng vang tựa hồ là thiếu niên thiếu nữ cười hì hì thanh âm Ngươi cái kia trương phía trên viết cái gì có chút ta rất nhớ ngươi a à, phải cố gắng lên nha qua cái này sẽ không là thầm mến biểu tỷ tiểu nam sinh viết thư tình a à. ha 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 cái chữ này viết xấu quá à xấu như vậy chữ viết chữ vóc người nhất định cũng rất khó coi lại hủy đi một cái thật nhiều hạt giấy a à, có thể hủy đi rất lâu ha 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 ta muốn dùng trương này gấp một cái máy bay giấy những này cười hì hì truyền vào khổng thiên vi trong tai nàng cảm thấy huyết dịch phản phất tại ngược dòng, nộ khí cuồn cuộn, nắm lấy chốt cửa keo kiệt lại lỏng, nới lỏng lại gấp. Nàng mặt âm trầm từng bước một lái xe ngoài cửa, cửa phòng mở rộng ra, mấy người thiếu niên thiếu nữ ngồi trên sàn nhà. Cái bình bày ở biểu muội trong tay, nắp bình bị xoay mở, bên trong đủ mọi màu sắc, nàng làm bảo bối đồng dạng trân quý 6 7 năm hạt giấy bị đổ ra, có bị mở ra, có bị xé nát, có bị vò thành một cục biểu muội đưa tay tiến trong bình hướng bên trong nắm một cái hạt giấy ra vẫy trên sàn nhà biểu đệ phụ trách hủy đi hạt giấy mà biểu ca đang dùng vứt bỏ giấy gấp máy bay giấy khổng thiên vi nắm lấy cánh cửa tay phát ra ttt tê tê tê, thanh âm thật giống như một mực tức điên mèo điên cùng cào cửa nàng trân tàn đồ vật liền bị những người này coi như phế phẩm đồng dạng ném trên sàn nhà tùy ý hủy hoại cảm giác đưa vật này cho biểu tỷ người tốt ngốc a Biểu tỷ hẳn là cho tới bây giờ đều không có mở ra nhìn qua a, à. ha 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 chúng ta sau khi xem xong lại thuật lại cho biểu tỷ nghe đi. Cũng coi là hỗ trợ đi. Ta mới không muốn đâu, phía trên này viết loạn thất bát tao chữ, khó coi chết đi được. Ngậm miệng. Ngậm miệng. Các ngươi có tư cách gì? Khổng Thiên Vi tức giận hai mắt đỏ bừng, bọn hắn làm sao dám? Một bên hủy hoại nàng âu yếm đồ vật, một bên chế giễu nàng người trọng yếu không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Khổng Thiên Vi lần thứ nhất như thế tức giận, nàng khống chế không nổi mình, từng bước một hướng bọn họ đi đến, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Giáo húng bọn hắn, để bọn hắn vì thế trả giá đắt. Nàng không biết mình là như thế nào xuất thủ, một cái bước xa liền đem cái bình cướp đi, đối mặt biểu muội thần sắc kinh ngạc, Khổng Thiên Vi trong lòng sinh ra một cổ trả thù khoái cảm. Ngay sau đó, nàng một cái tác chiếu vào biểu muội mặt đánh tới, ba, một tiếng trong phòng vang lên, trong phòng như vậy an tĩnh lại. Vài giây đồng hồ về sau, biểu muội bụng mặt qua, một tiếng khàn giọng khóc lên, thúc tha thúc thiết mà nói. Ngươi làm gì? Làm gì đột nhiên đánh người? Qua ô ô ô, khổng thiên vi xưa nay không biết nàng cũng sẽ có bén nhọn như vậy giọng điệu, nàng cắn răng nói, đánh chính là ngươi. Biểu muội bụng mặt khóc từ trong phòng đi ra ngoài, Ta muốn nói cho ta biết mụ mụ, biểu tỷ đánh người ô ô ô, mụ mụ biểu tỷ nàng đánh ta. Biểu đệ cùng biểu ca đều bị Khổng Thiên Vi đột nhiên đến dọa phát sợ, nhưng là dù sao cũng là nam hài tử, làm sao có thể bò một cái tiểu nữ sinh. Ngươi không được qua đây, ngươi đánh biểu muội sẽ không còn nghĩ đánh chúng ta a, à, ngươi không đánh lại được chúng ta. Khổng Thiên Vi tốt như không nghe đến uy hiếp của hắn, nắm chặt nắm đấm nàng con kia chỉ dùng đến đánh đàn tay bây giờ lại dùng để đánh người nàng là hành động phái ở biểu ca cùng biểu đệ nói câu nói tiếp theo trước đó liền đã đem cái này hai tên nam sinh đều đánh phủ rất hiển nhiên bọn hắn cũng không phải ngồi không cũng không có không thể đánh nữ nhân ý nghĩ chỉ biết bị đánh liền muốn đánh trở về thế là ba người triền đấu cùng một chỗ khổng thiên vi nắm lấy trong lòng một cơn lửa giận càng đánh càng dũng liền ngay cả hai tên nam sinh đều đánh không lại nàng bị nàng đánh ngao ngao cầu xin tha thứ, không cần đánh nữa, không cần đánh nữa. Đau chết mất. Má nó, ngươi điên rồi sao? Chỉ là hủy đi ngươi mấy cái hạt giấy mà thôi. Thứ này giá trị tiền gì? Vì cái đồ chơi này ngươi cần phải đem chúng ta đánh cho đến chết sao? Thế nhưng là bọn hắn không biết, bọn hắn càng như vậy nói, khổng thiên vi thì càng không tiếc hận. Kỷ y bạch gấp hô hô tìm tới được thời điểm, nhìn thấy chính là bức tranh này mặt, nhà nàng thiên vi tựa như như bị điên đem biểu ca của nàng cùng biểu đệ vào chỗ chết đánh, khí lực của nàng không đánh, nhưng là thật sự hạ mãnh lực đánh người, cũng có thể đem người đánh quá sức. Bây giờ nhìn nàng biểu ca cùng biểu đệ chỉ có thể giống chuột chạy qua đường đồng dạng càng không ngừng tránh liền đã nhìn ra. Cửu mụ Ngươi nhìn biểu tỷ Quả thực chính là bà điên. Nhân nhân ở một bên bụng mặt, nói chuyện còn làm bộ khóc thúc thiết tam cô cùng nhị cô cũng đều như bị điên tiến lên giật ra khổng thiên vi, thế nhưng là khổng thiên vi bây giờ căn bản liền đã lâm vào hỗn loạn trạng thái, bất kể là ai đều chiếu đánh không lầm. Kỷ y bạch nhìn không được, nhìn thấy trên sàn nhà những cái kia giấy mảnh, nàng suy đoán trong đó có ẩn tình khác. Nhưng là vẫn muốn ngăn cản thiên vi tiếp tục đánh xuống. Nàng tiến lên đẩy ra nhị cô cùng tam cô, dùng sức ôm lấy khổng thiên vi, thiên vi, không cần đánh nữa mụ mụ ở đây mụ mụ sẽ giúp ngươi không cần phải sợ không muốn như vậy có được hay không thanh âm quen thuộc truyền đến chấp mũi tràn ngập khí tức quen thuộc khổng thiên vi rốt cục dần dần tỉnh táo lại ngay sau đó ông thật chặt ở mẫu thân eo ô ô ô khóc lên khi hai cái được cứu vớt thiếu niên lập tức xoa một chút vết máu khập khiển đi trở lại riêng phần mình mẫu thân bên người nhị cô cùng tam cô đều đau lòng xem xét riêng phần mình thương thế của con trai xác định chỉ là có bị thương ngoài da không có rất nghiêm trọng về sau mới thở dài một hơi nhưng là chuyện này lại không thể cứ như vậy nhân nhượng mà lại hiện tại cái kia đánh người giống như so với ai khác còn ủy khuất lại là chuyện gì xảy ra mấy cái này cô cô đang lo bắt không được các nàng tay cầm hiện tại nhất định phải níu lấy cái này sai lầm liều mạng phê bình vào chỗ chết oán nhất định phải bước đến các nàng quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm mới bỏ qua khổng thiên vi cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra nàng biết đánh người là không đúng nhưng là nàng không hối hận ngoan không khóc không khóc nói cho mụ mụ đây là thế nào vì sao lại đột nhiên đánh người đâu bọn hắn làm cái gì kỹ y bạch ấm giọng thì thầm an ủi khổng thiên vi nàng như thế ôn hòa đối với khổng thiên vi để khổng thiên vi mấy cái cô cô khó chịu chị dâu hiện tại thế nhưng là nhà ngươi thiên vi làm sai vô duyên vô cớ đánh nhà ta nhân nhân, ngươi xem một chút cái này giấu bàn tay, về sau nếu là hủy dung nhưng làm sao bây giờ? Ngươi nhìn nhìn lại nhà ta A Kiện, cái mũi của hắn đều còn tại chảy máu đâu. Nhà ngươi thiên vi có phải là muốn nóng nảy chứng A, đánh người thời điểm làm sao không gặp nàng ủy khuất, hiện tại biết giả bộ đáng thương rồi. Thật đúng là có tâm cơ đâu. Trách không được đệ muội ngươi yên tâm như vậy nàng ra ngoại quốc đọc sách, nước ngoài đứa trẻ thật đúng là chơi không lại nhà ngươi thiên vi nhà ta tiểu quan răng cũng còn đang chảy máu đâu đúng là điên đi chuyện này không có cái bàn giao tuyệt đối không xong ta đã nói với ngươi ngươi muốn không xin lỗi bồi thường cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết kỹ y bạch đau cả đầu nàng cũng ở may mắn đây là nàng sau khi sống lại thế giới bằng không thì tình huống này phải đặt ở kiếp trước nàng tuyệt đối lại sẽ thật xin lỗi thiên vi Thiên vi tính tình từ trước đến nay mềm mại, liền ngay cả nàng cái này làm mẹ cũng cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy thiên vi bị buộc lúc gấp, lần này nhất định là xảy ra chuyện gì để thiên vi không kiềm chế được nỗi lòng. Mà lại đây cũng là một cái rất tồi tệ tình huống, kỹ y bạch hiểu qua bệnh trầm cảm có đôi khi sẽ nương theo lấy xuất hiện nóng nảy chứng. Có một loại chứng bệnh gọi là song tướng, là một loại rất khủng bố bệnh, nàng rất lo lắng thiên vi lần này không kiềm chế được nỗi lòng chính là báo hiệu. Trên sàn nhà một chỗ giấy vụn mảnh có lẽ là tìm tới thiên vi không kiềm chế được nỗi lòng manh mối. Những này giấy vụn mảnh cùng lăn rơi xuống đất kia chiếc bình nhìn đều mười phần nhìn quen mắt, kỹ y bạch suy nghĩ sâu xa một lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh đại ngộ. Nàng trấn an khổng thiên vi cảm xúc, không cần phải sợ, mụ mụ sẽ không oan uổng ngươi, nhất định sẽ biết rõ ràng. Có lẽ là câu nói này lên hiệu quả, thiên vi dần dần bình tĩnh trở lại, khẽ gật đầu một cái, lại nhẹ giọng nói một tiếng. Mẹ, cảm ơn. Kỷ y bạch từ ái sờ sờ tóc của nàng, đây là mụ mụ phải làm. Khổng thiên hơi cúi đầu ngồi ở bên giường, trong tay bưng lấy cái bình, trong bình chỉ còn lại không tới một phần tư hạt giấy, cũng bị bóc dúng gió, cơ hồ nhìn không ra nguyên dạng. Nàng càng xem càng khó chịu, nước mắt lần nữa lạch cạch lạch cạch rơi xuống. Tự trách, ấy nấy, từ nghi, hối hận đủ loại tâm tình tiêu cực giống như là thủy triều vọt tới, đem nàng một điểm cuối cùng lạc quan bao phủ. Ta vì sao lại không ngờ tới điểm này? Vì cái gì ta lúc đi ra không đem cửa phòng đóng kỹ? Vì cái gì ta đều đem đồ vật đặt ở trong rương hành lý, bọn hắn còn có thể lật ra đến. Nếu như ta càng cẩn thận một chút liền tốt. Đều tại ta đều tại ta. Ta không có bảo vệ tốt cao ngọc thụ lễ vật tặng cho ta, ta làm sao lại vô năng như vậy? ta chính là cái phế vật phế vật phế vật phế vật không có ai chú ý tới khổng thiên vi tình huống hiện tại có chút không ổn kỹ y bạch vốn nên chú ý tới nhưng là nàng hiện đang bận bịu điều giải sự kiện lần này nàng cả sửa lại một chút trên sàn nhà giấy vụn mảnh trong lúc đó lặng lẽ nhìn lướt qua mấy cái kia bị khổng thiên vi đánh qua đứa trẻ lề mề lâu như vậy cũng nên nói một chút ngươi chuyện này muốn xử lý như thế nào đi dù sao ta liền đặt xuống ở chỗ này. Khổng thiên vi nhất định phải xin lỗi. Thái độ nhất định phải thành khẩn, còn muốn bồi chúng ta tổn thất tinh thần phí, tiền thuốc men. Nhị cô bất mãn hô. Kỷ y bạch đem giấy vụn mảnh quét dọn tốt về sau cũng không có rót vào thùng rác, mà là tìm một sạch sẽ cái túi, nghiêm túc tỉ mỉ mà đem giấy mảnh trang. Tam cô cười nhạo nói, các ngươi thật đúng là quái, đem những này giấy vụn làm bảo bối, không biết còn tưởng rằng những này là tiền giấy đâu. Đừng nói là khổng thiên vi, kỷ y bạch hiện tại cũng phải tức giận. Nàng chỉnh lý tốt những cái kia giấy mảnh, lúc này mới vỗ vỗ quần đứng lên, nhà ta thiên vi đánh người xác thực không đúng, nhưng là ta rất muốn biết, vì cái gì con của các ngươi sẽ ở nhà ta thiên vi trong phòng. Vì cái gì cái bình này nhà ta thiên vi đặt ở trong rương hành lý, sẽ còn bị lật ra đến. Nhân nhân bụng mặt, chuyện đương nhiên nói, chúng ta chính là hiếu kỳ biểu tỷ trong phòng có đồ vật gì mà thôi nàng đúng là đặt ở trong trương hành lý không sai thế nhưng là nàng lại không có kéo lên trương hành lý chúng ta hiếu kỳ lấy ra nhìn xem lại không có gì năm cô cũng phụ họa nói đây không phải là cái này không phải liền là giấy gấp đồ chơi lại không đáng giá mấy đồng tiền bọn nhỏ vui vẻ mê liền chơi đùa thôi kỹ y bạch ở trong lòng nghĩ như thế đến Thế nhưng là những này là thiên vi vô giới chi bảo, là dùng tiền cũng không đổi được đồ vật. Nàng vô cùng may mắn nàng tâm cảnh đã có thay đổi, bằng không thì nàng gặp phải tình huống như vậy, tất nhiên sẽ không phân tốt xấu trước hết trách cứ thiên vi. Nếu như là kiếp trước, nàng cũng sẽ không hiểu, những này người ở bên ngoài xem ra căn bản không có cái gì vật giá trị, đối với thiên vi tới nói, trọng yếu bao nhiêu, nàng sẽ giống những người này đồng dạng trách cứ thiên vi, nói với nàng cũng không phải cái gì vật quý giá, chơi liền chơi, hỏng liền hỏng, ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy đâu. Bị mình người quan tâm nhất tổn thương cùng bị không quan tâm người tổn thương, thừa nhận thống khổ là hoàn toàn không giống. Lúc này không giống ngày xưa, kỹ y bạch đã chịu đủ lắm rồi kiếp trước giáo huấn, nàng một thế này tuyệt đối sẽ không lại để cho thiên vi nhận đồng dạng ủy khuất. Nàng không khóa cửa chính là các ngươi chưa cho phép liền tùy tiện tiếng người khác gian phòng lý do nhà ta thiên vi đặc biệt chứa vào đồ vật, các ngươi chưa đồng ý liền lấy ra tới chơi, còn đem đồ đạc của nàng làm hư. Các ngươi biết vật này đối với thiên vi tới nói trọng yếu bao nhiêu sao? Ta nếu là cũng đem các ngươi vật quý giá làm hỏng, ta xem các ngươi chỉ sợ so với ta nhà thiên vi còn điên. Kỷ y bạch hàng giọng nhìn về phía mấy cái kia đứa trẻ. Nhân nhân, A Kiện cùng tiểu quan ba người ở kỷ y bạch một dưới ánh sáng, giống như có chút xấu hổ gục đầu xuống. Kỷ y bạch không nhìn ngủ muội bọn người giận dữ ánh mắt, vẫn như cũ nhìn chầm chầm mấy tên thiếu niên kia thiếu nữ, nghiêm nghị nói, các ngươi nói, đến cùng là ai sai? Nàng đánh các ngươi, đánh nhầm sao? Tác giả có lời muốn nói. Thiên vi mụ mụ càng ngày càng tốt canh hai hoàn thành. Mọi người ngủ ngon an.